chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 281, Bảo nổi kiều nhị ni, ha ha chỉ nghe kiều nhị ni trong miệng cười lạnh một tiếng ánh mắt trực tiếp cùng trương lão bà tử đối mặt nương ngươi đang nói gì đấy ta làm sao nghe không hiểu lão nhân gia người nói lời đâu kiều nhị ni đã có thể tại trương thiên sau khi chết một nữ nhân lôi kéo nuôi lớn nhi tử nàng như thế nào lại là một cái dễ khi dễ chủ những ngày này tại trương gia tùy ý trương lão bà tử khi dễ cũng chẳng qua là trong lòng nàng có cảm giác tội lỗi cảm thấy là nàng hại chết người ta nhi tử thế nhưng là hiện tại nàng đã biết chân tướng năm đó trương thiên hắn căn bản chính là bị mẹ hắn cùng đệ đệ hai người hùng vốn cướp đi trương thiên cưới thê tử không tính lại còn đem trương thiên cho đuổi ra khỏi nhà trương lão bà tử người một nhà căn bản cũng không phải là trương thiên người nhà người nhà nơi nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới bọn hắn căn bản chính là trương thiên cừu nhân người tiện nhân này người hại chết lão nhị không tính hiện tại còn châm ngòi cả một nhà đều không được an bình trương lão bà tử trừng mắt kiều nhị ni chửi rủa kiều nhị ni lại là không có chút nào sợ mảy may đều không mang sợ há miệng liền đổi trở về mẹ lời này của ngươi coi như nói sai trương thiên hắn cũng không phải bị ta cho hại chết hắn là bị các ngươi hùng vốn cho hại chết năm đó thế nhưng là các ngươi thật xin lỗi trương thiên phía trước bằng không trương thiên hắn cũng không thể lại bị đuổi ra khỏi nhà mà xảy ra bất trắc chết tại bên ngoài kiều nhị ni đồng dạng tức giận trừng mắt trương lão bà tử chửi rủa nàng đã hạ quyết tâm muốn dẫn lấy trương lâm bọn hắn rời đi trương gia nhà này người căn bản cũng không phải là trương thiên người nhà cho nên nàng cũng không cần thiết thay trương thiên đến hiếu thuận phụng dưỡng trương lão bà tử phản lật trời trương lão bà tử bị kiều nhị ni trong miệng những lời kia cho tức giận đến muốn chết một cái tay che ngực sắc mặt khó coi trừng mắt đối phương hà hà thu dọn đồ đạc đi dạng này không cầm người nhà làm người nhìn người ta chúng ta cũng không hiếm có đợi nương mang các ngươi đi tìm các ngươi gì đi. Kiều nhị ni quát to một tiếng, cũng mặc kệ trương lão bà tử có thể hay không bị tức chết, trực tiếp để con dâu hà hà đi thu dọn đồ đặt đi. Nương, hà hà ngạc nhiên nhìn xem kiều nhị ni, vừa mới nàng nghe được cái gì, bà bà vậy mà nói, muốn dẫn lấy bọn hắn đi gì nhà, ngươi còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau đi thu dọn đồ đạc đi. Kiều nhị ni thấy hà hà ngẩn người, vội vàng lại gọi một tiếng, ai, nương, ta cái này đi hà hà cực nhanh chạy đi trương lão bà tử lúc này mới kịp phản ứng nàng cái này lão nhị nàng dâu là thật sự là muốn tạo phản lại muốn mang theo người nhà rời đi trương gia không được đi trương lão bà tử đưa tay ngăn lại hà hà đường đi trương lâm cùng hà hà những ngày này vẫn luôn đang đuổi lấy trương gia trong ruộng công việc trương lão bà tử lại thế nào khả năng để bọn hắn rời đi trương gia bọn hắn đi trong nhà trong ruộng những cái kia công việc ai làm kiều nhị ni tới đẩy hà hà một cái Hà Hà thừa cơ lập tức chạy đi. Ta bảo ngươi lần trước âm thanh nương, ngươi thật đúng là đem mình cho làm viên hành. Có mấy lời ta cũng không muốn nói khó nghe như vậy. Năm đó ngươi đều đem trương thiên cho đuổi ra khỏi nhà, tự nhiên cũng là cùng trương thiên đoạn mất thân. Nếu là đoạn mất thân, bọn ta cũng không tốt tiếp tục ở chỗ này. Kiều nhị ni ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, đó chính là nàng muốn dẫn lấy người một nhà rời đi trương gia. Các ngươi trương gia cản không được, bởi vì bọn hắn đã sớm cùng trương gia đoạn mất thân. Ngươi, Trương lão bà tử biết Kiều Nhị Ni nói rất đúng, hết lần này tới lần khác lại tìm không ra lời nói đến phản bác nàng. Nhị tẩu, ngươi nói cái gì rời đi không rời đi, tất cả mọi người là người một nhà ngươi đây là làm cái gì? Lục thị không có đuổi kịp Trương Cường, mới vừa vào cửa nghe được Kiều Nhị Ni nói muốn dẫn lấy người nhà rời đi những lời kia. Chương 282, Ân Tình, tiện nhân muốn dẫn lấy nàng sinh tiện chủng rời đi, như vậy sao được, bọn hắn đi, về sau trong nhà sống cùng ruộng đồng công việc đều để lại cho ai làm. Từ khi Kiều Nhị Ni tiện nhân kia đến về sau, trong nhà công việc nàng đều không có làm, liền trong ruộng công việc, nàng chủ nhà cũng làm tương đối ít. Ha ha, Kiều Nhị Ni nhìn xem lục thị cười lạnh thành tiếng ai cùng, các ngươi là người một nhà, đừng quên, năm đó Trương Thiên rời đi trương gia thời điểm, thế nhưng là cùng các ngươi đoạn mất thân, có thôn trưởng cùng tộc trưởng hai người làm chứng người sáng mắt. Những ngày này, Kiều Nhị Ni đã đem Trương Thiên vì sao rời đi trương gia, còn có rời đi trương gia thời điểm đều làm cái gì, nàng đều cho nghe được rõ ràng, muốn dùng người nhà lấy cớ đem bọn hắn cho lưu lại làm trâu làm ngựa, quả thực là si tâm vọng tưởng, làm nằm mơ ban ngày đâu, cái này. Lục thị ở trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới tiện nhân này thậm chí ngay cả những cái này đều biết, cũng không biết là ai miệng rộng nói cho nàng, đây đều là bao nhiêu năm trước sự tình, nhị tẩu ngươi làm sao còn nói như vậy, hiện tại nhị tẩu đã trở về, mọi người chúng ta chính là người một nhà nói cái gì có đi hay không lục thị thần tình trên mặt cười gượng ép vắt hết ốc tìm cho mình lấy cớ lục thị lời nói cũng không phải nói như vậy đã liền quan phủ đều tán thành đoạn thân sách chúng ta vẫn là tuân thủ tốt từ thôn trưởng cùng tộc trưởng làm căn cứ chính xác người viết xuống đoạn thân sách tự nhiên cũng tại quan phủ nơi đó chuẩn bị án lục thị thấy kiều nhị ni liền đoạn thân sách sự tình đều biết xem ra là hạ quyết tâm muốn đi chẳng qua các ngươi muốn đi cũng được chẳng qua những ngày qua các ngươi ăn ở đều tại nhà chúng ta có phải là nên kết toán một chút tiền bạc lục thị trực tiếp mở miệng tìm kiều nhị ni muốn phí ăn ở trương lão bà tử nghe xong lục thị con mắt lập tức chính là sáng lên đúng cầm bạc không cầm bạc đừng nghĩ đi trực tiếp vươn tay ra tìm kiều nhị ni muốn bạc đã ngươi muốn như vậy nói vậy chúng ta liền hảo hảo nói dốc nói dốc chúng ta là ở tại nhà ngươi không sai thế nhưng là chúng ta mỗi ngày đều tại làm sự tình, các ngươi không được cho tiền công. Đừng nói các ngươi cho chúng ta cơm ăn, chúng ta tại trương gia ăn cái gì, trong lòng các ngươi tuyệt đối so với chúng ta chính mình cũng rõ ràng, đã có thể coi là sổ sách, vậy liền trước tiên đem chúng ta những người này làm việc tiền bạc cho tính toán A. Kiều Nhị Ni trực tiếp xuề bàn tay ra đến muốn bạc, tiêu gia thôn, hạ ma ma vẽ mặt tươi cười đưa tiễn tiêu phỉ nhi mẫu nữ quay người lại một mặt vui mừng mà nhìn xem cố đình thâm, tiểu công tử, kia mẫu nữ hai người thật đúng là thiện nhân, hơn nữa còn biết y thuật, nếu không có mẹ con các nàng tại, chúng ta chủ tớ hai người cũng không biết sẽ như thế nào. Tiểu muội nói là tiêu phỉ nhi mẫu nữ đem bọn hắn từ lâm tử cấp cứu ra tới sự tình, bao quát về sau giúp cố đình thâm trị liệu bị trật chân, bây giờ trả lại bọn hắn đưa ăn, ừm, ma ma nhất định phải nhớ kỹ, bọn hắn đối với chúng ta ân tình cố đình thâm mở miệng nói ra tiểu công tử lão nô đều ghi lại chờ chúng ta trở lại trang tử bên trên liền để người tới cho bọn hắn đưa tạ lễ hạ ma ma cũng không biết cố đình thâm cũng định về sau sẽ ở lâu nơi này bên trong còn tại trong lòng suy nghĩ chờ bọn hắn an toàn trở lại trang tử bên trên về sau lập tức liền để người đến đưa tạ lễ mẫu nữ hai người cứu nhà nàng tiểu công tử cái này tạ lễ nhất định phải tặng nặng nề chút mới được hạ mụ mụ sắc mặt đột nhiên lại trở nên lo lắng lúc này các nàng là không có việc gì, cũng không biết A Hải hiện tại như thế nào rồi. Cố đình thâm tự nhiên cũng nhìn ra hạ ma ma trong mắt vẻ lo lắng đến, vội vàng ở nơi đó mở miệng nói, ma ma không cần lo lắng, cố hải võ công cao cường nhất định không có việc gì. Chương 283, Phỉ Nhi cho đình thâm đổi thuốc, đúng, A Hải nhất định không có việc gì. Hạ ma ma cũng lập tức nói, không biết có phải hay không đang cố ý an ủi mình, hôm sau tiêu phỉ nhi đến cho cố đình thâm trên chân đổi thuốc phỉ nhi cô nương ngươi tới rồi hạ ma ma nhìn thấy tiêu phỉ nhi tới vội vàng nhiệt tình đón đưa tay đem tiêu phỉ nhi trong tay thuốc cho đón lấy hạ ma ma tiêu phỉ nhi mở miệng gọi một tiếng sau đó liền bắt đầu cho cố đình thâm kiểm tra thương thế cố đình thâm bị trật chân trải qua mấy ngày nay trị liệu cổ chân chỗ đã không có đau như vậy liền sưng đỏ cũng biến mất không ít tiêu phỉ nhi tại cố đình thâm bôi thuốc thời điểm Hạ ma ma vẫn đứng ở bên cạnh nhìn xem, không biết nàng là ở vào cái dạng gì tâm tư, dù sao chính là không rời đi. Hạ ma ma, ngươi đi đốt chút nước trà tới. Cố định thâm thấy hạ ma ma vẫn luôn không đi, đành phải mở miệng đem người cho đẩy ra, không phải hắn làm sao cùng phỉ nhi hai người nói riêng nói chuyện. Phỉ nhi, ngươi thật lợi hại, lại đem cùng y út cũng cho làm ra tới. Cùng y út có trừ độc sát trùng công năng, cố định thâm thấy phỉ nhi vừa mới cho dùng, liền có cùng y út vội vàng ở nơi đó tán dương tiêu phỉ nhi cười nói đây bất quá là kiến thức chuyên nghiệp chỉ cần có khí cụ cùng đồ vật muốn làm ra tới cũng không khó đúng ngươi về sau có tính toán gì cho cố đình thâm đổi xong thuốc tiêu phỉ nhi liền trực tiếp tại cố đình thâm đối diện ngồi xuống đến hai người cùng một chỗ trò chuyện tựa như là rất lâu không có gặp mặt hảo bằng hữu đồng dạng mà cố đình thâm đưa tay muốn kéo tiêu phỉ nhi tay lại bị tiêu phỉ nhi một bàn tay cho đẩy ra ngươi quên, cha ta đêm đó nói những lời kia, cố định thâm đành phải ngựa ngùng thu tay lại đến, phỉ nhi, ngươi làm sao không hỏi ta ở đây là thân phận gì, cố định thâm không trả lời tiêu phỉ nhi, mà là trực tiếp hỏi lên một cái vấn đề khác tới, ta quản ngươi là thân phận gì, ta chỉ cần biết, ngươi vẫn là của ta cái kia cố định thâm là được. Tiêu phỉ nhi nghe cố định thâm về sau, không chút suy nghĩ liền trực tiếp mở miệng nói ra, tại hiện đại hai người bọn họ là vợ chồng, thế nhưng là tại cổ đại bọn hắn cũng đều là hài tử cũng không thể làm cái gì nếu là cố đình thâm bởi vì là đi vào cổ đại liền biến vậy hắn đã không phải là mình cái kia cố đình thâm nàng liền phải một lần nữa suy xét phỉ nhi ngươi đang nói gì đấy ta đương nhiên vẫn là cái kia cố đình thâm chỉ là thân phận của ta bây giờ có thể có chút nguy hiểm cố đình thâm lôi kéo tiêu phỉ nhi tay lần này nhưng không có bị tiêu phỉ nhi cho hất ra trong miệng nói hắn từ xuyên qua tới tại biên cảnh về đến kinh thành dọc theo con đường này đều đang không ngừng bị người cho ám sát tiêu phỉ nhi nghe trong miệng hắn nói những lời kia về sau lúc này liền đổi sắc mặt ngươi cũng đã biết rốt cuộc là ai tại ám sát ngươi tiêu phỉ nhi nghiêm nghị nhìn xem cố đình thâm hỏi cố đình thâm lắc lắc đầu nói cụ thể là ai ta không biết chẳng qua cũng có thế đoán được tóm lại đều là một chút cùng trấn quốc công phủ không đối phó người ta liền đúng rồi hắn cô cô là hoàng hậu Thái tử biểu đệ niên kỹ lại nhỏ, đương kim hoàng thượng thân thể lại không tốt, cũng liền để có ít người lên không nên có giả tâm. Bắt địa hạo vương phản loạn, cũng không chính là vì muốn vị trí kia, mới có thể liên hợp mấy vị khác vương gia phản bên trên làm loạn. Chỉ tiếc, hạo vương binh mã lại bị trấn quốc công phủ binh mã đánh liên tục bại lui, bằng không thật đúng là liền bị bọn hắn cho làm loạn thành công. Bọn hắn mắt thấy đến mình không phải là đối thủ, lập tức liền đến âm. Hạo vương người đầu tiên là bắt cóc mình cha mẹ vì cứu mình, lâm vào địch nhân cái bẫy, mà tổ phụ bên người cũng có mật thám, tại cha mẹ bị hại về sau, tổ phụ cũng bị bên người tín nhiệm nhất mật thám cho hại chết, chương 284, cố định thâm thân phận, mà hắn sở dĩ có thể còn sống rời đi bắt địa, lại là bị tổ phụ bên người tín nhiệm nhất tâm phúc, liều chết cho đưa về kinh thành, cố định thâm ở trong lòng suy đoán, bọn hắn sở dĩ tận hết sức lực đến ám sát mình, cũng là vì trấn quốc công phủ binh quyền, bởi vì cố gia quân chỉ nhận người cố gia chỉ có chính mình chết rồi bọn hắn mới có thể đạt được cố gia quân theo cố đình thâm trong miệng giảng thuật tiêu phỉ nhi kia là càng nghe thần sắc cho trở nên càng là nghiêm túc nàng cho là mình xuyên qua tới không ăn không uống đã là đủ thảm không nghĩ tới đình thâm vậy mà so với nàng thảm nhiều tiêu phỉ nhi ở trong lòng nghĩ đến chờ chậm chút thời điểm nàng nhất định phải cùng cha mẹ thương lượng một chút không thể để cho những cái kia thích khách một mực đến ám sát đình thâm muốn cái biện pháp ra tới triệt để ngăn chặn mới được, về sau ngươi liền ở lại đây, trước tiên đem trên đùi tổn thương cấp dưỡng tốt về phần về sau sự tình, vậy liền sau này lại nói, còn có thích khách kia sự tình, chờ chậm chút thời điểm ta cho ta cha nói một chút, chúng ta mọi người cùng nhau ngẫm lại biện pháp nhìn xem có thể hay không có cái gì biện pháp, triệt để giải trừ những cái kia thích khách ám sát, ở tại tiêu gia thông tiêu phỉ nhi không lo lắng có thích khách, chủ yếu là có tiểu bạch tại, lợi hại hơn nữa thích khách tại tiểu bạch trước mặt, cũng là cặn bã, thế nhưng là, cố định thâm hắn lại không biết tiểu bạch tồn tại, hắn ngay từ đầu chỉ lo cao hứng, một lòng nghĩ tìm tới người nhà, liền cùng người nhà ở cùng một chỗ, thế nhưng là, hắn lại quên, bên cạnh hắn lại là nguy cơ trùng trùng, hắn muốn đợi trên đùi tổn thương dưỡng tốt về sau, hắn liền lập tức rời đi, không thể đem nguy hiểm cho mang đến thôn tử lý, càng không thể đem nguy hiểm mang cho phỉ nhi cùng nhạc phụ nhạc mẫu, ban đêm, tiêu lễ từ bên ngoài làm xong trở về, tiêu phỉ nhi lập tức liền lôi kéo hắn ở nơi đó nhỏ giọng nói thầm cha người nói chúng ta nên làm sao xử lý tiêu phỉ nhi đem ban ngày từ cố đình thâm nơi đó nghe được sự tình tất cả đều một năm một mười nói cho tiêu lễ tiêu lễ thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc cao mày ở nơi đó trầm tư thật lâu sau lúc này mới lên tiếng nói ra phỉ nhi không được liền để đình thâm về sau không làm trấn quốc công phủ thế tử về sau hắn liền lưu tại tiêu gia thôn làm một người bình thường cha cảm thấy dạng này cũng rất tốt không làm trấn quốc công thế tử tự nhiên cũng liền không tại có thích khách đến ám sát cùng hắn cha dạng này được không tiêu phỉ nhi lại không tán đồng cha nàng thuyết pháp thế tử nói là không làm liền có thể không làm sao liền xem như ngươi nói ngươi không làm thế tử thế nhưng là cũng phải để những người kia tin tưởng mới được a à. ai sẽ tin tưởng đặt vào thật tốt thế tử không làm hết lần này tới lần khác muốn tới nông gia đi làm một người bình thường đồ đần cũng sẽ không dạng này chọn tốt a à. vậy ngươi nói làm sao bây giờ tiêu lễ mở miệng hỏi lại tiêu phỉ nhi chỉ cần hắn một ngày là thế tử liền một ngày đều sẽ có người không ngừng mà theo đuổi giết hắn bọn hắn kiếm thế nhưng là binh quyền a giết chết đình thâm mục đích không phải liền là muốn đình thâm trong tay binh quyền sao ta nói các ngươi hai chính là tại mù nhọc lòng đến cùng muốn hay không làm cái này thế tử chủ yếu vẫn là muốn nhìn người ta đình thâm ý tứ các ngươi hai người ở đây nói cũng không có gì dùng a vương quế chi nghe bọn hắn cha con hai người đối thoại về sau cảm thấy bọn hắn bây giờ nói lại nhiều kia là một chút tác dụng đều không có quyền quyết định tại đình thâm trên tay bọn hắn cũng không phải đình thâm làm sao có thể thay người nhà làm chủ lại nói trấn quốc công phủ cả nhà thảm thiết đình thâm hắn thật sự có thể không để ý sinh tử của bọn hắn không muốn vì bọn hắn báo thù chớ đừng nói chi là trong cung nhưng còn có hoàng hậu nương nương ở đây nếu là cố gia không có binh quyền trong cung hoàng hậu cùng thái tử còn có thể bình yên đợi trong cung sao nghĩ cũng không biết, nếu như cố gia không có binh quyền, hoàng hậu nương nương cùng thái tử trong cung thời gian, vậy sẽ trở nên càng thêm gian nan. Đình thâm hắn sẽ mặc kệ những cái này sao, chương 285, tìm tới dựa vào, cố đình thâm có thể hay không quản, không có ai biết, bởi vì không có ai đi hỏi qua cố đình thâm vấn đề như vậy. Mấy ngày nay tiêu phỉ nhi mỗi ngày đều đến thăm cố đình thâm, cố đình thâm thụ thương chân tại tiêu phỉ nhi dốc lòng chiếu cố phía dưới đã tốt đẹp, hạ ma ma liền nghĩ về trang tử đi lên không muốn tiếp tục ở tại tiêu gia thôn phiền phức người ta thế nhưng là còn không đợi hạ ma ma đưa ra muốn đi những những lời kia tiêu gia thôn lại là lại tới bốn người tới nhị ni tiêu lão thái nhìn người tới về sau cả người đều sửng sốt một chút quả thực là không tin mình con mắt nhìn thấy nhị ni nàng không phải nói cái gì cũng không chịu rời đi trương gia lúc này tại sao lại mang theo lâm nhi bọn hắn đến đây tiêu lão thái trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi Thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, nàng khó mà nói, tỷ tỷ, Kiều Nhị Ni đầy mắt rơi lệ, làm tới cuối cùng nàng vẫn là mang theo người nhà tìm tới dựa vào tỷ tỷ đến, biết sớm như vậy, lúc trước nàng liền không nên cùng tỷ tỷ một nhà tách ra. Nhị Ni, ngươi đây là phát sinh chuyện gì nha? Tiêu lão thái vừa thấy được Kiều Nhị Ni một nhà tới, liền trong lòng biết nhất định là phát sinh cái gì nàng không biết sự tình, không phải lấy Nhị Ni kia quật cường tính tình nàng như thế nào lại đến. Tỷ tỷ về sau chúng ta liền theo tỷ tỷ sinh sống tỷ tỷ ngươi cũng không nên ghét bỏ chúng ta mới được a à, không chê không chê đi chúng ta đi về nhà tiêu lão thái một cái tay lôi kéo kiều nhị ni một cái tay khác lôi kéo hà hà một đoàn người tất cả đều hướng phía lão tiêu gia phương hướng đi đến tiêu gia thôn đám người nhìn thấy kiều nhị ni tới cũng nhao nhao ngừng lại trong tay công việc cùng bọn hắn chào hỏi nhị ni ngươi qua đây về sau liền không đi đi đại đầu nương mở miệng cùng kiều nhị ni nói chuyện ai không đi, về sau ta liền cùng mọi người cùng nhau ở chỗ này." Kiều Nhị Ni cười trả lời đại đầu nương, "Nhị Ni, lúc trước ngươi muốn đi bọn ta liền nói, để ngươi không muốn đi ngươi không nghe, hiện tại còn không phải lại lần nữa cùng bọn ta những người này ở đây một khối đi." Cẩu Đảng nương nhìn xem Kiều Nhị Ni về sau, cũng dừng tay lại bên trong đang làm gạch một động tác, cười cùng Kiều Nhị Ni nói chuyện, "Nhà hắn Cẩu Đảng thích đại nha, cái này Kiều Nhị Ni thế nhưng là đại nha di bà." về sau cũng là bọn hắn nhà cẩu đảng di bà. Lúc trước Kiều Nhị Ni muốn đi, nói là muốn đi đầu nhập trương gia thời điểm, bọn hắn liền mở miệng nói qua không muốn Kiều Nhị Ni đi. Nàng nam nhân đều chết nhiều năm, lại trở về đầu nhập nhà chồng, thời gian kia qua làm sao thoải mái. Thế nhưng là Nhị Ni lúc trước không ngừng a, à, nhất định phải đi qua đầu nhập nhà chồng. Trước đó vài ngày, bọn hắn còn tại nghe tiêu lão thái phát sầu, nói là đi một chuyến Nhị Ni nhà, nhị ni tại nàng nhà chồng bên kia thời gian qua cũng không tốt còn đang suy nghĩ lấy muốn đem làm sao đem nhị ni người một nhà cho nhận lấy đâu bọn hắn tiêu gia thôn có thể có được hôm nay tất cả đều là dựa vào người ta lão tiêu gia tiêu lão thái muốn đem kiều nhị ni một nhà nhận lấy ở cùng nhau tiêu gia thôn người tự nhiên không có người nào có ý kiến tiêu lão thái đem kiều nhị ni một nhà mang về lão tiêu gia vương quế chi nhìn thấy kiều nhị ni bọn hắn một nhà tới về sau vội vàng kêu gọi tiêu phỉ nhi tới cho nàng hỗ trợ trước cho những người kia làm vài thứ lót dạ một chút từ trương gia thông toàn bộ nhờ hai cái đùi đi tới nhưng là muốn đi đến hơn nửa ngày lộ trình không cần phải nói bọn hắn mấy người kia đều không có ăn cơm vương quế chi cũng không có tính toán làm nhiều tên phức tạp đồ ăn trong nhà gạo cùng mặt trắng những cái này cũng còn có vương quế chi đào một chút gạo ra tới đầu tiên là chưng một nồi gạo cơm sau đó lại xào ba cái đồ ăn một bàn là cộng hoa tỏi non trứng tráng một bàn là khoai tây thịt xào, còn có một bàn rau xanh xào món rau. Chương 286, ăn quá tốt, trứng gà là phỉ nhi không gian bên trong gà rừng trứng. Những ngày qua tiêu phỉ nhi thỉnh thoảng từ không gian bên trong ra bên ngoài cầm gà rừng trứng, nói là nàng từ trên trấn mua về. Tiểu Lan đã đến có thể ăn phụ ăn niên kỹ, mỗi ngày Vương Quế Chi đều sẽ hầm một cái gà rừng bánh gato cho Tiểu Lan ăn. Hôm nay vì một nhà tới, bọn hắn cũng không kịp làm cái khác đồ ăn, liền đem phòng bếp Vĩ nhi mấy ngày trước đây vừa mới thả gà rừng trứng cho xào một bàn tiêu lão thái nhìn thấy vương quế chi đem cho tiểu lan ăn trứng gà cho xào há hốc mồm muốn nói gì thế nhưng là cố kỵ có tiểu muội người một nhà tại sửng sốt một chữ đều không có nói ra tiêu lão thái thầm nghĩ chính là nhị ni bọn hắn đều là đại nhân món gì đều có thể ăn thế nhưng là tiểu lan một đứa bé lại chỉ có thể ăn chút bánh ga tô hiện tại trứng gà đều lấy ra xào rau ban đêm tiểu lan nếu là tại đói ăn cái gì đồ ăn một mặt đi lên trương gia mấy người tất cả đều nhìn ngốc tỷ cái này kiều nhị ni nhìn trên bàn trưng bày ba đĩa đồ ăn còn có bốn bát trang tràng đầy cơm trắng nàng tỷ đây là đem trong nhà tồn lương đều lấy ra cho các nàng nấu cơm ăn rồi trương vi nghe kia một mâm khoai tây thịt xào còn có cọng hoa tỏi non trứng tráng lặng lẽ nuốt mấy lần nước bọt thức ăn như vậy hắn đã rất lâu đều chưa từng ăn qua trương lâm cùng hạ hà hai người bọn hắn cũng không có so trương vi tốt bao nhiêu. Mấy người nhìn trên bàn trưng bày đồ ăn, tất cả đều tại không tự giác bài tiết nước bọt. Nhị Ni, ta nói với ngươi, chúng ta thời gian này nhưng so sánh trước kia tốt qua nhiều lắm, cho nên các ngươi về sau liền ở tại thôn tử lý cùng bọn ta mọi người cùng nhau. Lâm tử lão đại nhà ta nói hắn muốn đi diêu nhà máy làm việc, hoặc là lập nhà kia đều có thể. Còn có Vi Ca, hắn đọc sách tốt như vậy, về sau liền còn để hài tử đọc sách đi cũng không thể chậm trễ hài tử học tập ngay tại trương gia người một nhà tất cả đều khiếp sợ nhìn trên bàn những cơm kia món ăn thời điểm bên tai lại nghe lấy bọn hắn gì trong miệng nói kia một phen tiêu lão thái trong miệng những lời này trực tiếp đem trương lâm một đại nam nhân nói suýt nữa cho rơi lệ đây mới là người nhà nên có dáng vẻ người nhà sẽ chỉ ngóng trong ngươi qua tốt trương gia những người kia sẽ chỉ hận không thể nghiền ép làm ngươi trên thân một giọt máu cuối cùng bọn hắn nơi nào sẽ là người nhà Tốt đều đừng nhìn, các ngươi nhanh nhân lúc còn nóng ăn đi. Ăn xong chúng ta tại thật tốt lãm nhảm lãm nhảm. Tiêu lão thái kêu gọi mấy người ăn cơm. Tỷ, đây cũng quá lãng phí, sao có thể ăn tốt như vậy lương thực? Kiều nhị ni nhìn trên bàn lại là gà thịt trứng cùng cơm trắng. Dù là trước đó nhà bọn hắn không có chạy nạn, còn tại làm lấy buôn bán nhỏ thời điểm, cơm nước cũng không có ăn tốt như vậy qua a. À. Ăn đi, ăn đi. Những cái này lương thực đều là phỉ nhi cùng lão đại cho giá thấp mua về còn có những cái này thịt cũng là thôn tử lý người tại lâm tử bên trong đánh đều không có hoa bao nhiêu tiền các ngươi cứ yên tâm ăn đi tiêu lão thái mở miệng an ủi các nàng nghe tiêu lão thái trong miệng những lời kia về sau trương gia mấy người trong lòng khiếp sợ không thôi không nghĩ tới tiêu gia thôn thôn dân thời gian vậy mà qua tốt như vậy sớm tại vừa mới bọn hắn liền cũng liền biết được tiêu gia thôn là toàn bộ thôn tử lý thôn dân tất cả đều là ở cùng một chỗ ăn cơm nói cách khác các nàng cảm thấy rất xa xỉ một bữa cơm đồ ăn tại tiêu gia thôn nơi này người cả thôn đều như vậy ăn chờ ăn xong bữa cơm tiêu lão thái lại lôi kéo kiều nhị ni nói chuyện kiều nhị ni nói mấy ngày nay nàng tại trương gia làm những chuyện kia ha 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 nhị ni ngươi sớm nên làm như vậy lần trước ta đi trương gia thật đúng là mau đưa ta cho tức chết ta nhìn ngươi kia uất ức dạng trong lòng liền đến khí tiêu lão thái biết được kiều nhị ni đại náo trương gia về sau ở nơi đó cười ha ha trong lòng thay kiều nhị ni cách làm cảm thấy cao hứng. Chương 287, nói chuyện, ai, ta đây không phải là nghĩ đến, bọn hắn tốt xấu là chương thiên người nhà, ai bảo ta trong lòng thẹn với chương thiên, thụ chút bỉ khuất liền thụ chút bỉ khuất đi, ai có thể nghĩ tới, bọn hắn căn bản cùng chương thiên đã sớm đoạn mất thân, đã đều đoạn mất thân, ta bằng cái gì còn thụ bọn hắn những cái kia uất khí a Kiều nhị ni trong miệng nói, ngươi có thế nghĩ như vậy liền đúng, muốn ta nói cái kia trương lão bà tử cũng thật không phải là một món đồ nàng vậy mà có thể làm được đoạt nhi tử chuyện của vợ đến ta sống mấy chục năm vẫn là lần đầu nghe nói nhị nhi tử cưới trở về nàng dâu để tiểu nhi tử bái đường nhập động phòng tiêu lão thái trong miệng thổn thức nói bên này hai tỷ muội nói náo nhiệt bên kia vương quế chi đã mang theo hà hà giúp bọn hắn thu xếp chỗ ở đã thu thập ra tới người có thể ở phòng ở đã không có bọn hắn muốn có địa phương ở hoặc là liền cùng thôn tử lý người ta chen một chút, hoặc là liền một lần nữa thu thập một chút phòng ở ra tới, một lần nữa thu thập phòng ở ra tới, rất là không thực tế, bởi vì, có thể lợi dụng thu thập tại ở phòng ở, sớm tại thôn dân tới về sau, liền cho toàn bộ cho trang điểm một lần, còn lại những cái kia đều là cũ kỹ, nhìn lập tức liền phải rửa qua phòng ở, vương quế chi đem hạ hà, hà mẹ con, trực tiếp thu xếp ở đâu mình phòng tử lý, lúc đầu tiêu phỉ nhi là có một gian đơn độc nhà, hà hà mẹ con vào ở đến về sau tiêu phỉ nhi cũng chỉ có thể đủ cùng cha mẹ ở tại một cái phòng tử lý mà kiều nhị ni cùng trương lâm hai người vương quế chi liền thu xếp tại tiêu lão nhị cùng tiêu lão tam bên kia cái đôi này cách mỗi một ngày đều muốn có người đi trong thành cửa hàng ở phòng của bọn hắn ngay tại nhàn rỗi liền để trương lâm cùng tiêu lão nhị hoặc là tiêu lão tam ở kiều nhị ni liền cùng nhị đệ muội hoặc là tam đệ muội ở tiêu lão tam những ngày này một mực đang thôn tử lý ngồi xe ngựa, không có đi trong thành cửa hàng hỗ trợ, Trương Lâm liền cùng tiêu lão tam ở, ăn cơm xong Trương Lâm, lúc này ngay tại diêu nhà máy bên kia, nhìn xem người trong thôn ở nơi đó càng không ngừng bận rộn, Trương Lâm trước kia cùng người bốn phía chạy, từng làm qua một hồi buôn bán nhỏ, khi hắn nhìn thấy cái này gạch đỏ diêu nhà máy về sau, lập tức liền thấy tương lai cơ hội buôn bán, Lâm tử, ngươi tới rồi, tiêu lễ nhìn thấy Trương Lâm thời điểm, hắn đang cùng người nói đơn đặt hàng có người muốn đóng phòng đến diêu nhà máy định gạch đỏ chờ đem người kia đơn đặt hàng cho đàm tốt về sau tiêu lễ mới đi tới cùng trương lâm chào hỏi biểu ca thật không nghĩ tới cái này gạch đỏ vậy mà là các ngươi đốt trương lâm mặc dù đợi tại trương gia thôn thế nhưng là cũng nghe nói những nam thành bên trong gần đây bán rất cốt gạch đỏ chỉ là hắn không nghĩ tới cái này gạch đỏ vậy mà là biểu ca bọn hắn cho lấy ra biểu ca Gạch đỏ bây giờ tại Nhữ Nam thành thế nhưng là bán 10 phần hút hàng, hiện tại mọi người lợp nhà đều dùng gạch đỏ, biểu ca ngươi không có nghĩ qua đem diêu nhà máy cho xây dựng thêm, hoặc là tại địa phương khác xây diêu nhà máy, xây dựng thêm diêu nhà máy sự tình, tiêu lễ thật đúng là có nghĩ qua, chẳng qua tại địa phương khác xây diêu nhà máy, cái này tiêu lễ ngược lại là không có nghĩ qua, chủ yếu là không có người, diêu nhà máy dựng lên về sau, khẳng định phải người đi quản lý đến tiếp sau những cái này còn có rất nhiều chuyện phiền toái muốn làm. Nghe Trương Lâm trong miệng lời nói về sau, tiêu lễ nghiêm túc ở trong lòng nghĩ nghĩ, ánh mắt lại nhìn về phía một bên Trương Lâm. Lâm tử, ta nghe ngươi trước khi nói ngươi cùng người chạy qua sinh ý, đầu cơ trục lợi qua một chút hàng hóa, cũng chính là từ một chỗ mua hàng hóa, cầm tới một địa phương khác đi bán, chuyển tay về sau kiếm lấy ở giữa trên lệch giá, lợi nhuận phi thường thấp không nói, mà lại nguy hiểm còn rất lớn. Nếu là trên đường gặp được ăn cướp hoặc là cường đạo loại hình, thường xuyên đều sẽ mất cả chì lẫn chài. Chương 288, tiêu lễ dự tính ban đầu, là làm qua một hồi, chẳng qua kia cũng là tại trong thời thái bình, hiện tại không được. Trương Lâm mở miệng nói, lúc này chính là náo động niên đại, đừng nói không người nào dám chạy hàng, liền có người dám chạy cũng nhất định sẽ bị cướp ánh sáng, không bị những cái kia thổ phỉ cùng cường đạo đoạt, cũng sẽ gặp khó dân cùng phản quân cho đoạt không có biểu huynh đệ hai lại tại nơi đó nói chuyện, chẳng qua tiêu lễ lại là đem tại địa phương khác mở diêu nhà máy sự tình, đem thả tại trong lòng. Ban đêm tiêu lễ về đến nhà nghỉ ngơi thời điểm, là ở chỗ này cho vợ con nói thầm lên, cha, ngươi nói là tại khác thành trấn mở diêu nhà máy. Tiêu phỉ nhi nghe cha nàng trong miệng lời nói về sau, vội vàng kinh ngạc hỏi nàng cha, tiêu gia thôn diêu nhà máy mới vừa vặn dựng lên, cha nàng làm sao liền nghĩ tại địa phương khác mở diêu nhà máy, lần này, bước chân có phải là bước có chút quá lớn rồi lão tiêu ăn một miếng không ra một người đại mập mạp chúng ta vẫn là ổn lấy chút đến trước tiên đem tiêu gia thôn diêu nhà máy cho làm sao đang nói khác vương quế chi cũng không tán thành tại địa phương khác mở diêu nhà máy vương quế chi thấy tiêu lễ trên mặt vẻ cân nhắc lại lập tức lên tiếng hỏi lão tiêu người dự tính ban đầu là cái gì tiêu lễ không chút suy nghĩ lập tức đáp mang các thôn dân được sống cuộc sống tốt ngay từ đầu Hắn chỉ là muốn mang lĩnh lão tiêu gia đám người được sống cuộc sống tốt, thế nhưng là về sau theo mọi người cùng nhau chạy nạn ra tới, dần dần là trên đường bồi dưỡng được đến tình cảm, hắn liền nghĩ dẫn đầu người cả thôn được sống cuộc sống tốt, vậy ngươi bây giờ làm sự tình, không phải liền là tại dẫn đầu người cả thôn được sống cuộc sống tốt, hiện tại chúng ta một bên lập nhà một bên đốt gạch, thôn dân qua thời gian nhưng so sánh trước kia tốt hơn nhiều, Vương Quế Chi nói tiếp, nếu là, ngươi chỉ là muốn mang lĩnh mọi người được sống cuộc sống tốt, liền không cần phải đi địa phương khác mở diêu nhà máy phải biết ngươi đi địa phương khác mở diêu nhà máy quan viên địa phương là cái dạng gì người không biết ngươi có thể bảo chứng quan viên địa phương sẽ cùng tiêu đại nhân đồng dạng không sẽ cùng dân tranh lợi cái này tiêu lễ thật đúng là không thể cam đoan tiêu tề là một quan tốt chẳng những không cùng dân tranh lợi còn duy trì bọn hắn mở diêu nhà máy nếu là đi những địa phương khác gặp phải nơi đó quan viên là một cái lòng tham không đáy Diêu nhà máy mở sau rất có thể sẽ trực tiếp hoàn thành người khác, cùng bọn hắn nửa xu quan hệ đều không có. Đúng A à cha, chúng ta vẫn là từ từ sẽ đến tốt, đình thâm bây giờ còn đang bị người đuổi giết, đừng nói hắn trấn quốc công phủ thế tử thân phận có thể hay không che chở chúng ta sinh ý, liền xem như có thể hộ, chúng ta cũng không thể dùng A, à. đình thâm tin tức cũng không thể tiết lộ. Tiêu Phỉ Nhi cũng ở nơi nào nói, trong miệng cũng không đồng ý cha nàng đi khác mở diêu nhà máy dự định. Tiêu lễ nghe lão bà cùng nữ nhi về sau, trong lòng cũng bỏ đi những cái kia pháp. Mẫu nữ hai người nói đúng, hắn dự tính ban đầu cùng mục đích đều là vì để thôn dân thời gian qua càng tốt hơn. Nhưng nếu là hắn một khi tại địa phương khác mở diêu nhà máy, nhập người khác mắt, hậu quả kia thế nhưng là khó có thể tưởng tượng. Hôm sau, huyện lệnh phu nhân xe ngựa đến tiêu gia thôn tiếp vĩ nhi mẫu nữ, nói là huyện lệnh phu nhân thân thể có chút không thoải mái, mời các nàng tiến đến cho nàng nhìn xem mẫu nữ hai người nghe xong là huyện lệnh phu nhân thân thể có chút không thoải mái vội vàng liền thu thập đồ vật ngồi lên xe ngựa lập tức liền theo kia đánh xe người đi xe ngựa rất nhanh liền đến huyện nha vương ma ma nhìn thấy mẫu nữ hai tới thật xa liền thân thiết đón tiêu phu nhân phỉ nhi tiểu thư vương ma ma mở miệng cùng hai người chào hỏi vương ma ma tốt không biết nhà ngươi phu nhân thân thể làm sao không tốt vương quế chi cười cùng vương ma ma nói chuyện lại hỏi tiếp lên huyện lệnh thân thể phu nhân khó chịu nguyên nhân tới. Chương 289, huyện lệnh phu nhân ẩn tật, mẫu nữ hai người nghe vương ma ma trong miệng nói những cái kia về sau, một mực chăm chú níu lấy lông mày, rốt cục buông lỏng xuống, các nàng trong lòng hai người còn tưởng rằng huyện lệnh phu nhân, vội vàng đem các nàng cho tìm đến, thân thể đến cùng là thế nào rồi, hoặc là huyện lệnh phu nhân kia một đôi song bào thai, có cái gì không tốt đây, vương quế chi cười đối vương ma ma nói, những cái này đều không phải cái gì vấn đề lớn quay đầu ta mở chút thanh tẩy dược vật cho huyện lệnh phu nhân mỗi ngày dùng nước ấm cho huyện lệnh phu nhân thanh tẩy một chút muốn không được mấy ngày ngứa cảm giác liền sẽ giảm bớt làm nửa ngày hóa ra là huyện lệnh phu nhân ở sinh xong hài tử sau hạ thể ngứa được phụ khoa tật bệnh phụ khoa tật bệnh đối với khoa phụ sản đại phu vương quế chi đến nói quả thực cũng không phải là cái gì quá chứng bệnh chỉ cần mở mấy tấm thanh tẩy dược vật liền có thể chữa khỏi vương ma ma nghe xong trên mặt lập tức lộ ra nét mừng đến vội vàng ở nơi đó cùng vương quế chi nói lời cảm tạ vậy nhưng thật sự là rất cảm tạ tiêu phu nhân ngươi ngươi cũng không biết tiểu thư nhà ta mấy ngày nay bởi vì cái kia bệnh đều không có nghỉ ngơi tốt vương ma ma khách khí đây đều là tiểu viêm chứng ngươi cùng huyện lệnh phu nhân nói không cần quá mức lo lắng chứng viêm nhiều khi cũng cùng giấc ngủ không tốt có quan hệ huyện lệnh phu nhân giấc ngủ vẫn là phải bình thường mới được còn có huyện lệnh phu nhân thiếp thân xuyên quần áo, tốt nhất là dùng nước nóng bỏng một chút. Vương ma ma mang theo vương quế chi cùng tiêu phỉ nhi mẫu nữ, trên đường đi nói chuyện rất nhanh liền đến huyện lệnh phu nhân ở viện tử. Huyện lệnh phu nhân hiện tại đã trăng tròn, hai cái long phượng thai ăn no về sau, đang nằm ở một bên trong trứng nước, mập mạp khuôn mặt nhỏ nhưng so sánh một tháng trước muốn trông tốt quá nhiều. Huyện lệnh phu nhân nhìn thấy vương quế chi mẫu nữ hai người tới, liền vội vàng cười từ giường êm bên trên đứng dậy tiêu phu nhân, phỉ nhi các ngươi tới rồi, gặp qua huyện lệnh phu nhân. Mẫu nữ hai người vội vàng cấp huyện lệnh phu nhân hành lễ, lại bị huyện lệnh phu nhân cho khách khí cự tuyệt, vội vàng để nha hoàng cho nàng mẹ dân trà để ý một chút, cũng để mẫu nữ hai người ngồi xuống nói chuyện, bởi vì vương quế chi mình năm trước vừa sinh tiểu lan nguyên nhân, nàng cùng huyện lệnh phu nhân trò chuyện lên dưỡng dục hài tử phương diện, liền có rất nhiều chủ đề, nhắc tới hài tử, vẫn là sữa mẹ mớm thuốc tốt, Sáu tháng trước đó cho ăn sữa mẹ có thể đề cao hài tử sức miễn dịch, so với nhũ mẫu nuôi nấng hài tử thân thể cốt cách muốn cứng rắn chút, huyện lệnh phu nhân Long Phượng Thai, đều là có nhũ mẫu nuôi nấng, nàng đang nghe Vương Quế Chi trong miệng những lời này về sau, liền vội vàng hỏi, vậy ta nhà hài nhi, thân thể của bọn hắn xương có thể hay không, làm nương không có một cái không hy vọng con của mình thân thể cốt cách cứng rắn, cả một đời thuận thuận lợi lợi, bình an. Vương Quế Chi thấy huyện lệnh phu nhân như thế lo lắng, lập tức lại cười nói, còn mời phu nhân yên tâm, tuy nói sữa mẹ nuôi nấng hài tử so nhũ mẫu muốn nuôi nấng tốt, thế nhưng là phu nhân cái này một đôi hài nhi tại mẫu thể bên trong dưỡng dục liền tốt, cho nên so với bình thường hài tử thân thể cốt cách đều tốt, phu nhân hoàn toàn không cần lo lắng. Huyện lệnh phu nhân nghe vương quế chi trong miệng những lời này về sau, lúc này mới triệt để yên lòng, thật nhiều sợ nàng nhà một đôi hài nhi sẽ không tốt. Hoa ô mấy người đang nói chuyện, Long Phượng thai bên trong Nam Bảo Bảo, lại đột nhiên dắt cuốn họng khóc lên. Huyện lệnh phu nhân ở nghe được hài tử tiếng khóc về sau, vội vàng đi qua đuổi tại nhũ mẫu cùng nha hoàng đằng trước, một mặt đau lòng đem hài tử ôm trong ngực, vì gì? Tiêu phỉ nhi lại là rút lấy cái mũi nhỏ, đột nhiên mở miệng nói ra, đám người lúc này mới nghe được trong không khí một cổ gây mũi hương vị, đám người sau khi thấy rõ, tất cả đều ở nơi đó cười lên tiếng tới, ha ha, hóa ra là đi ị, đến, mẫu thân để người cho đổi liền dễ chịu. Huệ lệnh phu nhân từ ái, cười nhìn lấy trong ngực Nam Bảo Bảo, vội vàng để người đi lấy nước nóng tiến đến, cho tiểu gia Hỏa Thanh tẩy cái mông nhỏ. Chương 290, tiểu gia Hỏa tiêu chảy rồi, hạ nhân rất nhanh liền bưng tới nước nóng cùng khăn mặt, chờ cho tiểu gia Hỏa thanh tẩy cái mông nhỏ về sau, lại cho hắn thay đổi quần áo mới về sau, chưa từng nghĩ hắn lại kéo ra ngoài. Lúc này đám người còn không có cảm thấy dị thường, chỉ cho là tiểu gia Hỏa vừa mới kia là không có không có kéo xong lại cho kéo ra ngoài hoa ô hoa ô tiểu gia hỏa một mực đang nơi đó dắt cuốn họng khóc vừa đi vừa về giày vò mấy lần vẫn một mực đang lạp vương quế chi cao mày nói phu nhân tiểu công tử hắn cái này sợ là ăn đau bụng không phải sẽ không một mực tiêu chảy không thôi một cái vừa mới trăng tròn tiểu hài nhi hắn cái gì cũng không thể ăn lại là làm sao ăn xấu bụng đây là trong lòng mọi người đồng thời nghĩ tới vấn đề tiêu phu nhân con ta hắn ăn đau bụng Huyện lệnh phu nhân cũng bị Vương Quế Chi trong miệng thuyết pháp cho hù sợ, "Phu nhân đừng sợ, tiểu công tử ăn đau bụng cũng không phải là chính hắn ăn, mà là nuôi nấng hắn nhũ mẫu ăn một chút không nên ăn đồ vật, mới có thể dẫn đến tiểu công tử tiêu chảy không thôi." Vương Quế Chi vừa dứt lời nuôi nấng tiểu công tử nhũ mẫu, lập tức bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, "Phu nhân thứ tội, đều là nô tỳ tham ăn mới hại tiểu công tử tiêu chảy, cầu phu nhân tha thứ nô tỳ lúc này đi." Hóa ra là nuôi nấng tiểu công tử nhũ mẫu, tham ăn ăn nhiều một chút đặt ở phòng bếp một bàn thịt, ăn xong khát nước liền đi uống một chút nước lạnh, lúc này mới tạo thành tiểu hài tử tiêu chảy không thôi. Nghe được kia nhũ mẫu về sau, Vương Ma Ma lập tức sắc mặt đại biến chỉ vào đối phương mũi mắng: "Tốt, nguyên lai like cái đĩa kia thịt là bị ngươi cho ăn vụng a, ta liền nói ta chỉ là xoay người một cái công phu, cái đĩa kia thịt làm sao liền không gặp nữa nha. Tối hôm qua nhà nàng tiểu thư khẩu vị không được tốt, nàng liền bưng cái đĩa kia thịt đồ ăn đi phòng bếp, để phòng bếp làm chút thanh đạm chút đồ ăn cho tiểu thư ăn. Thế nhưng là chờ hắn trở lại về sau, nhưng không thấy nàng để lên bàn cái đĩa kia thịt đồ ăn, nàng còn tưởng rằng là bị mèo hoang cái gì cho ăn vụn nữa nha, không nghĩ tới vậy mà là bị nhũ mẫu cho ăn vụn. Nhưng ngươi ăn vụn liền ăn vụn đi, còn đem mình bụng cho ăn xấu, bây giờ lại hại tiểu công tử cùng theo tiêu chảy, phu nhân tha mạng A, vương ma ma tha mạng A nhũ mẫu trong lòng biết tự mình làm sai xong việc, quỳ ở nơi đó cũng không giảo biện, chỉ một mực không ngừng khẩn cầu. Vương Quế Chi không muốn tham dự huyện lệnh phu nhân nhà Việt Tư, nàng cùng Phỉ Nhi liền bắt đầu cho tiểu công tử trị liệu, nhỏ như vậy hài tử, mấm thuốc khẳng định là cho ăn không đi xuống. Biện pháp duy nhất, chính là đem trị liệu tiêu chảy thuốc cho nhũ mẫu uống hết, sau đó lại để nhũ mẫu tới nuôi dưỡng tiểu công tử bú sữa. Cứ như vậy nhũ mẫu sữa bên trong, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ mang theo một chút dược hiệu vì trị liệu tiểu công tử vương quế chi cùng tiêu phỉ nhi hai người vẫn bận đến nửa đêm về sáng mới hoàn toàn ngừng lại tiểu công tử tiêu chảy mẫu nữ hai người tự nhiên là ngủ lại tại huyện lệnh phu nhân trong sân chưa có trở về tiêu gia thôn đi tiêu phỉ nhi ra tới tự nhiên là đem tiểu bạch cũng cho mang ra ngoài lúc này tiểu bạch nghe đợi tại tiêu phỉ nhi không gian bên trong mà tiêu gia thôn tại không có tiểu bạch ban đêm lúc này lại đột nhiên đến một đám người áo đen người áo đen trong tay tất cả đều cầm binh khí khí thế hung hăng hướng phía tiêu gia thôn phương hướng mà đi. Giờ phút này tiêu gia thôn thôn dân, toàn bộ đều rơi vào trạng thái ngủ say, mọi người ban ngày đều làm một ngày công việc, lúc này nằm ở trên giường đang ngủ say đâu, căn bản cũng không có người phát hiện, nguy hiểm chính từng chút từng chút tại ở gần. Lão đại, phía trước chính là chúng ta tra được cái thôn kia, người kia liền trốn ở cái thôn kia tử lý, trong đó một người áo đen, cùng hắn bên người đầu lĩnh ăn mặc người áo đen mở miệng nói ra, chương 291, chết tráng thê thảm, chỉ thấy đầu lĩnh duỗi ra một cái tay, tất cả người áo đen tất cả đều dừng động tác lại, chỉ nghe hắn trong miệng âm ngoan nói ra, một hồi tiếng làng về sau, tìm tới người kia sau lập tức giết, lão đại, vậy cái này thôn tử lý người làm sao lo liệu, có người hỏi ra âm thanh tới, toàn giết. Đầu lĩnh âm tàn không chút do dự nói, muốn trách thì trách mạng bọn họ không tốt, lúc đầu bọn hắn những người này căn bản không cần chết. Ai bảo bọn hắn hết lần này tới lần khác cứu người kia đâu lại đầu ca người lúc nào cưới ta qua cửa a con đường bên cạnh đống cỏ khô tử lý lúc này có hai thân ảnh ngay tại nơi này thanh âm chính là từ bên này truyền tới nhân vật chính thật sự là lý thanh thanh cùng trong thôn lại đầu lý thanh thanh mị nhãn như tơ nằm ở nơi đó một mặt thẹn thùng nhìn xem mặt mũi tràn đầy u cục lại đầu lý thanh thanh từ khi đi vào bên này về sau ngay từ đầu đầu tiên là trung thực sau một thời gian ngắn liền đem mục tiêu đối mặt chương gia thôn những cái kia hán tử mẹ nàng chân què chị dâu cũng là lợi hại nàng trong nhà thường xuyên muốn bị chị dâu khi dễ bị mẹ nàng mắng dạng này thời gian nàng đã sớm qua đủ rồi liền động lên muốn lấy chồng tâm tư tới thế nhưng là tiêu gia thôn những người này đối nàng hiểu quá rõ căn bản liền không có người sẽ lấy nàng nàng liền đem mục tiêu đặt ở bên kia bờ sông đối diện thôn tử lý người trên thân kỳ thật nàng muốn đem mình cho đến bên ngoài thôn đi cách nàng nhà mẹ để nơi này càng xa càng tốt Thế nhưng là bên ngoài thôn người, nàng không biết cái nào, căn bản liền không có cơ hội kia. Mà bên kia bờ sông những nam nhân kia, rất nhiều người đều bởi vì trên mặt nàng có một đạo xấu xí vết sẹo chướng mắt nàng. Cuối cùng nàng chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay một mặt u cục lại đầu, hai người bọn họ đều lớn lên xấu, ai cũng đừng ghét bỏ ai, gấp cái gì, anh ta hắn cũng còn không có thành thân, như thế nào lại đến phiên ta. Lại đầu trong miệng qua loa nói, đưa tay liền sờ lên Lý Thanh Thanh thân thể lão đại nơi này còn có một đôi giả uyên ương tại giao phối hai người bọn họ đối thoại để vừa vặn qua đường người áo đen cho toàn bộ nghe được chỉ thấy người áo đen kia ngoắc ngoắc khóe môi nam nhân kia căn bản cũng không có muốn cưới tâm tư của nữ nhân hết lần này tới lần khác nữ nhân một chút cũng không có phát hiện xử lý một đạo thâm trầm thanh âm vang lên ngay sau đó là một đạo tiếng thét chói tai truyền đến a à, các ngươi là ai hai người chỉ tới kịp phát ra một tràng thốt lên sau đó song song cùng nhau bị mất mạng chẳng qua chết tráng có chút không đành lòng nhìn thẳng lý thanh thanh quần áo trên người gần như toàn bộ cho thoát sạch sành xanh chỉ lưu một kiện cái yếm còn lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên thân mà lại đầu quần áo trên người cũng cho thoát lấy một loại quái dị tư thế gục ở chỗ này hai người mặc dù chết rồi thế nhưng là bọn hắn đi còn chăm chú dính vào cùng nhau thật đúng là trên đầu chữ sắt có cây đao a à. nếu là lại đầu biết đêm nay sẽ đem mệnh cho mất đi Hắn đời này chính là không động vào nữ nhân, cũng không muốn chết a. À, người áo đen xử lý lại đầu cùng Lý Thanh Thanh hai người, lại lập tức hướng phía bên kia bờ sông mà đi. Đông, người áo đen coi là bên kia bờ sông ở đều là một chút không biết võ công nông dân, liền không có cố ý che giấu mình, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, phát ra rất lớn tiếng vang tới. Trong phòng đang ngủ say cẩu đảng, lập tức một cái xoay người từ trên giường lên, tiện tay liền cầm lên treo ở trên tường cung tiễn tới chắc chắn tại cẩu đảng bên nhà bên cạnh người trần gia, bọn hắn cũng nghe đến cẩu đảng bên kia truyền đến động tĩnh. Người trần gia là thợ săn xuất thân, dĩ lực so người bên ngoài đều nhạy cảm nhiều. Người nào, cẩu đảng mới vừa đi ra đến, liền thấy viện tử lý đứng người áo đen, chỉ gặp hắn quát to một tiếng lập tức liền giơ lên trong tay cung tiễn. Sư, một tiếng, cẩu đảng tên bắn ra mũi tên, thẳng tắp hướng phía người áo đen kia mà đi. Chương 292, thời khắc nguy hiểm chỉ thấy người áo đen kia lại là xoay người một cái nhảy vọt, trực tiếp tránh thoát cậu đảng bắn đi ra mũi tên. Thấy thế, cậu đảng lập tức lại giơ tay lên bên trong cung tiễn, liên tiếp bắn mấy tiễn ra đi. Lần này người áo đen kia liền không có như vậy vận khí địa, tránh thoát đi cậu đảng bắn đi ra mũi tên. Phốc phốc, xuyên thấu da thịt tiếng vang truyền đến, bởi vì sắc trời quá tối, cậu đảng cũng không biết là bắn trúng người áo đen nơi nào, tóm lại là bắn trúng liền đúng rồi. Bắt trộm A, lại bắn ra một tiễn về sau, Cẩu đảng lập tức hô to lên tiếng, hắn một cuốn họng đem thôn tử lý tất cả mọi người cho bừng tỉnh, mà Trần Tam cùng Trần Đại Lãng nhà, cũng đồng dạng tiếng người áo đen. Trần Tam liền không có cậu đảng may mắn như vậy, Trần Tam trên cánh tay bị người áo đen cho chặt một đao, máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra ngoài, chỉ còn một cái cánh tay hoàn hảo Trần Tam, tự nhiên không thể sử dụng cung tiễn, chỉ gặp hắn trong tay cầm một thanh khảm đao, đang cùng người áo đen kia quần nhau, nghe được động tĩnh cầm cung tiễn chạy tới thôn dân, liền thấy kinh tâm động phách như vậy một màn. Nếu là hắn những người này lại đến chơi một chút, Trần Tam tất nhiên sẽ mất mạng tại. Mà nghe được động tĩnh cố đình thâm, cũng lập tức từ trên giường bừng tỉnh, hạ ma ma vội vàng hất lên quần áo lo lắng tới. Thần sắc khẩn trương đối cố đình thâm nói ra, tiểu công tử, thừa dịp những người kia còn không có tìm tới nơi này đến, tiểu công tử chúng ta đi mau. Bên ngoài những người kia, không cần nghĩ cũng nhất định là hướng về phía đến giết tiểu công tử cố đình thâm không trả lời hạ ma ma vấn đề mà là trực tiếp mở miệng hỏi tiêu thúc bọn hắn đâu phỉ nhi cùng nhạc mẫu đêm nay không tại hắn cũng không lo lắng hai người bọn họ an ủi ngược lại là nhạc phụ cùng thôn dân an toàn trong lòng của hắn thập phần lo lắng bọn hắn bọn hắn hạ ma ma run rẩy bờ môi bọn hắn những người kia vậy mà không sợ chết tất cả đều đi cùng những cái kia thích khách áo đen liều mạng đi đình thâm đình thâm ngay tại cố đình thâm lo lắng tiêu lễ thời điểm Tiêu lễ trong lòng tự nhiên cũng lo lắng cố đình thâm an nguy. Người khác không biết cố đình thâm thân phận, hắn tiêu lễ thế nhưng là biết đến, thế nào, ngươi không sao chứ? Tiêu lễ vừa tiến đến liền vội vàng hỏi, ta rất tốt, tiêu thúc thôn tử lý thế nào, tất cả mọi người còn tốt đó chứ? Kỳ thật cố đình thâm muốn hỏi chính là, tất cả mọi người còn sống sao? Mà hạ ma ma lại tại nhìn thấy tiêu lễ sau khi đi vào, lập tức mở miệng nói ra, tiêu tiên sinh, chúng ta mau chạy đi những cái kia thích khách áo đen nhưng lợi hại các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ trốn trốn lại có thể bỏ chạy nơi nào tiêu lễ nghi hoặc hỏi sau đó ánh mắt lại nhìn xem cố đình thâm khi nhìn đến hắn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng về sau lại nghe tiêu lễ tiếp tục nói không cần trốn người áo đen đã toàn bộ bị chúng ta người bắt lại người áo đen lần này hết thảy đến mười mấy người bọn hắn coi là tiêu gia thôn người chẳng qua là phổ thông thôn dân liền không có làm sao để ý, cũng chính là dạng này phổ thông thôn dân, nhưng lại làm cho bọn họ những người này cắm ngã nhào một cái, người áo đen bao quát đầu lĩnh ở bên trong tất cả người áo đen, toàn bộ đều bị bọn hắn bắt lại, cái gì? Hạ ma ma lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem tiêu lễ, nàng vừa mới nghe được cái gì, người áo đen lại bị bọn hắn bắt lại, mà cố định thâm cùng hạ ma ma là đồng dạng biểu lộ, tiêu gia thôn thôn dân, bọn hắn không đều từ phía bắc chạy nạn tới thôn dân sao, lại là làm sao đem những cái kia thích khách áo đen bắt lại, ngay trước hạ mụ mụ mặt, tiêu lễ không tốt cùng cố đình thâm nói quá nhiều, chỉ căn dặn hắn một câu yên tâm đi ngủ người liền đi, 10 cái người áo đen, tất cả đều như bị trói gô cho buộc chung một chỗ, vì sợ bọn hắn trốn thoát, tiêu lễ còn cầm nàng dâu làm một chút thuốc mê cho bọn hắn dùng tới, chương 293, tiếng xấu lan xa, ngày thứ hai làm người áo đen tỉnh lại thời điểm, liền thấy bọn hắn chu vi đầy người hơn nữa còn tất cả đều trong thôn thôn dân có đại gia đại nương lão đầu lão thái thái nhìn thấy những người này người áo đen trong lòng quả thực là đang mắng mẹ ai có thể nói cho bọn hắn cái này đến cùng là cái dạng gì làng vì sao thôn này bên trong mọi người đều như vậy bưu hãn thậm chí ngay cả bọn hắn ám sát các sát thủ còn không sợ kỳ thật cũng không trách bọn hắn tiêu gia thôn thôn dân bọn hắn bị tiêu phỉ nhi không gian bên trong suối nước cho nuôi nấng mỗi người thể trạng đều so với người bình thường đều tốt đều cường hãn chớ đừng nói chi là tiêu lễ còn dựa theo kiếp trước lính đặc chủng huấn luyện phương thức đến chuyên môn huấn luyện các thôn dân tại rừng sâu núi thẳm ở mấy cái kia nguyệt bọn hắn cũng không phải ở chùa kia tiễn pháp không nói từng cái bách phát bách trúng đó cũng là không sai biệt lắm mười cái sát thủ tại bọn hắn trong mắt những người này quả thực chính là không đáng chú ý chờ tiêu phỉ nhi mẫu nữ từ trong thành trở về liền biết được trong thôn tiếng tặc tin tức mà lại, còn người chết, có điều, chết lại không phải bọn hắn tiêu gia thôn người, là đối mặt lại đầu cùng Lý Thanh Thanh, mẫu nữ hai người đầu tiên là trong lòng kinh hãi, ngay sau đó biết được tiêu gia thôn bên này không có việc gì, các nàng lúc này mới thở dài một hơi xuống tới, đối với Lý Thanh Thanh chết, mẫu nữ hai người không có người nào nhấc lên, tựa như là chết cái râu ri người đồng dạng, cũng đích thật là râu ri người, Lý Thanh Thanh trước đó làm những chuyện tốt kia, mọi người trong lòng đều còn nhớ đâu nàng có thể có cái chết như vậy pháp cũng là chính nàng gieo gió gặt bão tạo thành trách không được người khác các thôn dân nhất lên hai người kia chết trên mặt mỗi người thần sắc đều cực kỳ mất tự nhiên hai người kia tử trạng quả thực là quá ô mắt người trong thôn đến lưu manh hơn nữa còn giết người chuyện này không có khả năng giấu giếm sáng sớm lại đầu cùng lý thanh thanh hai người thi thể liền bị người phát hiện ra bên kia bờ sông ở tại trong thôn những người kia khi biết lại đầu cùng người tại đống cỏ khô tử cái này lêu lỏng, cuối cùng còn đem mệnh cho mất đi, liền nhao nhau từ trong nhà chạy đến xem náo nhiệt, lại đầu, lại đầu, lại hầu tử sắc mặt khó coi, lại đầu cùng Lý Thanh Thanh sự tình hắn biết. Thế nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại đem lại đầu mệnh cho bỏ ở nơi này. Những người khác khi nhìn đến lại đầu cùng Lý Thanh Thanh hai người kia chết tráng, tất cả đều tại kia chỉ rõ xì xào bàn tán lên. Chật chật, hai người này quả thực là nhìn xem hai người kia quá dị tư thế, thật sự là không biết để người nói cái gì cho phải, lại hầu tử, ngươi nhanh cho hắn mặc vào y phục, thật sự là quá không có mắt thấy. Trong thôn một cái đã có tuổi lão nhân, chỉ vào thân thể TRNRNG lại đầu cùng lại hầu tử nói, ai, ai, ta liền đến cho hắn mặc quần áo váy, kịp phản ứng lại hầu tử, vội vàng cấp lại đầu mặc quần áo, khả nhân là nửa đêm trước chết, tứ chi đều cứng đờ muốn mặc xong quần áo nơi nào có dễ dàng như vậy đặc biệt là lại hầu tử đem lại đầu từ lý thanh thanh trên thân cho lay mở về sau liền đem nằm tại người phía dưới cho lộ ra ra tới hương diễm như vậy một màn để rất nhiều người đều lúng túng chuyển di ánh mắt không có mắt thấy quả thực là quá không có mắt thấy nhận được tin tức lý lâm cùng chương quả phụ hai người bọn họ cũng lay mở đám người chen vào chương quả phụ khi nhìn đến lý thanh thanh tử trạng về sau trong miệng một mực đang càng không ngừng hùng hùng hổ hổ không muốn mặc tiểu tao hóa, thứ mất mặt xấu hổ, chính ngươi chết thì chết đi, còn làm hại bọn ta cả nhà đi theo ngươi cùng một chỗ mất mặt, lão lý gia ra ngươi cái này không muốn mặc mặt hàng, quả thực là lão lý gia tổ tông đuôi mù, lý lâm đang nghe chương quả phụ trong miệng những cái kia hùng hùng hổ hổ, bình tĩnh một gương mặt đứng ở nơi đó, ý đồ dùng lý thanh thanh quần áo trên người đem người cho bao trùng, chương 294, cắm cái ngã nhào, mai hoa, nhà ngươi cái này cô em chồng quả thực là quá. Có người chỉ vào Lý Thanh Thanh lắc đầu nói, trên mặt tất cả đều là căm ghét chi sắc, những cái kia cùng chương quả phụ quen biết thôn dân, cũng tất cả đều ở nơi đó cùng chương quả phụ nói Lý Thanh Thanh, nói Lý Thanh Thanh quả thực là quá ném nữ nhân mặt, vậy mà là cách chết này loại hình vân vân, coi như Lý Lâm trong lòng có lại nhiều bất mãn, giờ phút này cũng chỉ có thể đem Lý Thanh Thanh cho sách về đi, không thể để cho nàng dạng này bỏ ở nơi này mặc kệ, tiêu gia thôn bên này, 10 cái người áo đen bị trói, bốn phía đứng đầy tiêu gia thôn thôn dân bọn hắn nhìn về phía người áo đen ánh mắt đều mang hận ý những người này đêm qua tới thế nhưng là hướng về phía bọn hắn những người này mệnh đến cũng may mắn bọn hắn những người này đang chạy nạn trên đường đi theo tiêu lễ bọn hắn học một chút bảo mệnh bản lĩnh không phải còn liền thật liền bị bọn hắn những người áo đen này cho tận diệt lúc này ở tiêu gia thôn trong lòng của những người này bọn hắn lại cho tiêu lễ nhớ một cái tốt phát một tấm thẻ người tốt Tiêu Hải từ khi tối hôm qua ám sát sự tình phát sinh về sau, cả người hắn tinh thần đều không tốt, sắc mặt cũng khó coi không thôi. Bọn hắn những người này đều là từ phía bắc chạy nạn tới, bọn hắn chỉ muốn tìm một chỗ cuộc sống bình an, coi như làm sao cứ như vậy khó đâu. Các ngươi là ai? Tiêu Lễ gương mặt lạnh lùng, thần sắc vô cùng nghiêm túc, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, những người này chỉ sợ là hướng về phía đình thâm đến. Hừ. Muốn giết cứ giết nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Người áo đen đầu lĩnh không nói lời nào, bên cạnh hắn một người áo đen lại là hừ lạnh một tiếng, thần sắc vô cùng kiêu căng. Bọn hắn thân là ám sát các sát thủ, chấp hành nhiều như vậy nhiệm vụ ám sát, lần này lại là bọn hắn nhất vớt lờ một lần, cũng là bọn hắn thất bại lớn nhất một lần. Bọn hắn xem thường những người này, hoàn toàn không nghĩ tới một cái thôn tử lý thôn dân, vậy mà từng cái đều người mang tuyệt kỹ, hơn nữa còn tiễn pháp cao siêu, so với bọn hắn ám sát các thần tiễn thủ đều không kém đưa tại trong tay những người này bọn hắn không lỗ chỉ là trong lòng bao nhiêu đều có chút không cam lòng chưa hoàn thành nhiệm vụ đến để cho ta tới đoán xem các ngươi là cái nào đó tổ chức sát thủ người các ngươi tới đây là vì ám sát người nào đó ngươi nhìn ta nói rất đúng không đúng tiêu lễ không để ý đến người áo đen trong miệng những lời kia mà là tiếp tục nói người áo đen một mặt ngươi ngu ngốc biểu lộ nhìn xem tiêu lễ bọn hắn lối ăn mặt này đồ đần đều biết bọn hắn sát thủ còn cần đến ngươi đến nói ra, các ngươi nhận nhiệm vụ đều là vì kiếm lấy phong phú thù lao, hiện tại các ngươi chẳng những không có hoàn thành bất luận cái gì ngược lại còn bị chúng ta bắt lại, ngươi đoán các ngươi phía sau màn đông gia có thể hay không phái người tới cứu ngươi, liền xem như cuối cùng các ngươi đại đông gia phái người đến, lại có thể không thể đem các ngươi cấp cứu đi, theo tiêu lễ trong miệng lời nói ra càng ngày càng nhiều, người áo đen dần dần đổi sắc mặt, thân là ám sát các sát thủ bọn hắn chỉ có một đầu tín niệm vậy liền hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc không thành nhiệm vụ chết, bây giờ bọn hắn bị bắt, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết, nếu như ngươi có thể nói ra, ai là phía sau màn sai sử người chúng ta có thể quấn các ngươi một mạng, tiêu lễ vừa dứt lời, tiêu hải không đồng ý gọi tiêu lễ một tiếng, lễ ca đây, thôn trưởng thúc, chúng ta cũng không thể bị người ám sát, liền màn này sau người là ai cũng không biết, dạng này chẳng phải là liền cùng kia ngồi chờ người khác tới giết không sai biệt lắm. Tiêu lễ biết thôn trưởng trong lòng đang suy nghĩ gì, chẳng qua hắn lại không cho rằng như vậy. Những người áo đen này tự nhiên sẽ không lưu tính mạng bọn họ, chẳng qua lại có thể tại bọn hắn trước khi chết lợi dụng một cái. Nếu là thật sự có thể từ bọn hắn trong miệng, hỏi ra cái gì hữu dụng đến đâu. Chương 295, tiêu tề đến, tiêu lễ nói xong câu đó về sau, tiêu hải liền không đang nói cái gì phản đối ra tới, đứng tại kia không lên tiếng, liền thôn trưởng đều không nói cái gì phản đối, còn lại thôn dân tự nhiên sẽ không nói cái gì, bọn hắn những người này đối tiêu lễ, đây chính là mười phần tín nhiệm, tiêu lễ nói cái gì chính là cái gì, nghe tiêu lễ trong miệng, lại tiếp tục mở miệng đối những hắc y nhân kia nói, thế nào, đề nghị của ta thế nào, các ngươi cố gắng suy tính một chút, tiêu lễ trong lòng tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn lời nói này nói ra, tất nhiên có người sẽ tâm động, bởi vì có thể sống, ai cũng không muốn chết, tiêu lễ lời nói này tựa như là có sức hấp dẫn đồng dạng, 10 cái trong hắc y nhân, đã có mấy cái đều tâm động, ngươi thật sẽ không giết chúng ta, tự nhiên là thật, chỉ cần các ngươi có thể nói cho chúng ta biết đến cùng là ai muốn tới giết chúng ta. Tiêu lễ trong miệng tiếp tục nói, lão đại, lão đại, có mấy cái người áo đen đồng thời mở miệng gọi bọn họ đầu lĩnh, về phần phía sau màn mua hung người ai, cũng chỉ có đầu lĩnh của bọn hắn biết, bọn hắn những cái này còn chưa đủ tư cách biết được, người áo đen sợ chết, đầu lĩnh của bọn hắn tự nhiên cũng sợ, chỉ nghe hắn miệng nói nói kẻ sau màng là ai cái này ta cũng không biết chẳng qua ta chỉ biết một điểm đó chính là người kia là người trong triều đình ra bạc rất nhiều chỉ tên nhất định phải giết chết trong miệng hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền trực tiếp bị tiêu lễ cho mở miệng đánh gãy vậy mà như thế vậy chúng ta cũng không thể thả ngươi kẻ sau màng là người trong triều đình điểm ấy tiêu lễ trong lòng đã sớm đoán được chẳng qua là nghĩ đến chính là trong triều đình ai muốn đình thâm mệnh đã những người này cũng không biết Vậy hắn tự nhiên cũng không thể giữ lại tính mạng của bọn hắn. Các ngươi. Người áo đen không nghĩ tới, bọn hắn nói hết ra đối phương còn không chịu buông tha mình, chỉ nghe Tiêu Lễ cười lạnh một tiếng, ta là nói qua muốn thả qua các ngươi, đó cũng là chúng ta không giết ngươi, về phần các ngươi vẫn là muốn đưa đi quan phủ, hết thảy đều từ quan phủ quyết định. Người áo đen nghe xong giao cho quan phủ, trong lòng bọn họ đều thở dài một hơi, chỉ cần những người này không giết bọn hắn liền còn có sống sót cơ hội sợ là bọn hắn những người này sẽ trực tiếp giết bọn hắn mà người áo đen trong lòng những ý nghĩ này tiêu lễ cũng không biết hắn vẫn là kiếp trước cái kia xảy ra chuyện tìm cảnh sát cổ đại quan phủ nha môn không phải liền là cảnh sát đương nhiên phải đi tìm cảnh sát trong thôn chết hai đầu nhân mạng chuyện này là nhất định phải báo cho quan phủ biết được tiêu hải đã sớm để trong thôn tuổi trẻ hậu sinh đi huyện nha đem trong thôn xuất hiện kẻ xấu chết người sự tình nói cho huyện nha những quan viên kia mà đưa tiêu phỉ nhi mẫu nữ trở về huyện lệnh phu nhân thân phận người, cũng ngay lập tức biết được tiêu gia thôn phát sinh sự tình, sau khi trở về lại đem chuyện này nói cho huyện lệnh phu nhân nghe, huyện lệnh phu nhân lo lắng, đợi đến tiêu tề trở lại hậu viện thời điểm, nàng lại đem tiêu gia thôn phát sinh sự tình báo cho tiêu tề, ngay tại tiêu gia thôn đám người đang thương lượng, muốn làm sao giải quyết những người này thời điểm, tiêu tề mang theo một đám nha dịch tới, bái kiến huyện lệnh đại nhân, nhìn thấy tiêu tề tới, tiêu lễ dẫn đầu tiêu gia thôn đám người cho tiêu tề hành lễ tiêu tiên sinh bản quan nghe nói tối hôm qua thôn tử lý tiếng kẻ xấu hơn nữa còn phát sinh án mạng bản quan liền tự mình dẫn người đến đây nhìn xem tiêu tề cho tiêu lễ nói hắn vì sao mục đích tới nơi này tiêu lễ là hắn hợp tác đồng bạn cũng không thể xảy ra chuyện mà lại hắn phu nhân lại là mình phu nhân cùng một đôi nữ ân nhân cứu mạng hắn làm sao lại mặc kệ vâng đa tạ huyện lệnh đại nhân Tiêu Lễ mở miệng cùng Tiêu Tề nói lời cảm tạ, cũng mang theo Tiêu Tề đi vào giam giữ những hắc y nhân kia địa phương. Chương 296, nhận ra cố định thâm đến, Tiêu Tề nhìn thấy 10 cái người áo đen, từng cái tất cả đều giống như là bị trói bánh chân đồng dạng, bị trói ở đây trong lòng khiếp sợ không thôi. Những người áo đen này xem xét liền không đơn giản, Tiêu Tiên Sinh những người này lại như thế nào tránh thoát kiếp nạn này? Xem ra tại Tiêu Tiên Sinh nhóm người này bên trong, có võ công cao cường người a đại nhân còn mời nhìn, kẻ xấu tất cả đều bị cột vào nơi này. Tiêu lễ chỉ vào những cái kia bị trói chặt tay chân người áo đen cho tiêu tề nhìn, chờ tiêu tề nhìn sau mày nhíu lại gắt gao. Tiêu tề trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái, tiêu tiên sinh những người này chẳng qua là từ phía bắc chạy nạn tới nạn dân, lại có cái gì đáng phải kẻ sau màn phái sát thủ tới đây. Thế nhưng là, làm tiêu tề trong lúc vô tình nhìn thấy cố định thâm gương mặt kia lúc, hắn hết thảy liền đều hiểu những sát thủ kia nơi nào là hướng về phía tiêu tiên sinh bọn hắn đi, căn bản chính là hướng về phía trấn quốc công phủ tiểu thế tử đi. Tiếu gia là bảo hoàng phái, tự nhiên biết trấn quốc công phủ cả nhà nam tử, trừ năm gần mười mấy tuổi tiểu thế tử một người còn tại, còn lại nam tử toàn bộ chiến tử tại biên cảnh phía trên, đối với triều đình đến nói lớn bao nhiêu tổn thất, cố gia quân chỉ nghe theo người cố gia mệnh lệnh. Bọn hắn sợ dĩ phái người ám sát cố đình thâm, chỉ sợ cũng là vì cố gia quân mà tới tiêu tề là cái thông thấu người, rất nhanh liền nghĩ thông suốt ở trong đó chỗ mấu chốt tới, tiêu tề ánh mắt phức tạp mà nhìn xem tiêu lễ, thầm nghĩ lấy tiêu lễ hắn đến cùng có biết hay không cố định thâm thân phận, đại nhân, ngươi nhìn những người kia nên xử lý như thế nào, tiêu lễ không nhìn thấy tiêu tề nhìn về phía hắn lúc kia ánh mắt phức tạp, trực tiếp mở miệng hỏi tiêu tề xử lý như thế nào những cái kia thích khách áo đen, dựa theo tiêu lễ ý tứ, trực tiếp giết bớt việc, đã làm thích khách cùng sát thủ, Mỗi người bọn họ trên thân đều gánh vác lấy không chỉ một mạng, giết bọn hắn cũng là trừng phạt đúng tội. Tiêu Tề ý nghĩ trong lòng cùng Tiêu Lễ đồng dạng, nếu là không có nhìn thấy Cố Đình Thâm lúc, sẽ còn nghĩ đến đem những này người áo đen cho nhốt vào đại lao, hết thảy đều dựa theo triều đình luật pháp đến chấp hành. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Cố Đình Thâm về sau, hết thảy đều muốn biến, không thể tại dựa theo lúc trước hắn nghĩ như vậy làm. Cố Đình Thâm thân phận tuyệt đối phải giữ bí mật liền hành tung của hắn cũng không thể để người tiết lộ nửa phần ra ngoài, Dết đi, tiêu tề ngữ khí bình thản thần sắc không có một gợn sóng, tự như là nói lấy hôm nay ăn cái gì đồ ăn đồng dạng nhẹ nhõm tùy ý, tiêu lễ đến từ xã hội pháp trị, trong lòng đối loại này một câu định người sinh tử sự tình, vẫn là có rất lớn xúc động, chẳng qua hắn cũng hiểu được, dạng này mới là tốt nhất phương thức giải quyết. Tiêu tề nghĩ đến tiêu lễ bên này người đều là một chút trung thực thật thà thôn dân, lại nói tiếp, những người này ta sẽ để cho người xử lý còn mời tiên sinh không cần lo lắng ý tứ hắn sẽ đem người cho mang đi sau đó tại để người lặng lẽ cho xử lý tiêu lễ nghe tiêu tề trong miệng những lời này gật gật đầu tán đồng hắn thu xếp vậy liền cảm ơn đại nhân tiêu lễ cùng tiêu tề nói lời cảm tạ hai người nói xong người áo đen sự tình về sau có người đến tìm tiêu lễ đem tiêu lễ cho gọi đi tiêu tề liền một thân một mình tới gặp cố đình thâm vừa mới hắn nhìn thấy cố đình thâm liền ở tại tiêu tiên sinh bên cạnh trong phòng tiêu tề một người tới cố đình thâm nơi ở bên người không có mang bất luận kẻ nào hạ ma ma không tại đi phòng bếp bên kia nấu nước nóng đi trong phòng cũng chỉ có cố đình thâm một người tại tiêu tề tới trực tiếp mở miệng gọi ra cố đình thâm thân phận gặp qua thế tử nghe được đối phương một câu nói toạc ra thân phận của mình cố đình thâm chấn động trong lòng thần sắc tự nhiên hướng lấy tiêu tề nhìn lại người trước mắt hắn cũng không nhận ra là địch hay bạn, hắn cũng không rõ ràng, mà lại, hắn lại là như thế nào biết được thân phận của mình. Chương 297, lẫn nhau suy đoán, chẳng lẽ là nhạc phụ nói cho hắn, không có khả năng, tại nguy hiểm không có giải trừ trước đó, nhạc phụ tuyệt đối không có khả năng đem hắn thân phận nói cho người khác, Cố Đình Thâm trong lòng niệm ấy tự tin vẫn phải có. Trong lúc nhất thời, Cố Đình Thâm trong óc hiện lên rất nhiều suy nghĩ, Tiêu Tề thấy Cố Đình Thâm thần sắc tự nhiên tựa như mình nhận lầm người thần sắc nhìn xem mình, âm thầm ở trong lòng tán thưởng một tiếng không hổ là quốc công phủ tiểu thế tử, nho nhỏ niên kỹ liền có thể bởi vậy lòng dạ, đợi cho ngày khác tiền đồ nhất định sẽ bất khả hạn lượng, thế tử không cần lo lắng, ta chính là kinh thành tiếu gia người, hôm nay trong lúc vô tình nhìn thấy thế tử ở chỗ này cố ý tới xem một chút thế tử. Tiêu tề trực tiếp mở miệng nói ra bản thân thân phận tới, người tiếu gia, cố định thâm tại trong trí nhớ của mình tìm tìm, người tiếu gia là bảo hoàng phái chỉ trung tâm hoàng thượng là cái người có thể tin được chẳng qua thân phận của người này đến cùng là thật hay là giả còn có đợi điều tra minh hắn không thể tùy tiện bại lộ thân phận của mình ngươi nhận lầm người ta không phải cái gì thế tử cố đình thâm nhìn xem tiêu tề trong miệng bình tĩnh nói tiêu tề trong lòng minh bạch cố đình thâm khẳng định là không nghĩ bại lộ thân phận hắn tất nhiên là sẽ không tin tưởng trong miệng mình nói tới những lời đó ngay tại trong lòng của hắn nghĩ đến muốn làm sao thuyết phục cố đình thâm tin tưởng hắn lúc huyện lệnh đại nhân ngươi làm sao đến nơi này rồi tiêu lễ thanh âm đột nhiên tại tiêu tề sau lưng vang lên tiêu lễ trong lòng lo lắng không thôi từ trước mắt đến xem tiêu tề là một cái không sai người chỉ là đối với đình thâm chuyện kia tiêu lễ không dám đánh cược cực tiêu tề là có thể tín nhiệm người tiêu tiên sinh ta vừa mới nhìn thấy một cái cố nhân liền cố ý tới xem một chút tiêu tề lời nói này chẳng khác nào đang nói hắn đã nhận ra cố đình thâm thân phận đến a à, không tri huyện khiến đại nhân là cố nhân ở đâu tiêu lễ cố ý mở miệng hỏi sau đó lại nhìn xem cố đình thâm nói ra a à, thâm huyện huyện lệnh đại nhân đến ngươi làm sao cũng không đứng dậy nên đón cho huyện lệnh đại nhân đổ chút nước trà tiêu lễ lời nói này có thể nói trực tiếp đem cố đình thâm cho chi đi cố đình thâm tự nhiên là nghe rõ tiêu lễ lời nói bên trong ý tứ vội vàng mở miệng nói thúc ta cái này đi chờ cố đình thâm rời đi về sau tiêu lễ chỉ vào cố đình thâm rời đi bóng lưng nói ra đây là nhà ta phu nhân ở lâm tử mang về nghe nói là cùng người nhà tẩu tán phu nhân gặp hắn đáng thương liền đem người cho mang về tiêu lễ vì cố đình thâm xuất hiện ở đây nguyên do cho tìm một cái lý do thích hợp ra tới tiêu tề nghe tiêu lễ trong miệng những lời kia nghe xong chính là tại qua loa người lời nói dối tiêu tề trong lòng tự nhiên là không tin nếu là hắn chưa từng gặp qua cố đình thâm bản nhân khả năng sẽ còn bị tiêu lễ trong miệng lời nói này cho lừa qua đi hắn ở kinh thành là gặp qua cố đình thâm bản nhân năm đó cung trong trên yến hội cố đình thâm cũng đi hắn trong cung trên yến hội trông thấy cố đình thâm cùng người cố gia ngồi cùng một chỗ tăng thêm cố gia lúc này sở thụ đến những cái kia gặp phải tiêu tề trong lòng không khó đoán ra cố đình thâm chính là trấn quốc công phủ tiểu thế tử chỉ là không biết tiêu tiên sinh là thật không biết thế tử thân phận vẫn là nói cố ý tại thay thế tử giấu giếm thân phận tiêu tề trong lòng suy đoán tiêu lễ hẳn là không biết thế tử thân phận trong miệng hắn lần giải thích này hẳn là thế tử lấy ra lừa hắn thì ra là thế xem ra là bản quan nhận lầm người đã thế tử không nghĩ bại lộ thân phận hắn đương nhiên phải thay thế tử cùng một chỗ lén gạt đi đối với thế tử không tín nhiệm mình chuyện này trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc thời gian có thể chứng minh hết thảy nghe nói lời ấy tiêu lễ trong lòng yên tâm chỉ cần tiêu tề không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này liền tốt Chờ tiêu tề sau khi đi, tiêu lễ lại đến tìm cố đình thâm, mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem cố đình thâm, chương 298, cùi chỏ ra bên ngoài ngoặt, đình thâm, hắn có phải là nhận ra thân phận của ngươi đến rồi, tiêu lễ mở miệng hỏi cố đình thâm, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, cố là gật gật đầu, thần sắc cũng vô cùng nghiêm túc cùng nghiêm túc, thúc, thật sự là hắn nhận ra ta đến. Cố đình thâm mở miệng nói, tiêu lễ không để hắn gọi cha, vậy hắn chỉ có thể mở miệng gọi thúc vậy làm sao bây giờ huyện lệnh đại nhân cũng không biết có thể hay không tin được tiêu lễ trong lòng sốt ruột tiêu tề biết được cố đình thâm thân phận cũng không biết tiêu tề đến cùng là bên nào người có thể hay không đem cố đình thâm ở đây tin tức cho tiết lộ ra ngoài không được đình thâm không thể tại tiếp tục lưu tại thôn tử lý thế nhưng là không ở lại thôn tử lý đình thâm lại có thể đi đâu tiêu lễ ở trong lòng phát sầu nghĩ đến thúc ngươi cũng đừng sốt ruột phát hỏa người tiếu gia cho tới nay đều là bảo hoàng phái nếu là hắn thật là người tiếu gia ngược lại sẽ không đối ta làm cái gì sẽ còn trong bóng tối phái người bảo hộ cùng ta cố đình thâm trong miệng nói một chút trên triều đình phe phái trên triều đình phân mấy cái phe phái những cái kia thế gia là một cái phe phái uy tín lâu năm quyền quý lại là một cái phe phái trong đó uy tín lâu năm quyền quý lại phân bảo hoàng phái cùng âm thầm duy trì tại từng cái đất phong vương gia bây giờ hoàng thượng thân thể người yếu nhiều bệnh mà thái tử lại tuổi nhỏ các nơi phong vương có chút liền lên không nên lên tâm tư muốn lật đổ đương kim hoàng thượng thống trị tới lấy mà thay vào nếu là hắn thật sự là bảo hoàng phái liền nhất định sẽ phái người trong bóng tối bảo hộ hắn những ngày qua bọn hắn chỉ cần nhìn xem âm thầm có người hay không chẳng phải sẽ biết tiêu lễ nghe xong đây cũng là cái không sai biện pháp sau khi trở về liền đem những này nói cho tiêu phỉ nhi nghe còn có chính là về sau để phỉ nhi đứa bé kia cách đình thâm gần một chút dạng này nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, có tiểu bạch cái này thần thú tại cũng nhất định có thể biết được phát hiện. Tối hôm qua sở dĩ không có phát hiện người áo đen vào thôn, cũng là bởi vì tiểu bạch đi theo phỉ nhi đi trong thành. Nếu là tiểu bạch không có đi trong thành, cũng nhất định đã sớm phát hiện những hắc hi y nhân kia, lại nơi nào sẽ phát sinh tiếp xuống những chuyện kia. Tiêu phỉ nhi nghe cha hắn về sau, trực tiếp liền mở miệng nói, cha, mấy ngày trước đây ngươi không phải còn nói, để ta cùng đình thâm duy trì chút khoảng cách sao người cái này không may hài tử ngươi là có chủ tâm muốn tức chết cha ngươi ta đúng không tiêu lễ tức giận mắng một tiếng tiêu phỉ nhi mấy ngày trước đây là mấy ngày trước đây bây giờ có thể trước mặt mấy ngày so sao tiêu phỉ nhi trong miệng kia lời nói khí tiêu lễ đều kém chút đưa tay đi vặn tiêu phỉ nhi lỗ tai suy nghĩ một chút vẫn là không nở giờ phút này đình thâm mạng nhỏ đều muốn khó giữ được nơi nào sẽ còn kiên kỵ nhiều như vậy phốc phốc tiêu phỉ nhi trực tiếp cười ra tiếng liền vương quế chi cũng là một mặt buồn cười nhìn xem tiêu lễ cha nói cho cùng ngươi không phải là quan tâm đình thâm sao kia trước đó ngươi làm gì muốn nói những cái kia đắc tội với người lời nói đây tiêu phỉ nhi thay cố đình thâm minh bất bình bọn hắn đến rõ ràng liền kết hôn vợ chồng vì sao đến bên này về sau liền phải dựa theo cha hắn trong miệng nói như vậy xem như bằng hữu bình thường đến ở chung tiêu phỉ nhi trong lòng cảm thấy ủy khuất cực kỳ thật nàng cũng biết cha nàng đều là vì nàng tốt sợ đình thâm đến cổ đại về sau liền biến thế nhưng là nàng muốn nói là đình thâm biến không thay đổi nàng sẽ phát hiện sẽ từ từ dụng tâm trải nghiệm cùng cảm thụ cha vì sao nhất định phải nói những những lời kia khó xử đình thâm hắn là ta tiêu lễ con rể ta không quan tâm hắn quan tâm ai tiêu lễ tức giận nói một câu sau đó liền xoay người nhanh chân đi bóng lưng nhìn có chút tức giận khuê nữ nói nhiều như vậy còn không phải cùi chỏ ra bên ngoài ngoặt tiêu lễ trong lòng có chút khó chịu, chuyện cũ kể thì tốt hơn, con gái lớn không dùng được, lưu đến lưu đi ở thành sầu, chương 299, mẹ chồng nàng dâu đại chiến, thông tử lý nhưng lại cãi nhau lên, nghe động tĩnh, tựa như là từ lý lâm nhà phương hướng truyền tới, tiện nhân, độc phụ, ngươi cái này độc phụ, ngươi nhất định chết không yên lành, mắng chửi người chính là lý lão bà tử, bị mắng đối tượng là chương quả phụ, hai người lại bởi vì lý thanh thanh chết, ở nơi đó mắng nhau, lão bà tử nói muốn cho lý thanh thanh mua một hơi quan tài mỏng chôn thế nhưng là chương quả phụ chết sống cũng không nguyện ý chẳng những không nguyện ý liền lý thanh thanh muốn chôn ở chương quả phụ trong ruộng đều không được người sau khi chết là phải bị vùi vào mộ tổ không có mộ tổ tình huống dưới liền chôn ở nhà mình trong ruộng bởi vì ngươi chôn ở nhà khác trong ruộng người khác cũng không để ngươi chôn mà lý lâm nhà lại là mới vừa từ lưng bên cạnh chạy nạn tới đến bên này người ta ở đây tự nhiên là không có đặt mua ruộng đồng Lý Thanh Thanh muốn hạ tán cũng chỉ có thể đủ chôn ở chương cổ quả phụ danh hạ trong ruộng. Lúc đầu Lý Lâm đều cho chương quả phụ nói xong, chương quả phụ cũng đồng ý Lý Thanh Thanh chôn ở nhà nàng trong ruộng. Thế nhưng là Lý Lão bà tử lại nhất định phải Lý Lâm đi trong thành cho Lý Thanh Thanh mua một hơi quan tài mỏng tới. Chương quả phụ nghe xong liền không làm, lập tức liền cho Lý Lão bà tử mắng nhau. Lý Thanh Thanh chết cũng không phải cỡ nào hào quang một việc, chương quả phụ trong lòng vốn là kìm nén một hơi đang phát tiết không ra lão bà tử lần này vừa vặn đâm vào nàng nổi nóng chương quả phụ lại thế nào có thể sẽ tùy tiện quấn nàng lý thanh thanh chết nói ra nhưng khó nghe chết rồi tuy nói chương quả phụ mình cũng không phải cái gì người tốt thế nhưng là nàng người này muốn mặc vẫn là rất quan tâm thanh danh chủ yếu nàng còn có ba con trai nếu là thanh danh xấu nhà nàng ba cái kia nhi tử sau khi lớn lên còn thế nào cưới vợ lý thanh thanh ngược lại tốt chết còn đem thanh danh làm cho thúi như vậy cái này khiến chương quả phụ trong lòng hết sức tức giận, mẹ chồng nàng dâu hai ở nơi đó ngươi một câu ta một câu mắng nhau mười phần kịch liệt, mà xem như người trung gian Lý Lâm lại là cúi đầu ngồi xổm ở nơi đó, tựa như là căn bản cũng không có nghe được đồng dạng, không nói không rằng giúp bất kỳ bên nào nói chuyện ngăn cản loại hình. Lý Lâm nhà nháo kịch, từ khi chương quả phụ đến sau, các thôn dân đều tập mãi thành thói quen, cũng đều đã không cảm thấy kinh ngạc, cuối cùng Lý lão bà tử vẫn không thể nào cãi nhau chương quả phụ lý thanh thanh qua loa bị một tấm chiếu rơm quyển trực tiếp ở sau núi tìm một chỗ cho chôn liền trước đó đã nói xong chôn ở chương quả phụ nhà ruộng đồng sự tình cũng cùng nhau cho thất bại mà lý thanh thanh chết từng theo lý thanh thanh ngủ qua những cái kia nam tử vậy mà không có người nào tiến đến thăm hỏi nàng liếc mắt cũng bởi vì cái này lý lão bà tử chính ở chỗ này mắng mắng đã từng những cái kia cùng lý thanh thanh phát sinh qua quan hệ nam nhân không có lương tâm mắng bọn hắn cũng không tới đưa nàng khuê nữ cuối cùng đoạn đường nói đến lý lão bà tử cũng thật sự là khôi hài ngươi khuê nữ đến cùng là thế nào chết ngươi cũng không phải không biết làm sao còn có mặt mũi muốn để người khác tới đưa nàng đoạn đường tiêu phỉ nhi được cha nàng mệnh lệnh về sau để nàng cách cố đình thâm gần chút những ngày này tiêu phỉ nhi lúc không có chuyện gì làm đều sẽ mang theo cố đình thâm hai người bọn họ cùng một chỗ trong thôn đi lại trong thôn các thôn dân bọn hắn thường xuyên có thể nhìn thấy hai người kia đi cùng một chỗ thân ảnh làm cho tiêu lão thái đều bị người gọi lại trêu ghẹo đến mấy lần đều đang hỏi phỉ nhi bên người cái kia dáng dấp đẹp mắt tiểu thiếu niên là ai có phải là phỉ nhi đứa bé kia tương lai vị hôn phu ngay từ đầu tiêu lão thái bị hỏi đến vấn đề như vậy lúc trong lòng vẫn là có chút tức giận phỉ nhi đứa bé kia bây giờ mới bao nhiêu lớn lại bị những cái kia dễ nói chuyện lão gia hỏa ở sau lưng như thế nghị luận chương ba trăm đồng dưỡng phu, thế nhưng là theo một lúc sau, chậm rãi tiêu lão thái khi nhìn đến hai người kia thường xuyên đi cùng một chỗ thân ảnh, cũng ở trong lòng cảm thấy hai người bọn họ tốt xứng đôi cảm giác, tiêu lão thái là biết cố đình thâm là phỉ nhi mẫu nữ cho mang về, tiêu lão thái liền lặng lẽ đến tìm vương quế chi, lão đại nàng dâu, ngươi cho ta nói thật, đứa bé kia có phải hay không các ngươi vụng trộn chuẩn bị cho phỉ nhi đồng dưỡng phu. Tiêu lão thái trực tiếp mở miệng hỏi vương quế chi, hỏi nàng cố đình thâm có phải là bọn hắn hay không chuẩn bị cho phỉ nhi đồng dưỡng phu cái gì vương quế chi khiếp sợ ngẩng đầu nhìn bà bà vương quế chi bị lão thái thái trong miệng ra hỏi trực tiếp cho hỏi mộng tại kia cái gì đồng dưỡng phu còn cho phỉ nhi chuẩn bị đồng dưỡng phu lão thái thái cái này cả ngày cũng không biết nàng đều đang nghĩ thứ gì nàng thật đúng là cảm tưởng ai ngươi tại cái này phát cái gì ngốc a à, nương vừa mới hỏi ngươi ngươi đến cùng có nghe hay không a à, Lão Thái Thái thấy Vương Quế Chi đang ngẩn người, lại vội vàng hỏi tiếp một câu ra tới. Vương Quế Chi lúc này thế nhưng là nghe rõ ràng, nàng bà bà trong miệng nói thật đúng là chính là đình thâm, hắn đến cùng phải hay không phỉ nhi đồng dưỡng phu sự tình. Mẹ, ngươi tại sao có thể như vậy hỏi? Vương Quế Chi không có trực tiếp trả lời lời của Lão Thái Thái, mà là hỏi tiếp, ai, còn không phải những người già đó là như thế này hỏi ta, ta lại không biết có phải là, chỉ có thể chạy tới hỏi ngươi đến lão thái thái trong miệng nói vương quế chi không biết sự tình vương quế chi người trong thôn tại trong âm thầm đều là bàn luận như vậy nếu là những lời này để lão tiêu biết lão tiêu trong lòng tất nhiên lại muốn sinh khí còn không chỉ định muốn bị tức chết vương quế chi ở trong lòng nghĩ đến có thể là những ngày qua phỉ nhi cùng đình thâm hai người bọn họ xuất nhập đều tại một khối khả năng để người cho suy nghĩ nhiều mẹ không có sự tình phỉ nhi còn cái này bản thân nhóm làm sao lại có ý nghĩ như vậy vương quế chi trong miệng nói lại gặp đến lão thái thái phản bác lão đại nhà lời này của ngươi coi như nói không đúng phỉ nhi tuổi là tiểu khả nương nhìn xem đình thâm đứa bé kia không sai nếu không liền cho nhà ta phỉ nhi định ra đừng đến lúc đó người khác cướp đi lão thái thái ý tứ có thể đem việc hôn nhân cho phỉ nhi định ra đừng đến cuối cùng tốt như vậy thiếu niên tại thành nhà khác người về sau bọn hắn hối hận đều không có chỗ hối hận đi vương quế chi nàng nghe được cái gì nương muốn cho phỉ nhi cùng đình thâm đính hôn như vậy sao được lão tiêu nhất định sẽ không đồng ý đừng nói lão tiêu không đồng ý liền nàng cũng không đồng ý tuy nói đình thâm đứa bé kia kiếp trước là con rể của bọn hắn thế nhưng là bây giờ là tại cổ đại mà lại đình thâm bên người còn nguy hiểm như vậy tại nguy hiểm không có giải quyết triệt để trước kia bọn hắn nhưng bỏ được để phỉ nhi đi theo hắn mạo hiểm mẹ ngươi đang nói gì đấy như vậy ngươi lão về sau vẫn là cũng đừng nói đình thâm đứa bé kia là không sai thế nhưng là ai biết trong nhà hắn có hay không cho hắn đính hôn vạn nhất trong nhà hắn là đã đính hôn sự tình chẳng lẽ chúng ta muốn đem phỉ nhi gả cho hắn làm thiếp không thành nương ta cảm thấy không được vương quế chi nhìn xem lão thái thái nói nàng muốn vào dịch não tìm ra lấy cớ lão thái thái ghét nhất cho người ta làm thiếp nghe được phỉ nhi rất có thể sẽ cho người ta làm thiếp lập tức lắc đầu nói không được chúng ta phỉ nhi không làm thiếp nhà ta khuê nữ đều không làm thiếp làm thiếp đều không sống yên lành được, Nhị Ni không phải liền là cho người ta làm thiếp, cuối cùng còn trực tiếp bị đương gia chủ mẫu cho chạy ra. "Mẹ, ngươi vậy mà nhất lên việc hôn nhân đến, ta ngược lại là một việc đến muốn cùng nương nói." Vương Quế Chi trong đầu, đột nhiên nhớ tới Phỉ Nhi trước đó nói với nàng chuyện kia tới, Phỉ Nhi nói đại nha thích cẩu đảng, mà cẩu đảng dường như cũng thích đại nha. "Chuyện gì? Ngươi muốn cùng nương nói chuyện gì?" Lão thái thái thành công bị dời đi đề tài, các bạn đang nghe tại kênh bà tám đọc truyện. 301, đại nha việc hôn nhân, nếu là đại nha thật thích cẩu đảng, không ngại trước tiên đem hai người việc hôn nhân đứng yên xuống tới, đợi đến bọn hắn niên kỹ lớn hơn chút nữa trực tiếp thành thân là được. Dù sao Vương Quế Chi là không tán thành nữ tử quá sớm thành thân sinh con, chính mình cũng vẫn còn con nít, thân thể cốt cách cũng còn không có hoàn toàn phát dục tốt, liền chuẩn bị sinh con đây chính là một chuyện rất nguy hiểm, ta không có gì ý nghĩ, cái này quay đầu lại hỏi hỏi lão tam cùng lão nhị, nhìn các nàng cặp vợ chồng trong lòng là cái gì tự ý nghĩ, lão thái thái trong miệng nói, trong lòng suy nghĩ lại là nếu là có người thích hợp nhà, đến lúc đó trước tiên có thể cho hai người đính hôn, thành thân thời gian liền còn phải đợi thêm nhất đẳng, ít nhất cũng phải đợi đến, các nàng đem phòng ở cho đắp kính mới thành, mẹ, ngươi cảm thấy cậu đảng người kia như thế nào? Vương Quế Chi trực tiếp mở miệng hỏi, cậu đảng? lão thái thái cao mày ở trong lòng nghĩ nghĩ nói là cái không sai hậu sinh người cũng không tệ có một nhóm người khí lực vẫn là cái săn thú hảo thủ về sau ai gả cho hắn tất nhiên sẽ không chịu khổ mẹ vậy ngươi xem đem hắn nói cho nhà ta đại nha như thế nào vương quế chi lại hỏi tiếp lão thái thái kinh ngạc nhìn xem vương quế chi quế chi ngươi có phải hay không biết cái gì bằng không lão đại nàng dâu vì sao muốn nói như vậy người già thành tinh vương quế chi chỉ có điều vừa nói như vậy lão thái thái lập tức liền nghĩ đến cái gì tới vương quế chi trên mặt tươi cười đến ngoài miệng lại nói mẹ cái gì đều không thể gạt được ngươi lão con mắt ta cũng là gần đây mới phát hiện vương quế chi đem cẩu đảng thích đại nha sự tình cho nói nàng nhưng không có dám nói đại nha cũng thích cẩu đảng sợ lão thái thái nghe trong lòng sẽ xảy ra đại nha khí dù sao cổ đại nhưng không có hiện đại như thế mở ra nữ tử tại không có thành thân trước liền dám cùng nam tử biểu lộ cõi lòng ở đây thế nhưng là con đường khác thường một việc lão thái thái nghe xong cậu đảng đứa bé kia coi trọng nhà nàng đại nha trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười tới cậu đảng đứa bé kia không sai chẳng qua chuyện này nương còn phải hỏi một chút lão tam cặp vợ chồng trong lòng là cái gì tự ý tứ xem bọn hắn cặp vợ chồng làm sao nghĩ lão thái thái là một cái khai sáng lão thái thái đại nha dù sao cũng là lão tam hài tử nàng không thể thay lão tam cặp vợ chồng làm chủ quyết định còn phải xem người ta lão tam cặp vợ chồng ý tứ mới được lúc ăn cơm tối lão tam cặp vợ chồng liền từ trong thành trở về lão thái thái trực tiếp đem những này lời nói nói riêng cho hai người bọn hắn lỗ hổng nghe lão tam cặp vợ chồng không nghĩ tới nương tìm bọn hắn nói vậy mà là đại nha việc hôn nhân chỉ thấy hai người liền không chút suy nghĩ liền trực tiếp nói ra bọn ta đều nghe nương nương ngươi nói được thì được hai người trên mặt biểu lộ không có sai biệt nương nói cái gì chính là cái gì thần sắc tiêu lão thái nghe cái đôi này về sau đang nhìn hai người bọn họ trên mặt thần sắc trong lòng đến không có bao nhiêu cao hứng ngược lại là trực tiếp mở miệng đem bọn hắn cặp vợ chồng cho mắng một trận vì sao kêu nghe ta ta nói được thì được đại nha đây chính là hai người các ngươi khuê nữ hai người các ngươi trong lòng thế nào có thế không có chủ ý nương nói với các ngươi những lời này chính là tại trưng cầu ý của các ngươi các ngươi cũng đều ở trong lòng suy nghĩ thật kỹ ta không vội tóm lại chúng ta đại nha việc hôn nhân nhưng không qua loa được, vâng, bọn ta đều nghe nương. Hai người lại trăm miệng một lời nói, nghe được hai người lời nói lão thái thái, lại bị tức không được, khoát khoát tay vội vàng để bọn hắn cho ra đi, xem ra đại nha việc hôn nhân trông cậy vào dựa vào lão tam cặp vợ chồng, vậy căn bản chính là không thành, còn phải nàng cái lão bà tử này tự thân ra trận mới được, tiêu lão thái tại tâm lý học nghĩ đến, nàng muốn cái gì dạng biện pháp khả năng đã không lộ vẻ nhà mình ba ba dáng đi lên, lại để cho đại nha gả cho cậu đảng. Chương 302, Kiều Nhị Ni lời nói khách sáo, tỷ, ngươi những ngày này một mực đang nhìn cái gì đâu. Kiều Nhị Ni phát hiện nàng tỷ những ngày qua, vẫn đang ngó chừng trong thôn những kia tuổi trẻ hậu sinh nhìn, trong lòng hiếu kỳ liền vội vàng hỏi ra âm thanh tới. Nhị Ni, ta nói với ngươi, ta đang nhìn trong thôn những kia tuổi trẻ hậu sinh, ta đây không phải nghĩ đến đại nha niên kỷ cũng đến làm mai thời điểm, trong lòng liền nghĩ, lão thái thái thấp giọng cùng Kiều Nhị Ni nói chuyện, sợ mình thanh âm lớn lại để cho người bên ngoài nghe được. Kiều Nhị Ni nghe xong hóa ra là cái này, trong mắt lập tức chính là sáng lên, vội vàng mở miệng hỏi, tỷ vậy ngươi xem đến thích hợp hậu sinh sao? Lão thái thái nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cuối cùng vẫn là cảm thấy cậu đảng tốt nhất. Nhị Ni, ngươi cảm thấy cậu đảng người kia thế nào, đem hắn nói cho đại nha thế nào? Lão Thái Thái nhỏ giọng cùng Kiều Nhị Ni nói chuyện cẩu đảng kiều nhị ni ở trong lòng suy nghĩ một chút nói tỷ kia là cái không sai hậu sinh đem hắn phối cấp nhà ta đại nha không sai ngươi cũng cảm thấy không sai ta cũng là dạng này cảm thấy nếu không lão thái thái nhìn xem kiều nhị ni tốt hậu sinh đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường nha kiều nhị ni lập tức liền hiểu vội vàng nói tỷ chuyện này ngươi liền bao tại trên người ta bảo đảm cấp cho ngươi thật xinh đẹp tốt tỷ chờ tin tức tốt của ngươi a à. Kiều Nhị Ni cũng là tính nôn nóng người, nàng tại tiêu lão thái nơi này lĩnh nhiệm vụ về sau, đào rau dại thời điểm lập tức đi ngay tìm cậu đảng nương nói chuyện này. Đại mùi tử, nhà ngươi cậu đảng bây giờ bao lớn nha, Kiều Nhị Ni tựa như là chuyện phiếm việc nhà đồng dạng, trực tiếp hỏi cậu đảng nương cậu đảng niên kỹ, cậu đảng nương tại cậu đảng cha sau khi chết. Một nữ nhân kia là lại làm cha lại làm nương tân tân khổ khổ thật vất vả mới đem cậu đảng cho nuôi lớn. Bây giờ nghe được Kiều Nhị Ni hỏi cậu đảng niên kỷ Cậu đảng nương lập tức cười đáp, không nhỏ, năm nay đều 18, từ cha hắn đi sau ta một nữ nhân kia là lại làm cha lại làm nương. Thật vất vả mới đem cậu đảng cho nuôi lớn, hiện tại chỉ muốn chờ cậu đảng cưới cửa nàng dâu trở về, thừa dịp ta bộ xương già này còn có thể động đang giúp bọn hắn mang mang hài tử, nếu là cậu đảng một mực không cưới nàng dâu chờ ta bộ xương già này lão, vậy coi như không di chuyển được hài tử đi, cậu đảng nương trong lòng cũng sốt ruột cậu đảng việc hôn nhân nhưng đây cũng không phải là nàng sốt ruột liền lập tức có thể hoàn thành sự tình. Kiều nhị ni nghe cậu đảng nương trong miệng những lời kia, trực tiếp cười tán dương, nhà ngươi cậu đảng vóc người tốt, sẽ đánh săn còn có một nhóm người khí lực, sẽ còn sầu không lấy được nàng dâu. Ta nhìn ngươi nha chính là tại lo lắng vớ vẩn, nói không chừng người ta cậu đảng trong lòng sớm đã có thích cô nương cũng nói không chừng đấy chứ. Kiều nhị ni thế nhưng là nghe nàng tỷ biết cậu đảng trong lòng là thích đại nha, nàng sở dĩ nói ra lời nói này cũng là nghĩ biện pháp cẩu đảng lời của mẹ nhìn nàng có biết hay không cẩu đảng thích đại nha sự tình cẩu đảng trong lòng hắn có người thích mình cái này làm nương đương nhiên là rõ ràng thế nhưng là trước mắt cái này kiều nhị ni nàng thế nhưng là đại nha di bà mình ở trước mặt nàng nói cẩu đảng thích đại nha có thể hay không không tốt lắm cẩu đảng nương trong lòng những cái này đoán chừng kiều nhị ni trong lòng không chút nào biết liền nghe nàng giả vờ như vô ý nói hài tử lớn chúng ta làm cha mẹ trưởng bối, cũng không phải đi theo nhiều nhọc lòng sao, nhà ta lâm tử lúc ấy cũng thế, ta cả ngày đều buồn ngủ không yên, liền sợ lâm tử hắn không lấy được nàng dâu, về sau nói một mối hôn sự, lại bắt đầu ở trong lòng lo lắng cưới trở về nàng dâu không tốt loại hình, chương 303, cố ý lộ ra tin tức, cậu đảng nương nghe kiều nhị ni trong miệng những lời kia, lập tức phụ họa mà nói, cũng không chính là sao, ta cái này trong lòng cũng cùng ngươi lúc ấy đồng dạng đồng dạng, chính là sợ cậu đảng không lấy được nàng dâu người nói chúng ta những người này lúc trước nếu là không có chạy nạn còn đợi tại gia tộc ta còn nhận biết mấy cái thân thích nói không chừng bọn hắn còn có thể giúp đỡ cho cậu đảng nói cửa việc hôn nhân hiện tại chúng ta chạy nạn đến bên này ai cũng không biết chính là muốn cho cậu đảng nói cửa việc hôn nhân ta cũng không biết muốn tìm ai đi kiều nhị ni nghe cậu đảng lời của mẹ cũng đồng ý gật đầu trong miệng tiếp tục nói ta hiện tại không có gì có thể buồn nhà ta hạ hà người tốt tính tình cũng tốt, cùng lâm tử tình cảm lại tốt, đối ta cái này bà bà cũng hiếu thuận, chẳng qua tỷ ta nhà đại tráng cùng đại nha, bây giờ cũng đều đến làm mai niên kỹ, tỷ ta những ngày này cũng không ngay tại vì những chuyện này phát sầu, đại tráng còn tốt chút dù sao cũng là để người ta khuê nữ cưới vào cửa, đại nha nhưng là muốn gả đi nhà khác, nếu là không biết cây biết rõ người ta, có lo lắng đại nha gả đi thụ khi dễ, người nói cái này khiến không khiến người ta phát sầu. Kiều nhị đi cố ý để lộ ra, tiêu lão thái muốn cho đại nha cùng đại tráng làm mai sự tình ý nghĩ đến, cậu đảng nương nghe xong trong lòng lập tức liền nóng nảy, nhà nàng cậu đảng thế nhưng là thích người ta đại nha, hiện tại đại nha người nhà muốn bắt đầu cho đại nha làm mai, nếu là đại nha nói cho nhà khác, nhà nàng cậu đảng nhưng nên làm cái gì, hết lần này tới lần khác cậu đảng nương lại không thể nói thẳng, đem người nhà đại nha nói cho nhà ta cậu đảng được rồi, chỉ có thể ở trong lòng lo lắng xuân trong lòng suy nghĩ chờ quay đầu nàng nhất định nghĩ cách tới tốt nhất là tìm người đi tiêu gia làm mai mối người tìm hiểu một chút bọn hắn người tiêu gia ý tứ thuận tiện nói một chút mình cẩu đảng muốn cưới đại nha sự tình tới quyết định chủ ý cẩu đảng nương trong lòng đột nhiên buông lỏng tựa như là một khối thạch đầu cho rơi xuống đồng dạng kiều nhị ni thấy trong lòng minh bạch nàng đây là đem mình cho nghe vào sau đó kiều nhị ni liền không đang nói cái đề tài này trực tiếp chuyển di những lời khác đề đến Đợi đến bọn hắn đào tràn đầy một cái gùi rau dại sau khi trở về, Kiều Nhị Ni cao hứng đi vào Tiêu lão thái trước mặt tranh công, "Tỷ, ngươi cứ việc yên tâm tốt, chuyện kia ta nhất định cấp cho ngươi thật tốt." Kiều Nhị Ni liền đem hôm nay tại trong núi rừng, nàng cùng cậu Đảng Nương nói những lời kia, lại toàn bộ cho lặp lại một lần cho Tiêu lão thái nghe. Nghe xong đối Kiều Nhị Ni giơ ngón tay cái lên đến, trong miệng tán dương, "Không sai, nghĩ không ra ngươi còn trung điểm dùng, xem ra tầng này giấy cửa sổ." còn phải nàng tìm người đi xuyên phá mới được, không phải chờ cậu đảng bọn hắn mở tiêu gia cầu hôn, cũng không biết phải chờ tới lúc nào đi. Kiều Nhị Ni bị tỷ tỷ khen, còn giống khi còn bé đồng dạng cao hứng, quét miệng đứng tại kia cười một mặt vui vẻ. Vương Quế Chi đem chuyện này nói cho tiêu lão thái sau khi nghe, nàng liền không có lại chú ý. Mẹ, Trương Thanh Trúc thân thể nuôi nhiều ngày, ta nhìn có thể đánh gãy chân cho hắn một lần nữa nối xương. Tiêu Phỉ Nhi trong tay phơi lấy từ trên núi đào trở về thảo dược, vừa mở miệng cùng với nàng nương nói chuẩn bị cho chương thanh trút chân gãy nối xương sự tình vương quế chi nghe tiêu phỉ nhi trong miệng những lời kia ngoại khoa là tiêu phỉ nhi am hiểu chuyên nghiệp nàng không có tuyệt đối quyền lên tiếng đương nhiên là nghe phỉ nhi tốt người chuẩn bị lúc nào đi qua vương quế chi nghĩ nghĩ hỏi đánh gãy chân thế nhưng là cái việc tốn sức tại không có dụng cụ có thể lợi dụng tình huống dưới tốt nhất tìm một cái lực tay tương đối lớn người đi làm mẹ Ngươi nói để tam thúc đi giúp lấy đem chương thanh trúc chân cắt đứt, tam thúc hắn có dám đi hay không? Tiêu phỉ nhi lại nghĩ tới cái gì mở miệng hỏi, nàng tam thúc là người thợ mộc, trên tay kình đạo so người khác đều nắm đúng chỗ, tùy hắn đi đánh gãy chương thanh trúc chân không thể thích hợp hơn. Chương 304, tâm tính thay đổi, chẳng qua, tiêu phỉ nhi trong lòng không thể cam đoan, nàng tam thúc có nguyện ý hay không làm, dù sao đem người chân cho sinh sôi đánh gãy, vẫn là cần nhất định quyết đoán cùng can đảm nương cũng không biết ngươi đi hỏi một chút ngươi tam thúc chẳng phải sẽ biết vương quế chi mở miệng nói ra tốt nương ta hiện tại liền đi hỏi một chút tam thúc đi nương ngươi giúp ta nhìn xem những dược thảo này a à? tiêu phỉ nhi lưu lại một câu đến người liền đã chạy xa tam thúc tam thúc phỉ nhi đi vào tiêu lão tam ngồi xe ngựa địa phương đứng tại kia miệng ở nơi đó lớn tiếng hô tiêu lão tam ngay tại ra sức đào đầu gỗ tiêu lão tam đang nghe mình cháu gái tiếng la về sau lập tức dừng tay lại bên trên động tác đi tới phỉ nhi ngươi hô tam thúc làm cái gì a à? tiêu lão tam một đầu mồ hôi quần áo trên người cũng đều bị mồ hôi cho ướt nhẹp tiêu phỉ nhi nhìn thấy tam thúc khổ cực như vậy trong lòng suy nghĩ tại không có máy móc điều kiện tiên quyết ngồi xe ngựa đều là việc tốn sức nếu là có thể nàng ngược lại là hy vọng cha nàng có thể đem những cái kia cục sắt cho lấy ra dạng này nàng tam thúc cũng sẽ không cần khổ cực như vậy cùng mệt nhọc tam thúc là như vậy Ta nghĩ mời Tam Thúc đem Chương Thanh Trúc chân cắt đứt." Tiêu Phỉ Nhi trực tiếp mở miệng nói, cũng không có nói vì sao muốn để người ta Chương Thanh Trúc chân cắt đứt. Tiêu lão tam nghe xong Phỉ Nhi đứa nhỏ này muốn đi đem người chân cắt đứt, lập tức khẩn trương hỏi, "Phỉ Nhi, có phải là hắn hay không làm sự tình gì, hoặc là khi dễ ngươi, ngươi yên tâm ngươi cùng Tam Thúc nói Tam Thúc nhất định vì ngươi làm chủ, Tam Thúc cái này đi đem hắn chân cắt đứt." Tiêu lão tam mặt mũi tràn đầy khẩn trương trong lòng còn tưởng rằng trương thanh trúc làm cái gì người người oán trách sự tình ngài ra tới mới có thể khí phỉ nhi há miệng ra liền phải đánh gãy chân hắn tiêu lão tam mới đầu đoạn thời gian kia một mực đang trong thành cửa hàng bận rộn hiện tại từ khi làm xe ngựa về sau hắn lại cả ngày ở chỗ này ngồi xe ngựa cũng không cùng thôn tự lý những cái kia hắn tự tiếp xúc cho nên hắn cũng không biết phỉ nhi chuẩn bị cho trương thanh trúc trị liệu chân sự tình tiêu phỉ nhi nghe xong nàng tam thúc đây là hiểu lầm đứng ở nơi đó trong lòng có chút vui dở khóc dở cười, lập tức mở miệng cùng với nàng Tam Thúc giải thích nói, Tam Thúc ngươi nghĩ đến đi đâu, ta để ngươi đem người chân cắt đứt, là muốn cho hắn một lần nữa đem chân gãy cho nối liền, là đi cho hắn trị chân. Tiêu lão Tam nghe xong giờ mới hiểu được, hóa ra là hắn hiểu lầm á, trong miệng lập tức nói, tốt, phỉ nhi ngươi lúc nào đi cho người ta trị chân, đến lúc đó tới gọi Tam Thúc là được. Tiêu lão tam sản khoái như vậy liền đáp ứng xuống dưới, còn để tiêu phỉ nhi trong lòng kinh ngạc một chút phỉ nhi ngươi vì sao nhìn như vậy lấy ta tiêu lão tam kỳ quái mở miệng hỏi tiêu phỉ nhi tam thúc trong lòng ngươi không sợ sao tiêu phỉ nhi hỏi ra lời tới sao đây chính là đem người chân cắt đứt không phải súc sinh tiểu miêu tiểu cẩu chân sợ cái gì tiêu lão tam không hiểu hỏi sau đó trong miệng đối tiêu phỉ nhi giải thích nói bọn ta những người này có thể từ phía bắc chạy nạn tới trên đường đi trải qua nhiều như vậy còn có trước đó vài ngày trong thôn tiếng kẻ xấu lần kia, tam thúc nếu là đều sợ nhất định sớm đã bị người cho giết, nơi nào sẽ còn thật tốt đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Tiêu Phỉ Nhi nghe xong, cũng cảm thấy hắn tam thúc nói rất đúng. Đúng vậy, nàng tại sao lại quên, nơi này không phải kiếp trước nàng sinh hoạt cái kia xã hội pháp trị, nơi này là cổ đại, là cái xem nhân mạng như cỏ rác niên đại, nhân mạng tại những quyền quý kia trong mắt, căn bản liền không đáng tiền quả thực liền cùng sâu kiến đồng dạng không thể lại dùng kiếp trước kia một bộ, đến thích ứng bên này hết thảy. Tiêu Phỉ Nhi cho Tam Thúc ước định cẩn thận cùng người trị chân thời gian, sau đó lại đi sông đối tộc trưởng nhà, đem muốn cho chương Thanh Trúc trị chân thời gian nói cho bọn hắn. Chương 305, Cố Đình Thâm khó chịu, tộc trưởng người một nhà, đang nghe Tiêu Phỉ Nhi chuẩn bị cho chương Thanh Trúc trị chân về sau, mấy người tất cả đều phi thường kích động, rốt cục muốn trị chân. Phỉ Nhi, ta nhị đệ chân tại trị liệu trước đó, phải chú ý một chút cái gì, Trương Thanh Sơn mở miệng hỏi Tiêu Phỉ Nhi, không cần đặc biệt chú ý cái gì, ăn ngon uống ngon ngủ ngon là được. Tiêu Phỉ Nhi nghĩ nghĩ nói, Trương Thanh Trúc nhất nên chú ý lại là, phải nhẫn thụ ở chân gãy thống khổ, Trương Thanh Sơn hư mất cái chân kia, xương cốt đều đã mọc tốt, nếu là muốn trị tốt nhất định phải đem xương cốt cắt đứt, một lần nữa nối liền mới có thể chữa khỏi, mà lại tại cái này chân gãy quá trình, cần bệnh nhân có tuyệt đối sự nhẫn nại một cái không chú ý liền sẽ đem một lần nữa nối liền xương cốt, lại lần nữa cho dài lệch ra, đến lúc đó vẫn là sẽ ảnh hưởng đi đường, chịu đựng chân gãy thống khổ, cũng không phải thường nhân có thể làm được. Tiêu Phỉ Nhi nhìn xem Trương Thanh Trúc lo lắng mà nói, Thanh Trúc ca ca, chân gãy thống khổ rất đau, đến lúc đó ngươi nhưng phải nhất định phải nhịn xuống A, trong lòng suy nghĩ, nếu là mẹ con các nàng có thể đem thuốc tê làm cho ra tới liền tốt, đúng, nàng nhớ kỹ thuốc tê bên trong có một loại muốn thuốc gọi thiên nha, nàng đi về hỏi hỏi đình thâm, nhìn xem nơi này có hay không thiên ma vị này dược liệu. Thiên ma có cử gió giảm đau hiệu quả, chương thanh trúc thần sắc trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, vẫn như cũ là một bức nhàn nhạt biểu lộ, trong miệng lại đối tiêu phỉ nhi nói lời cảm tạ, đa tạ phỉ nhi, ta có thể nhìn được, thật giống như trong miệng nói là người khác sự tình đồng dạng, muốn đánh gãy chân một lần nữa tiết cốt người, căn bản cũng không phải là hắn như vậy, hắn dạng này tâm tính, ngược lại để Tiêu Phỉ Nhi rất là yêu thích, chỉ nghe Tiêu Phỉ Nhi trong miệng còn nói thêm, Thanh Trúc đại ca yên tâm, ta trở về liền cùng ta nương thương lượng một chút, nhìn xem có hay không một loại thuốc có thể giảm bớt Thanh Trúc đại ca ngươi đau đớn, dạng này trong trẻo lạnh lùng ôn nhuận một người, Tiêu Phỉ Nhi rất khó tưởng tượng trên mặt hắn xuất hiện kia đau đớn biểu lộ là cái dạng gì, Trương Thanh Sơn nghe được Tiêu Phỉ Nhi nói, muốn tìm một chút thuốc nhìn xem có thể hay không giảm bớt nhị đệ đau đớn vội vàng ở nơi đó mở miệng cùng tiêu phỉ nhi nói lời cảm tạ, phỉ nhi thật sự là cảm ơn ngươi, thanh sơn đại ca ngươi nói gì thế, trị bệnh cứu người vốn là thầy thuốc chỗ chức trách nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ đây này, tiêu phỉ nhi không có nói sai, từ nàng thi đậu đại học y khoa ngày đầu tiên lên, đạo sư liền để bọn hắn ghi nhớ, thân là chỉ trích chức trách, trị bệnh cứu người đây là mỗi cái thầy thuốc đều nên làm sự tình, tộc trưởng bao quát chương thanh trúc cùng chương thanh sơn huynh đệ hai người, bọn hắn nghe phỉ nhi lỗ hổng nói những lời kia về sau trong lòng đều đối tiêu phỉ nhi cùng tiêu lễ bọn hắn coi trọng mấy phần có thể giáo dưỡng ra tới một lòng chỉ vì cứu chết đỡ tổn thương nữ nhi ra tới làm cha mẹ của bọn hắn kia phẩm cách cùng nhân phẩm lại nên đến cỡ nào cao thượng chờ tiêu phỉ nhi từ bên kia bờ sông tộc trưởng nhà rời đi về sau liền thấy hạ ma ma một mặt ưu sầu đang cùng đình thâm nói gì đó nhìn đến đây tiêu phỉ nhi lập tức đi tới trong lòng suy nghĩ đình thâm sẽ không là lại gặp cái gì khó xử sự tình đi đình thâm tiêu phỉ nhi mở miệng gọi một tiếng cố đình thâm vừa mới bắt đầu thời điểm hạ ma ma đối với tiêu phỉ nhi trực tiếp để bọn hắn tiểu công tử danh tự sự tình trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc chẳng qua đã tiểu công tử đều không nói gì thêm nàng tự nhiên cũng không tốt nói cái gì phỉ nhi ngươi vừa mới đi đâu rồi cố đình thâm trong lòng nhưng thật ra là biết phỉ nhi vừa mới đi đâu nghe nói phỉ nhi đi cho bên kia bờ sông tộc trưởng nhà nhi tử nhìn chân đi nghe nói phỉ nhi trong lòng còn rất thích người đọc sách kia cố đình thâm trong lòng liền có chút khó chịu cũng không phải một cái chân chín chín tuổi hài đồng nàng làm sao có thể đi thích khác nam tử đâu ta vừa mới đi cùng thanh trúc ca ca nói qua mấy ngày liền đi cho hắn trị chân để trong lòng của hắn chuẩn bị sớm tiêu phỉ nhi trong lòng cũng không biết cố đình thâm trong lòng những ý nghĩ này cười đem mình vừa mới đi làm cái gì tất cả đều nói cho đối phương biết cố đình thâm nghe một chút ngươi nghe một chút thanh trúc ca ca cái này kêu nhiều thân mật cố đình thâm trong lòng minh bạch hắn nghĩ như vậy là không đúng thế nhưng là hắn chính là nhịn không được trong lòng mỏi như, đình thâm vừa các ngươi đang nói cái gì nếu là có cái gì ta có thể hỗ trợ địa phương ngươi nhưng nhất định phải nói a à. tiêu phỉ nhi lại mở miệng hỏi quả phụ đình thâm vừa mới nàng rõ ràng nhìn thấy hạ ma ma một mặt ưu sầu cùng nghiêm túc, tự như là có chuyện khó khăn gì đồng dạng, cho nên mới sẽ mở miệng hỏi thăm, cố đình thâm cũng không có dấu giếm tiêu phỉ nhi, nói thẳng lối ra, là hạ mụ mụ nhi tử A Hải, ngày đó hắn vì che chở ta rời đi một người đi ngăn cản những cái kia thích khách, hiện tại cũng không biết hắn thế nào, vừa mới chúng ta chính là nói A Hải sự tình. Hạ ma ma trong lòng lo lắng nghĩ đến để người đi tìm một chút A Hải, chương 306, cố hải tại nhà trên cây bên trong tiêu phỉ nhi nghe xong vậy mà là hạ mụ mụ nhi tử vì bảo hộ đình thâm rời đi một thân một mình đi ngăn cản những cái kia thích khách nghĩ thầm a à hải ngược lại là cái trung tâm làm chủ cũng là người không sợ chết dạng này người tốt nhất vẫn là lưu tại đình thâm bên người tốt a à, ta biết đợi sau khi trở về ta liền theo cha ta nói một chút để hắn tìm người đi lân cận lâm tử bên trong tìm xem nhìn tiêu phỉ nhi trong miệng nói như thế thế nhưng là trong lòng cũng không ôm bao lớn hy vọng sự tình đều đi qua nhiều ngày như vậy a hải nếu là còn sống khẳng định trước kia tìm đi qua tạ ơn phỉ nhi tiểu thư lão nô thật sự là rất đa tạ ngươi tiểu muội nghe xong tiêu phỉ nhi trở về để cha nàng tìm người đi giúp lấy tìm a hải lập tức kích động ở nơi đó quỳ xuống cùng tiêu phỉ nhi nói lời cảm tạ ma ma ngươi làm cái gì vậy chẳng qua là tiện tay mà thôi ngươi thật không cần như thế ngươi mau mau lên tiêu phỉ nhi trong miệng nói đưa tay đem hạ ma ma từ dưới đất cho kéo lên chờ tiêu phỉ nhi về đến nhà liền đem như vậy một chữ không lọc nói cho cha nàng nghe tiêu lễ nghe xong mi tâm thật chặt lắc lắc hồi lâu đều không nói gì cha ngươi có phải hay không cũng cảm thấy cái kia a à hải khẳng định cũng liền không tại nhân thế rồi tiêu phỉ nhi trực tiếp hỏi tới khó nói tiêu lễ nghĩ nghĩ nói có lẽ hắn bị người cấp cứu cũng khó nói phỉ nhi ngươi để tiểu bạch đi hỗ trợ tìm xem nhìn đã đứa bé kia là vì cứu đình thâm chúng ta đương nhiên không thể không quản xem hắn hiện tại có phải là còn sống nếu là còn sống nhìn hắn có phải là bị người cấp cứu hoặc là ở nơi nào chúng ta cũng xong đi đem người cho tiếp trở về vẫn là vương quế chi nghĩ đến có tiểu bạch cái này quét hình thần khí tại chỉ cần tiểu bạch đem thần thú uy áp đã tứ tán ra phương viên và dặm sự tình tiểu bạch đều có thể cảm giác đạo được tiêu phỉ nhi nói một tiếng lập tức liền để Tiểu Bạch giúp đỡ cùng một chỗ tìm người. Tiểu Bạch nghe Tiêu Phỉ Nhi về sau, lập tức đem thần thức tứ tán ra. Ước chừng qua có một chén trà thời gian, Tiểu Bạch thanh âm tại Tiêu Phỉ Nhi trong đầu vang lên. Tiêu Phỉ Nhi nghe xong đôi mắt lập tức chính là sáng lên. Hai vợ chồng nhìn thấy nữ nhi bộ dáng này, trên mặt cũng lộ ra ý cười tới. Thế nào, đã tìm được chưa, người ở nơi đó? Tiêu Lễ mở miệng hỏi Tiêu Phỉ Nhi. Cha, Tiểu Bạch nói cố hải người tại một gian nhà trên cây bên trong, xem bộ dáng là bị người cấp cứu. Tiêu phỉ nhi mở miệng nói, nhà trên cây. Vị trí cụ thể có thể nhìn thấy sao? Cố hải trên thân khẳng định có tổn thương, chúng ta nhất định phải tìm tới hắn mới được. Vương Quế Chi ở một bên nói tiếp, nhiều như vậy thích khách áo đen đi đối phó cố hải một người, hắn còn có thể sống đến bị người cấp cứu lên, xem ra cố hải võ công của người này 10 phần cao cường, võ công cao cường người, nếu là chất thực sự là quá đáng tiếc mà lại hắn vẫn là vì bảo hộ đình thâm mà chết trong lòng bọn họ bao nhiêu đều có chút khổ sở tiểu bạch nói là tại một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong cha kề bên này có người còn ở tại càng thâm sơn hơn địa phương sao tiêu phỉ nhi mở miệng hỏi cha hắn cha cũng không rõ ràng ngày mai cha đi hỏi một chút tộc trưởng xem bọn hắn nói thế nào trong lòng nghĩ nghĩ mở miệng nói bọn hắn những người này cũng là vừa tới bên này không đến bao lâu đối bên này địa hình diện mạo cũng không hiểu nhiều lắm đương nhiên muốn đi hỏi người địa phương thích hợp nhất được tiêu lễ là cái hành động phái đã quyết định muốn đi hỏi tộc trưởng hắn ngày thứ hai liền đi tộc trưởng nhà tộc trưởng biết được hắn tìm đến mình mục đích về sau đem xung quanh đây địa hình diện mạo toàn bộ đều nói cho tiêu lễ nghe nghe tộc trưởng trong miệng những lời kia về sau tiêu lễ trong lòng minh bạch tại mảnh này bên kia núi còn có một mảnh rừng sâu núi thẳm là thuộc về chỗ rừng sâu bình thường là không ai đi đặt chân bởi vì bên trong nguy hiểm trùng điệp mảnh thú to lớn, đều là sinh hoạt tại sâu nhất núi rừng rậm chỗ. Tộc trưởng mặc dù không biết tiêu lễ muốn làm cái gì, chẳng qua vẫn là nhắc nhở tiêu lễ bên kia rất nguy hiểm, để hắn tuyệt đối không được đi mạo hiểm, nghe được bên kia có cỡ lớn giả thú, tiêu lễ trong lòng liền cười. Người khác sẽ sợ những cái kia cỡ lớn giả thú, thế nhưng là nhà bọn hắn phỉ nhi có tiểu bạch tại, lại là không sợ những cái kia cỡ lớn giả thú. Tiêu lễ nhớ tới thôn tử lý bị tiêu phỉ nhi từ trên núi mang về kia mười mấy đầu bò rừng, lúc trước cũng không phải đem thôn tử lý người dọa cho gần chết, hiện tại những cái kia bò rừng cả đám đều nhân ngoan, quả thực cùng nuôi trong nhà không kém là bao nhiêu. Nguyên nhân chính là tiêu phỉ nhi mỗi ngày đều sẽ len lén, cho chúng nó cho ăn không gian bên trong suối nước, phỉ nhi không gian bên trong suối nước, cũng không biết là cái gì nước, dù sao những cái kia bò rừng đều rất thích uống, liền dùng không gian bên trong nước nuôi cá, vớt ra tới phóng tới bên ngoài đều có thể sống mấy ngày bất tử, mà lại không gian bên trong lương thực tại ban đầu một tháng thu hoạch một lần, đến bây giờ không đến một tháng liền có thể thu một lần, mà lại những cái kia rau quả càng là sinh trưởng nhanh không được, không sai biệt lắm hơn 10 ngày liền có thể ăn, nếu là vẫn luôn không thu, để nó một mực đang nơi đó mọc ra, củ cải đều có thể lớn lên so người đùi đều thô, cải trắng có thể dán dấp cùng cái chậu lớn đồng dạng lớn, phiến lá bao rắn rắn chắc chắc lớn như vậy củ cải cùng cải trắng, lấy ra cũng không ai dám ăn a. À. Chương 307, trương lỗi, cha, không gian bên trong những vật kia lại nên xử lý, lại không xử lý đều muốn chồng không hạ. Sau khi về đến nhà tiêu phỉ nhi liền nói với hắn lên, không gian bên trong tồn phóng những cái kia lương thực cùng rau quả sự tình. Vì không để những cái kia rau quả gián dấp quá không hợp thói thường, tiêu phỉ nhi hơn 10 ngày liền thu một lần, nhận lấy đến sau toàn bộ chồng chất tại không gian bên trong trên đất trống hiện tại không gian chất đóng những cái kia rau quả địa phương nghiễm nhiên đều nhanh thành một cái gò núi lại không xử lý thật sự không bỏ xuống được nha tiêu lễ nghe được tiêu phỉ nhi về sau gật gật đầu nói được chờ đem cố hải cho tìm trở về về sau chúng ta liền đi xử lý không gian bên trong những vật kia tìm tới cố hải đã là hiện tại lửa xém lông mày không thể không đi làm sự tình ngày đó tiêu lễ liền mang theo một bọn người cùng tiêu phỉ nhi bọn hắn hướng thẳng đến cố hải thân ở kia phiến lâm tử mà đi. Tiêu lễ cho ra lý do là, bọn hắn những người này vẫn luôn đang bận biệu làm gạch lợp nhà, rất lâu đều không có đi lâm tử bên trong đi săn, liền mang theo bọn hắn đi lâm tử bên trong luyện một chút thân thủ. Bọn hắn lần này cần đi chính là kia phiến cực ít có người đặt chân rừng rậm, cho nên trên mặt mỗi người thần sắc đều biến vô cùng nghiêm túc, càng là không có hắn đặt chân địa phương nguy hiểm thì càng nhiều nhưng cùng nguy hiểm nương theo lấy còn có kỳ ngộ cùng thu hoạch khi bọn hắn những người này vừa mới bước vào mảnh này lâm tử không lâu mỗi người trên tay đều dẫn theo rất nhiều con mồi có con thỏ có gà rừng còn có ngốc hưu bào những cái này con mồi toàn bộ đều là bọn hắn đánh tới càng đi chỗ sâu đi bên trong con mồi thì càng nhiều tiêu phỉ nhi cũng trong đầu cùng tiểu bạch trao đổi theo tiểu bạch chỉ dẫn yên tâm bọn hắn một đường hướng phía cố hải phương hướng đi đến mà trương gia thôn bên này trương đại lượng thật vất vả từ trang tử chút gì xong trở về liền biết được kiều nhị ni một nhà rời đi sự tình trương đại lượng trong lòng cũng không có bao nhiêu để ý hắn đang cùng người nói hắn tại tiêu gia thôn nhìn thấy gạch đỏ lúc này trong thành làm quản sự trương lỗi từ một bên tới vừa vặn nghe được trương đại lượng trong miệng những lời kia gạch đỏ đại lượng vậy mà nhìn thấy có người đang làm gạch đỏ gạch đỏ đến cùng có bao nhiêu bán chạy lợi nhuận lớn bao nhiêu hắn cái này thường xuyên trong thành đi lại người trong lòng khẳng định là so với ai khác đều rõ ràng. Đại lượng, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Ngươi nói ngươi ở nơi nào nhìn thấy gạch đỏ? Trương Lỗi mở miệng hỏi Trương Đại Lượng, đang cùng người khoác lác Trương Đại Lượng, nghe được tra hỏi nhà mình đại bá, lập tức mở miệng nói, chính ở đằng kia tiêu gia thôn a. Tiêu gia thôn? Cái nào tiêu gia thôn? Trương Lỗi trong lòng nghi hoặc, hắn làm sao chưa từng có nghe nói qua tiêu gia thôn? Trương Đại Lượng gặp hắn đại bá mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ lập tức lại nghĩ tới cái gì giống như mở miệng nói nha chính là trước đó cái kia trương gia thôn hiện tại đổi tên gọi tiêu gia thôn trương lỗi đôi mắt lấp lóe lại tiếp tục mở miệng hỏi đại lượng ngươi thật nhìn thấy mình tại nung gạch đỏ đúng đúng ta tận mắt thấy trương đại lượng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không biết đại bá vì sao đối với vấn đề này để ý như vậy trương lỗi không nói gì mà là nhanh chân hướng phía trong nhà đi đến trương đại lượng gặp hắn đại bá trở về Hắn cũng liền bận bịu theo sau lưng cùng một chỗ hướng phía nhà phương hướng đi đến, "Đại bá, ngươi lần này trở về có thể ở nhà ở vài ngày a?" À. Trương Đại Lượng mở miệng hỏi hắn Trương Lỗi, "Ở một đêm, ta sáng sớm ngày mai liền đi." Trương Lỗi mở miệng nói ra, lúc đầu hắn là nghĩ nhiều ở ít ngày, thế nhưng là nghe được tiêu gia thôn có người đang làm gạch đỏ, hắn nơi nào sẽ còn trong nhà ở ở, "Lỗi tử, ngươi rốt cục trở về a, à, nương đều nhanh để người khi dễ chết rồi." trương lão bà tử vừa thấy mình nhà đại nhi tử sẽ rồi lập tức ở nơi đó gào thét lên nghe được lão nương bị người khi dễ trương lỗi sắc mặt lập tức trở nên khó coi mặt lạnh hỏi mẹ ngươi từ từ nói là ai khi dễ ngươi còn có thể là ai còn không phải cái kia hại chết ngươi nhị đệ tiện nhân đều là tiện nhân kia nàng thừa dịp ngươi không ở nhà thời điểm khi dễ nương hiện tại bọn hắn còn từ nương nơi này lấy đi ngươi cho nương bạc. Trương lão bà tử trong miệng nói liên miên lại nhảy nói rất nhiều kiều nhị ni nói xấu, nghe trương lỗi trong lòng nổi trận lôi đình. Lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Trương lão bà tử thấy trương lỗi sinh khí, lại lập tức ở nơi đó nói ra, các nàng hiện tại đi tiêu gia thôn, liền cho rằng lão nương bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Tiện nhân ngươi chờ lão nương lão nương nhất định sẽ ý nghĩ biện pháp đi ra thu thập ngươi. Trương lão bà tử trong miệng chính ở chỗ này hùng hùng hổ hổ, không có chút nào nhìn thấy trương lỗi đang nghe tiêu gia thôn lúc, trên mặt biểu lộ lập tức năm nay biến, mẹ, ngươi vừa mới nói bọn hắn đi tiêu gia thôn, chương 308, tìm hiểu ý, tiêu gia thôn bên này, tiêu lão thái trong ngực ôm lấy tiểu lan, bên cạnh trên mặt bàn thả một bát vừa hầm tốt bánh gato tô, tiêu lão thái chính cầm muỗng nhỏ tử từng muỗng từng muỗng cho ăn tiểu lan ăn, chị dâu, chị dâu ngươi đang đút tiểu lan ăn bánh gato tô à. Nhìn chúng ta Tiểu lan dáng dấp chính là đẹp mắt trắng tinh, đại đầu nương đến tìm Tiêu lão thái nói chuyện, nàng khi nhìn đến đại đầu nương tới, vội vàng chuyển một cái ghế cho đại đầu nương ngồi, những cái này ghế vẫn là nhà nàng lão tam lợi dụng thời gian rảnh làm được, Hắc Đảng hắn bà, nhà ngươi Hắc Đảng cánh tay đều tốt đẹp đi. Tiêu lão thái mở miệng hỏi đại đầu nương, Hắc Đảng cánh tay từ khi thụ thương về sau, đại đầu nương cũng rất ít đi ra ngoài, để ở nhà chiếu cố Hắc Đảng, thật nhiều nói lên những cái này còn phải đa tại nhà ngươi phỉ nhi, nếu không phải phỉ nhi nàng tại nhà ta hắc đảng đầu kia cánh tay coi như thật không gánh nổi. Nói lên cái này đến đại đầu nương liền mặt mũi tràn đầy cảm kích, lúc trước phỉ nhi đứa bé kia cho hắc đảng làm phẫu thuật, đem hắc đảng bị lão hổ cho cắn xấu đầu kia cánh tay cho một lần nữa nối liền. Thế nhưng là ai biết hắc đảng cánh tay vậy mà lại lây nhiễm ngứa, sưng cùng cái gì đồng dạng, nếu không có phỉ nhi cùng quế chi tại, hắc đảng đầu kia cánh tay không chừng liền phải bị cưa. Ai nha, Ngươi nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, chúng ta đều là người một nhà nói tạ cái chữ này coi như quá lạ lẫm, đúng, ngươi bây giờ tới thế nhưng là có chuyện gì? Tiêu lão thái cười cùng đại đầu nương nói chuyện, đại đầu nương nghe được Tiêu lão thái tra hỏi, lại lập tức cười nói, "Lão chị dâu, ta hôm nay tới thật sự chính là có việc, nhà ngươi đại nha năm nay đều 14 đi, nhưng có nghĩ tới muốn cho đại nha tìm người nhà." Đại đầu nương nói thẳng ra mình ý đồ đến đến. Nhưng thật ra là cậu đảng nương xin nhờ nàng chạy chuyến này, nghe được đối phương hỏi đại nha việc hôn nhân, Tiêu lão thái trong lòng liền có ít, xem ra nàng giao cho Nhị Ni làm sự tình đã lên hiệu quả. Đúng vậy a, à, đại nha năm nay liền đã 14, trước đó vài ngày ta còn tại cùng với nàng cha mẹ nói có thích hợp trước hết cho đại nha định, thế nhưng là chúng ta những người này, đều là từ phía bắc chạy nạn tới, lại là đối bên này chưa quen cuộc sống nơi đây, nơi nào có cái gì thích hợp hậu sinh a. À? ta cái này trong lòng suy nghĩ đợi khi tìm được một cái thích hợp hiểu rõ liền cho đại nha đến hôn không có thích hợp trước hết không cho đại nha định ra đến ta nhưng không nở nhà ta đại nha đến không biết cây biết rõ người ta đi thụ khi dễ tiêu lão thái trong miệng nói đúng vậy đúng vậy nữ tử này lấy chồng vẫn là muốn hiểu rõ tốt tỉnh về sau đi nhà chồng thụ khi dễ đại đầu nương cũng lập tức phụ họa nói ai nói không phải đâu chúng ta làm nữ nhân vốn là so nam nhân không dễ cái này gã vào coi như chẳng khác gì là lần thứ hai đầu thai, nhưng phải đem con mắt cho đánh bóng mới được. Hai cái lão thái thái tựa như là lòng vừa nghĩ, ở nơi đó càng không ngừng nói nữ tử gã vào sau tại nhà chồng thời gian không dễ chịu loại hình. Lão chị dâu, ngươi nhìn cậu đảng trẻ tuổi hậu sinh thế nào? Chúng ta đều là hiểu rõ, lại là cùng một chỗ từ phía bắc chạy nạn tới, có chuyện này phần tại nhà ngươi đại nha gã đi tất nhiên sẽ không thụ khi dễ, nói nói đại đầu nương liền đem muốn cho cậu đảng làm mai sự tình nói ra, cậu đảng. Tiêu lão thái một bức ở trong lòng suy nghĩ thần sắc, khi đích thật là cái không sai hậu sinh, vóc người tốt lại hiếu thuận, vẫn là một cái săn thú hảo thủ, chỉ là hắn cùng nhà ta đại nha bọn hắn. Phía sau tiêu lão thái không có nói ra, đại đầu nương thấy lập tức mở miệng nói, lão chị dâu ngươi cứ yên tâm tốt, đại nha gả đi cậu đảng nhà tất nhiên sẽ không thụ khi dễ. Ngươi nhìn nha cậu đảng hắn cùng chúng ta ở một cái thôn, cái này đại nha gả đi không phải là ở tại một cái thôn tử lý hiện tại chúng ta đều còn tại một cái trong nồi ăn cơm nói cho cùng đại nha gả đi tựa như là chỉ đổi cái chỗ ngủ đồng dạng tiêu lão thái nghe xong trong lòng tán đồng đại đầu nương thuyết pháp trong miệng lập tức nói người nói cũng đúng a à, thật đúng là tựa như là đổi cái địa phương đi ngủ chẳng qua chuyện này ta còn phải cùng đại nha cha mẹ thương lượng một chút mới được dù sao bọn hắn mới là đại nha cha mẹ ta có thể làm không được bọn hắn cặp vợ chồng chủ đại đầu nương nghe xong, trên mặt chính là vui mừng, là, là, bản này chính là hẳn là, chương 309, tìm tới cố hải, săn thú một đoàn người, đi vào chỗ rừng sâu, mỗi người bọn họ trên thân đều treo thật nhiều con mồi, liền đại gia hỏa lợn rừng cũng cho đánh một đầu đến, ngay tại mọi người chuẩn bị đi trở về thời điểm, thạch đầu ngẩng đầu hướng trên trời nhìn thoáng qua, vậy mà phát hiện bên kia trên đại thụ có cái nhà gỗ, kích động thạch đầu ở nơi đó lớn tiếng hô tiêu lễ, tiêu lễ, nơi này có cái nhà trên cây cái kia nhà trên cây tiêu lễ cùng tiêu phỉ nhi cũng nhìn thấy bọn hắn hôm nay mục đích đúng là cái này nhà gỗ mà đến như thế nào lại không nhìn thấy đi lên xem một chút đi tiêu lễ mở miệng đối mọi người nói tiếng nói chuyện của bọn họ cũng kinh động nhà trên cây người ở phía trên cố hải trên thân có tổn thương lại không thể đứng dậy cũng chỉ có thể đủ cầm lấy bên cạnh đao kiếm dùng sức đập nện lấy thân cây thùng thùng tiếng vang vang lên bên tai mọi người tầm mắt mọi người tất cả đều hướng phía cái kia nhà trên cây nhìn lại phía trên có đồ vật thạch đầu quát to một tiếng tựa như chỉ linh hoạt hầu tử ông lấy mấy người khả năng ôm trọn đại thụ từ từ trèo lên trên mấy hơi thở công phu người liền đã bò lên tiêu lễ trong này có người hắn thụ thương thạch đầu thanh âm từ nhà trên cây bên trong truyền thừa cái gì có người còn thụ thương nhanh chúng ta hùng vốn đem người kia cho khiên xuống tới có thôn dân mở miệng nói Tiêu gia thôn thôn dân đều là lòng nhiệt tình, nghe được có người ở phía trên, hơn nữa còn thụ thương lập tức liền muốn đem người cho lấy xuống. Phỉ nhi đứa nhỏ này là cái đại phu, để phỉ nhi cho người kia nhìn xem, phí hết một phen công phu, các thôn dân mới đem người kia từ nhà trên cây bên trong cho khiên xuống đến, cũng không biết hắn ban đầu là làm sao đi lên. Phỉ nhi, ngươi mau tới cho hắn nhìn xem. Thạch đầu lớn tiếng gọi tiêu phỉ nhi, kỳ thật tiêu phỉ nhi hai cha con đã đứng ở cố hải trước mặt. Cố Hải cầm đứng trước mặt cha con hai người, đặc biệt là tiểu cô nương kia trong ngực còn ôm lấy một con màu trắng tiểu nải cẩu, cùng bên cạnh đem hắn từ nhà trên cây lấy xuống người, chỉ gặp hắn giật giật bờ môi đối mọi người nói ra, đa tạ, nhìn xem những người này trên thân cổng con mồi, Cố Hải ở trong lòng suy đoán, bọn hắn những người này rất có thể là trên núi thợ săn, Cố Hải thật sự chính là mệnh không có đến tuyệt lộ, ngày đó hắn một thân một mình, đi ngăn cản những cái kia thích khách áo đen, cuối cùng bọn hắn liền kia đánh lấy đánh lấy, vậy mà liền đi vào phiến rừng rậm này, lại về sau hắn đem đối phương cho giết đến chỉ còn lại ba người, mà ba người kia chết sống cũng không chịu buông tha hắn một mực đang chỗ rừng sâu theo đuổi không bỏ, lúc đó hắn bản thân bị trọng thương, khẳng định cũng không phải là ba người kia đối thủ, liền trong lòng của hắn coi là hắn phải chết không nghi ngờ thời điểm đột nhiên từ lâm tử bên trong thoát ra một đầu hùng sư tới, đầu kia hùng sư giống như là cực đói, nhìn thấy bốn người bọn họ liền ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cấp tốc hướng phía bọn hắn chạy đi. Bốn người thấy này tất cả đều kinh hoảng không thôi, sớm đã quên đi giữa bọn hắn ân oán tình cừu, co cẳng liền hướng phía chỗ rừng sâu chạy trốn, mà cố hải bị thương thật nặng hành động chậm chạp, căn bản liền chạy chẳng qua ba cái kia người áo đen, rất nhanh ba hắc y nhân đem hắn một thân một mình để qua đằng sau, cố hải trong lòng sốt ruột vạn phần, ngay tại hắn cho là mình rơi vào hùng sư trong miệng thời điểm, hắn con ngươi lại là sáng lên nhìn thấy đối diện trên đại thụ lại có một cái nhà trên cây lúc ấy cố hải không chút suy nghĩ co cẳng liền hướng phía cái kia nhà trên cây chạy đi cố hải chính hắn cũng không biết lúc ấy là nơi nào đến khí lực vậy mà mấy hơi ở giữa liền bò lên trên nhà trên cây trơ mắt nhìn ba cái kia thích khách áo đen bị hùng sư cho xé thành mảnh nhỏ mùi máu tanh nồng đậm tại chỗ rừng sâu lan tràn ra cố hải nhịn xuống trong lòng buồn nôn trong lòng run sợ mà nhìn xem nhà trên cây hạ hùng sư ngay tại ưu nhã ăn, nhà trên cây một góc có cái chim tổ, bên trong có mấy quả trứng chim, Cố Hải những ngày qua liền dựa vào lấy kia mấy quả trứng chim cùng từ trên lá cây thấp xuống hạt sương đến bảo mệnh. Lúc này Cố Hải toàn thân hư nhược lợi hại, vừa mới cầm lấy đao kiếm gõ nhà trên cây động tác, đã hao phí toàn thân hắn khí lực. Cố Hải nói xong câu kia nói lời cảm tạ về sau, cả người liền trực tiếp ngất đi. Tiêu Phỉ Nhi đem trong ngực Tiểu Bạch đem thả tới đất đi lên, cầm lấy mang theo trong người ống trúc đến, đem bên trong chứa không gian nước cho cố hải cho ăn xuống dưới. Từ khi biết được không gian bên trong đầu kia nước trong suối nhỏ không tầm thường về sau, Tiêu Phỉ Nhi ngay tại không gian bên trong đào một cái giếng nước lớn nhỏ hố đến. Lúc đầu nàng là nghĩ đến đem kia nước trong suối nhỏ đem thả nhập trong hố giữ lại uống, thế nhưng lại phát hiện nàng móc ra hố nhỏ, vậy mà trực tiếp biến thành một vũng con suối phát hiện này nhưng làm tiêu phỉ nhi cho cao hứng xấu mới đầu nàng đối uống nước trong suối nhỏ trong lòng vẫn là có rất lớn phản cảm dù sao bên trong nuôi rất nhiều tôm cá ở bên trong ai ngờ suối nước có thể hay không sạch sẽ bây giờ tốt chứ chính nàng có được một vũng con suối liền rốt cuộc không sợ nước trong suối nhỏ không sạch sẽ vệ sinh tiêu phỉ nhi đầu tiên là cho cố hải uống không gian bên trong nước suối sau đó lại đem trên người hắn những cái kia có tổn thương địa phương lại cho bên trên một lần thuốc sau khi làm xong những việc này, bọn hắn lúc này mới nhấc lên cố hải hướng phía rừng rậm bên ngoài đi đến, chương 310, trương lão bà tử tâm tư, trương lỗi trở về trương lão bà tử một cao hứng, ban đêm liền uống một chút rượu, ai ngờ nửa đêm vậy mà liền khởi sướng nhiệt độ cao tới, lần này nhưng làm người trương gia dọa cho xấu, đợi đến trời chưa sáng thời điểm trương đại lượng liền xuất phát, đến đây tiêu gia thôn mời đại phu, nương bệnh, trương lỗi trong lòng chính là có lại nhiều thành tính hòa kế hoạch, cũng không thể lập tức chấp hành, đành phải để ở nhà chăm sóc trương lão bà tử. Trương đại lượng lần này tới tương đối sớm, thông tử lý những cái kia đầu của cả nhóm, lúc này cũng đều không có rời giường, cho nên trương đại lượng rất thuận lợi liền đến bên kia bờ sông tới. Bên kia bờ sông các thôn dân bọn hắn mỗi ngày đều muốn đi diêu nhà máy bắt đầu làm việc, hoặc là đi công trường bên kia lập nhà, cho nên lên liền tương đối sớm chút. Lúc này thôn dân mới vừa vặn ăn xong điểm tâm, đang định đi bắt đầu làm việc liền thấy trương đại lượng cái này bên ngoài thôn nhân tới ngươi tìm ai có người mở miệng hỏi trương đại lượng thế nhưng là trương đại lượng nhưng không có trả lời người kia tra hỏi chỉ là con ngươi thẳng tắp nhìn xem một chỗ lúc này trương lâm chính cùng trong thôn đám người ăn xong điểm tâm hướng phía diêu nhà máy bên kia đi đến trương lâm những ngày qua cũng tại diêu nhà máy bắt đầu làm việc trương lâm đọc qua mấy ngày sách nhận biết qua mấy chữ tiêu lễ liền để hắn tại diêu nhà máy bên này làm văn thư loại hình công việc, cũng chính là bọn hắn mỗi ngày làm bao nhiêu tấm gạch ra tới, lại bán bao nhiêu tấm gạch ra ngoài, còn có người nào ngày nào lại hạ bao nhiêu cục gạch đơn đặt hàng, đây đều là Trương Lâm chỗ phụ trách nội dung công việc. Trương Đại Lượng khi nhìn đến Trương Lâm thời điểm một đôi mắt đều trừng lớn, chỉ thấy Trương Lâm trong tay cầm một cái sổ sách đồng dạng đồ vật, còn có một cọng lông bút ở nơi đó tô tô vẽ vẽ. Trương Lâm, hắn vậy mà tại diêu nhà máy làm việc xem ra dường như vẫn là cái quản sự trương đại lượng trong lòng rất là giật mình cùng chấn kinh phải biết trương lâm ban đầu ở bọn hắn trương gia thời điểm thế nhưng là một cái chỉ biết xuống đất làm việc đám dân quê lúc nào hắn thậm chí ngay cả quản sự sự tình cũng có thể làm rồi trương lâm cũng không nhìn thấy trương đại lượng chỉ lo ở nơi đó vội vàng chính hắn sự tình mà trương đại lượng lại tại nhìn thấy trương lâm về sau liền cho hắn nương mời đến đại phu sự tình đều quên lập tức co cẳng liền hướng nhà phương hướng chạy tới chờ trương đại lượng thở hổn hển hô hô chạy về nhà về sau hắn còn không có nhớ tới muốn cho hắn sửa mời đại phu chủ nhà ngươi cùng ta bà mời đại phu đâu trương đại lượng nàng dâu nhìn thấy trương đại lượng một thân một mình trở về vội vàng kỳ quái mở miệng hỏi hắn chủ nhà không phải sáng sớm liền đi cho bà mời đại phu đi sao làm sao hiện tại một thân một mình trở về rồi ai nha ta vậy mà quên cho bà mời đại phu bị nàng dâu một nhắc nhở như vậy trương đại lượng lúc này mới nhớ tới hắn nhìn thấy trương lâm làm quản sự trong lòng quá mức giật mình cùng kinh ngạc liền đem cho bà mời đại phu sự tình cấp quên vậy phải làm sao bây giờ a à? trương đại lượng nóng nảy không được ngay tại hắn nóng nảy chuẩn bị lại đi đi một chuyến thời điểm lại nghe được hắn bà gọi hắn thanh âm đại lượng ngươi đừng đi bà đã tốt đã có tuổi người đều không nở bạc trương lão bà tử tự nhiên cũng không ngoại lệ bà ngươi thật không có việc gì rồi trương đại lượng vào hỏi nói nếu là bà thật không có việc gì, theo tự nhiên là quá tốt, hắn không cần đi một chuyến nữa. đúng rồi, hắn kém chút quên, hắn ở nơi đó nhìn thấy trương lâm, mà lại trương lâm còn làm diêu nhà máy bên trong quản sự sửa. ta nói với người ta hôm nay buổi sáng nhìn thấy trương lâm, trương đại lượng mở miệng cùng trương lão bà tử nói, trương lão bà tử đang nghe trương lâm danh tự sau miệng bên trong lầm bầm một câu, nhìn thấy liền thấy, nhìn thấy hắn lại có cái gì tốt ly kỳ hắn cũng không phải cái gì khó lường đại nhân vật mặt mũi tràn đầy không thèm để ý chút nào cùng khinh thường đến lúc đó một bên trương lỗi đang nghe trương đại lượng trong miệng lời nói về sau lại liên tưởng trương đại lượng hôm nay đi địa phương lập tức mở miệng hỏi đại lượng ngươi thấy trương lâm thời điểm hắn đang làm cái gì trương lâm nhất định là làm chuyện gì không phải trương đại lượng sẽ không là cái biểu tình này trương đại lượng nghe xong đại bá ra hỏi lập tức đem buổi sáng hôm nay hắn tại tiêu gia thôn nhìn thấy sự tình cho mỗi chữ mỗi câu nói ra, cái gì? Trương lão bà tử kêu to lên tiếng, trên người không thoải mái tựa như là lập tức liền tốt đồng dạng, Trương Lâm hắn tại diêu nhà máy bên kia làm quản sự, nghe được Trương Đại Lượng nói Trương Lâm làm quản sự, Trương lão bà tử trong lòng lập tức tính một khoản ra tới, quản sự một tháng chí ít đều muốn có năm sâu tiền, một năm kia chính là 60 sâu tiền, cũng chính là 6 lượng bạc, nghĩ đến cái này 6 lượng bạc, Trương lão bà tự kích động mặt đều đỏ, cũng không biết là phát nhiệt đưa tới, vẫn là thật là kích động ra tới, sữa, là thật Trương Lâm thật làm quản sự, ta nhìn thấy hắn thời điểm cầm trong tay hắn một bản sổ sách cùng một cái bút lông, ngay tại phía trên tô tô vẽ vẽ đâu, đó chính là, chỉ có quản sự trong tay mới có thể cầm sổ sách cùng bút, xem ra Trương Lâm hắn là thật làm quản sự, chỉ là Trương Lâm hắn vậy mà cũng sẽ biết chữ. Đối với Trương Lâm biết chữ chuyện này, trương lão bà tử trong lòng là giật mình, hộ nông dân nhà hài tử, lại có mấy cái là biết chữ, trương lâm có thể biết chữ điểm ấy, để trương lão bà tử thật cao hứng, đại lượng nha, ngươi nhưng đánh nghe được trương lâm hắn lúc nào phát tiền công rồi. Trương lão bà đột nhiên lại hỏi trương đại lượng, trương đại lượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sửa, ngươi hỏi cái này làm gì, trương lão bà tử tức giận trừng mắt liếc trương đại lượng, nàng cái này cháu trai thật đúng là của bản, còn có thể làm gì. Đương nhiên là thừa dịp Trương Lâm phát tiền công thời điểm đi tìm hắn đòi tiền A. Trương lão bà tử há miệng liền trực tiếp nói, chương 311, nhặt cái diều hâu con non cùng người trở về, tiêu phỉ nhi một đoàn người trở về thời điểm, bọn hắn từ lâm tử bên trong đánh rất nhiều con mồi trở về. Các thôn dân khi nhìn đến những cái kia con mồi thời điểm, đặc biệt là kia một đại đầu lợn rừng thời điểm, trên mặt mỗi người đều cao hứng không thôi, bởi vì ai cũng sẽ không không có việc gì ghét bỏ thịt nhiều. Các thôn dân khi nhìn đến tiêu phỉ nhi bọn hắn nhấc lên một người trở về, liền có người lập tức hỏi, các ngươi cái này đi đi săn, làm sao còn là một người trở về, nhìn cái này vết thương trên người, sẽ không là lâm tử bên trong bị trên núi những giả thú kia cho cắn đi. Có người khi nhìn đến cố hải trên người những cái kia tổn thương, nghi hoặc hỏi ra âm thanh tới, cố hải là thạch đầu phát hiện, hắn nghe được ra hỏi sau lập tức liền cùng đối phương nói ra, là chúng ta tại lâm tử bên trong cấp cứu trở về lúc ấy hắn liền nằm tại một cái nhà trên cây bên trong ta nhìn thấy sau mấy cái liền bò lên sau đó đem hắn cho lưng xuống dưới nói những lời này thời điểm thạch đầu mang trên mặt tất cả đều là hưng phấn không thôi thần sắc tốt đi rõ ràng mấy người chúng ta cùng một chỗ đem người cho khiên xuống đến làm sao đến ngươi thạch đầu miệng bên trong lại biến thành một mình ngươi đem người đem thuộc lòng đúng không những người khác đang nghe thạch đầu trong miệng những lời kia lập tức liền mở miệng phản bác lên tiếng ha 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 các thôn dân tiếng cười đùa không ngừng ngay tại náo nhiệt như vậy bầu không khí bên trong đột nhiên một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên ta ai da đây là cái gì đồ vật a à? hóa ra là cao diễm lệ nhìn thấy đứng ở tiêu phỉ nhi đầu vai chim chóc giật mình hoảng hốt kêu to lên tiếng nghe được tiếng kêu của nàng về sau những người còn lại cũng đem ánh mắt nhìn về phía tiêu phỉ nhi đồng dạng nhìn thấy đứng ở tiêu phỉ nhi đầu vai con kia chim chóc nếu là nói nó là con chim thế nhưng là kia thể tích sau so phần lớn chim chóc đều phải lớn hơn không ít thế nhưng là nếu là nói nó không phải con chim nó nhìn chính là một con chim tiêu phỉ nhi nhìn thấy tầm mắt mọi người tất cả đều nhìn xem đứng ở nàng đầu vai diều hâu liền mở miệng đối mọi người nói ra đây là một mực diều hâu con non ta tại lâm tử bên trong nhặt được tiêu phỉ nhi không có nói sai cái này đích xác là một con diều hâu con non là nàng tại sắp đi ra kia phiến rừng rậm thời điểm tiểu gia hỏa từ thật cao trên cành cây trực tiếp rơi vào trong ngực nàng, quịch quịch một cái màu đen đồ vật từ chỗ cao rơi xuống, hại người trong thôn tưởng rằng cái gì nguy hiểm giả thú làm tập kích, cậu đảng còn kém chút một tiễn bắn giết nó, cũng là chính nó mạng lớn, trực tiếp rơi xuống tại đầu vai của nàng, mới khiến cho cậu đảng thu tay lại bên trong chi kia sắp bắn đi ra mũi tên, đám người nghe tiêu phỉ nhi giải thích, nghe được là một con diều hâu con non, đã phỉ nhi thích vậy liền nuôi đi. Phải biết ưng là cái động vật ăn thịt, mọi người trước kia thường xuyên sẽ thấy diều hâu lão đến trộn kén ăn nuôi trong nhà gà ăn cũng nhiều thua thiệt là tiêu phỉ nhi nói muốn nuôi diều hâu thay cái hai người thôn dân tuyệt đối sẽ không để hắn nuôi nuôi một con ăn vụn gà diều hâu tại thôn tử lý bọn hắn về sau còn không biết muốn bị ăn vụn bao nhiêu con gà đâu tiêu phỉ nhi trong lòng tự nhiên là không biết các thôn dân trong lòng những ý nghĩ này chẳng qua tiêu phỉ nhi lại có tính toán của mình diều hâu thế nhưng là ăn cá nàng không gian bên trong có nhiều như vậy cá về sau liền dùng những cái kia cá tới đút cái này diều hâu con non không gian bên trong suối nước nuôi ra tới cá hương vị kia khẳng định phải so uống nước nuôi ra tới tốt hơn gấp trăm lần không thôi a à hải a à hải hạ ma ma nghe được săn thú người trở về hơn nữa còn cứu một người trở về trong lòng lập tức liền nghĩ đến trước mấy ngày tiêu phỉ nhi trong miệng nói đối những những lời kia hạ ma ma bước chân nhanh chóng hướng phía cửa thôn chạy chính là nghĩ đến nhìn xem bị bọn hắn cứu trở về người có phải là nhà nàng a à hải làm nàng thấy rõ ràng nằm tại kia cố hải mặt về sau, hạ ma ma kích động trực tiếp rơi lệ, nàng lo lắng nhiều ngày tâm, rốt cục có thể yên lòng. Chương 312, chủ tớ gặp nhau, trên đường đi cố hải bị tiêu phỉ nhi cho ăn nhiều lần không gian bên trong suối nước, nghe được hạ ma ma tiếng kêu cố hải, chậm rãi mở mắt ra da, đợi hắn thấy rõ ràng đứng ở trước mặt mình người sau, cố hải đôi mắt đầu tiên là chấn động, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ tới, mẹ, nương. Cố hải kích động liên tiếp gọi hai tiếng nương, để ở đây tất cả mọi người cho rõ ràng nghe được, được, nguyên lai like bọn hắn cứu trở về người, lại còn là hạ mụ mụ nhi tử, mẹ, rốt cuộc tìm được ngươi a. À. Hạ ma ma nhìn xem trên người con trai những cái kia tổn thương, trong miệng khóc không thành tiếng đau lòng không thôi, mẹ, đừng khóc ta không sao. Nhìn thấy mình nương khóc thương tâm, cố hải muốn đứng dậy an ủi mẹ hắn vài câu, làm sao thân thể hư nhược lợi hại căn bản là dậy không nổi bệnh nhân thân thể suy yếu cần nghỉ ngơi thật tốt đợi sau khi trở về các ngươi có cơ hội nói không hết vẫn là tiêu phỉ nhi thấy mẹ con hai người giống như là có chuyện nói không hết đồng dạng vội vàng đứng ra đánh gãy bọn hắn cố hải thụ thương hạ ma ma đương nhiên muốn đi chiếu cố hắn cho nên cố hải cũng bị thu xếp tại tiêu phỉ nhi nhà bên cạnh trong phòng làm cố hải nhìn thấy cố đình thâm về sau trong mắt kinh hỷ liền càng sâu vừa mới cố hải nhìn thấy nương thời điểm trong lòng liền ẩn ẩn suy đoán tiểu công tử rất có thể cũng ở nơi đây, lúc này khi nhìn đến tiểu công tử người về sau, hắn liền xác định trong lòng suy đoán, Cố Hải nhớ tới đứng dậy cho Cố Đình Thâm hành lễ, lại bị Cố Đình Thâm đưa tay cho ngăn cản, "A à Hải, trên người ngươi có tổn thương trước tiên đem tổn thương cấp dưỡng tốt, cái khác đều không cần nói." Tiểu công tử không để hắn đứng dậy hành lễ, thế nhưng là hắn lại không thể không cho tiểu công tử hành lễ cố hải trực tiếp nằm ở trên giường đối cố đình thâm ôm quyền thi lễ một cái đa tạ tiểu công tử a à hải những ngày này ngươi là thế nào vượt qua nhìn xem gầy đã biến hình nhi tử hạ ma ma đầy mắt đau lòng mở miệng hỏi thăm mẹ tiểu công tử ta những ngày này cố hải nằm ở trên giường đem ngày ấy hắn cùng mấy cái người áo đen giao thủ trải qua cùng về sau tiếng rừng rậm sau bị một đầu hùng sư cho truy sự tình cho nói cám ơn trời đất cám ơn trời đất Hạ ma ma nghe được là đột nhiên xuất hiện hùng sư, đem những hắc y nhân kia cho ăn về sau, nhà nàng A Hải mới có thể may mắn tránh thoát vừa chết. Hạ ma ma vội vàng ở nơi đó chấp tay trước ngực cảm tạ thượng thiên, phỉ nhi, nghe nói các ngươi tìm được cố hải, tiêu phỉ nhi bên này vương quế chi từ hiệu thuốc bên kia tới, liền nghe được người trong thôn nhóm trong miệng nói những lời kia, tiêu phỉ nhi dùng sức gật đầu, mẹ, thuốc tê làm được sao, đạt được khẳng định đáp án về sau, vương quế chi trong lòng cũng yên lòng mở miệng đối tiêu phỉ nhi nói mẹ mấy ngày nay đều thử làm mấy loại phương thuốc thế nhưng là hiệu quả đều không lắm lý tưởng nàng thử làm mấy loại khác biệt liều lượng thuốc tê ra tới thế nhưng là dược hiệu đều không đạt được nàng muốn loại kia hiệu quả tiêu phỉ nhi sau khi nghe đẹp mắt nhỏ lông mày nhíu chặt thuốc tê hiệu quả không đạt được trong lý tưởng dự tính cái này nhưng nên làm cái gì tiêu phỉ nhi cùng vương quế chi mẫu nữ hai người vẫn luôn ở trong lòng nghĩ đến có biện pháp gì mới có thể đem thuốc tê hiệu quả đề cao thế nhưng là liên tiếp suy nghĩ kỹ mấy ngày vẫn luôn không nghĩ tới một cái tốt biện pháp ra tới ngày hôm đó tiêu phỉ nhi tới cho cố hải trên thân đổi thuốc cố đình thâm nhìn xem tiêu phỉ nhi nhíu chặt lấy nhỏ lông mày một bức dáng vẻ tâm sự nặng nề mở miệng hỏi phỉ nhi ngươi gần đây có phải là gặp cái gì việc khó cố đình thâm trong lòng kỳ quái lấy phỉ nhi thông minh tài trí tại cổ đại hoàn toàn có thể nói là đi ngang còn có chuyện gì là có thể làm khó phỉ nhi Chương 313, đến từ Cố Đình Thâm nhắc nhở, Tiêu Phỉ Nhi nghe được Cố Đình Thâm trong miệng ra hỏi, nghĩ cũng vô dụng nghĩ liền trực tiếp nói ra khó nàng mấy ngày vấn đề tới, ha ha, lại không muốn, Cố Đình Thâm đang nghe Tiêu Phỉ Nhi trong miệng nói những lời kia về sau, thẳng cười ra tiếng, ngươi cười cái gì, lúc đầu Tiêu Phỉ Nhi liền bị thuốc tê sự tình bực bội không thôi, hiện tại lại nghe được Cố Đình Thâm cười ra tiếng, liền cho rằng hắn là đang cười nhạo mình vô năng. Tiêu Phỉ Nhi tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi có ánh mắt người đều có thể nhìn ra, nàng sinh khí, Phỉ Nhi, ngươi đừng nóng giận, ta cười cũng không phải là cười ngươi. Cố đình thâm cầu sinh dục cực mạnh vội vàng mở miệng giải thích, Tiêu Phỉ Nhi một bức ngươi mau nói, không phải ngươi hôm nay sẽ chết định ánh mắt nhìn xem Cố đình thâm, Phỉ Nhi, ngươi suy nghĩ một chút tại không có thuốc tê thời điểm, bên này đại phu bọn hắn đều là làm sao cho người ta trị thương, làm sao chữa tổn thương, còn không phải sinh sôi chịu đựng muốn sao chính là trực tiếp đem người cho đánh bất tỉnh đi qua không đúng tiêu phỉ nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì lúc trước nàng cùng nương cho huyện lệnh phu nhân làm sinh mổ thời điểm cái kia đại phu không mượn ra tới thuốc tê tới rồi sao nghĩ tới đây tiêu phỉ nhi lập tức quay người chạy chạy ra thật xa mới nhớ tới còn không có cùng cố đình thâm chào hỏi ta còn có việc liền đi trước tiêu phỉ nhi giơ mu bàn tay đối còn đứng ở kia cố đình thâm nói cố đình thâm nhìn xem hùng hùng hổ hổ chạy đi tiêu phỉ nhi nhưng trong lòng thì đang rầu rĩ nếu là cô mẫu về sau biết được hắn muốn cưới vĩ nhi làm mình thế tử phi không biết cô mẫu trên mặt nên một cái dạng gì biểu lộ cô mẫu xuất thân trấn quốc công phủ từ nhỏ sở thụ đến lễ nghi đều dựa theo kinh thành quý nữ càng sâu so kinh thành những cái kia quý nữ lễ nghi đều tốt hơn dù sao hắn cô mẫu hiện tại thế nhưng là hoàng hậu một nước mỗi tiếng nói cử động đều muốn yêu cầu nghiêm khắc nhất quốc chi mẫu phong phạm tới mẹ nương Tiêu phỉ nhi hùng hùng hổ hổ chạy về đến, chạy đầu đầy mồ hôi, làm gì, thế nào rồi, chạy cùng đằng sau có chó rượt ngươi đồng dạng. Vương Quế Chi nhìn thấy tiêu phỉ nhi bộ dáng này trong miệng tức giận nói một câu, lại là đưa tay cho tiêu phỉ nhi rót một chén trà nước, còn cầm mặt tử tới cho nàng lau lau. Tiêu phỉ nhi nghe được mẹ nàng trong miệng những lời kia, trong lòng cũng không tức giận mà là cười nói, mẹ, ta nghĩ đến muốn làm thế nào thuốc mê, làm thế nào, Vương Quế Chi lập tức truy vấn. Mẹ, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta cho huyện lệnh phu nhân làm sinh mổ lần kia sao? Vương Quế Chi dùng sức vỗ tráng một cái trong miệng kêu lên, ai u, ta làm sao đem trọng yếu như vậy một việc cấp quên. Phỉ nhi nhanh, nhanh dọn dẹp một chút chúng ta hiện tại liền đi tìm kia đại phu đi. Vương Quế Chi cũng nhớ tới tới làm sơ vị kia đại phu, phối một tề thuốc đông y hiệu quả không thể so với thuốc tê kém. Bộ kia thuốc đông y thẳng đến phẫu thuật kết thúc, gây tê dược hiệu đều không có biến mất. Tiêu Phỉ Nhi nghe mẹ nàng, nhưng không có đứng dậy đi thu dọn đồ đạc, mà là chỉ lên trời lật một cái liếc mắt miệng nói, mẹ, ta biết trong lòng ngươi sốt ruột, thế nhưng là ngươi lại sốt ruột cũng tốt xấu nhìn một chút sắc trời, cái này đều giờ nào rồi, vậy liền ngày mai lại đi. Vương Quế Chi nhìn một chút sắc trời bên ngoài, đích thật là không còn sớm, ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm về sau, mẫu nữ hai người ngồi xe ngựa, không sai, chính là xe ngựa. Những ngày này tiêu lão tam không riêng tại làm xe ngựa to, còn làm một cổ mang lều cái chủng loại kia xe ngựa tới, mà lại ngựa kéo xe, vừa lúc chính là tiêu phỉ nhi từ thị trường mua được kia thất tiểu hắc, hai mẹ con ngồi xe ngựa, trong thôn một cái lão đại gia đánh xe, đem bọn hắn mẫu nữ hai người cho đưa đi huyện nha, phỉ nhi, tiêu phu nhân các ngươi làm sao tới rồi. Nhìn thấy hai người bọn họ đến, huyện lệnh phu nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tới, chương 314 mượn phương thuốc, hai mẹ con nói thẳng ra ý đồ đến, huyện lệnh phu nhân nghe được mẹ con các nàng hai người, vậy mà là đến tìm phủ thượng đại phu, lập tức liền để người đem từ đại phu cho gọi đi qua, gặp qua tiêu phu nhân cùng phỉ nhi tiểu thư. Vị kia từ đại phu tới về sau, lập tức cho vương quế chi cùng tiêu phỉ nhi hành lễ, từ đại phu tốt, chúng ta hôm nay tới là muốn hỏi một chút lần trước dùng tấm kia gây tê tán phương thuốc, nhưng nếu cho chúng ta mượn nhìn xem, Vương Quế Chi trực tiếp mở miệng nói ra các nàng lần này tới mục đích tới. Từ đại phu nghe xong vậy mà là muốn gây tê tán phương thuốc, gần như là không có chút do dự nào liền đáp ứng xuống dưới. Lúc này liền dùng giấy bút đem phương thuốc kia cho viết xuống dưới, đợi đến dông dài triệt để làm về sau, lại đưa cho đến Vương Quế Chi mẫu nữ, đa tạ. Vương Quế Chi thực tình nói cảm ơn, tiêu phu nhân khách khí, ta trương giảm đau phương tử cũng chẳng qua là ngẫu nhiên được đến, trương này phương tử đặt ở trong tay của ta quả thực chính là lãng phí, vẫn là đặt ở trong tay phu nhân có thể cứu càng nhiều bệnh nhân đến hay lắm, từ đại phu trong miệng khách khí nói, tiếp lấy lại tiếp tục hỏi, phu nhân muốn cái này giảm đau phương tử, không biết có phải hay không lại phải cho cần giảm đau bệnh nhân xem bệnh, bằng không, cũng sẽ không cần cái này giảm đau phương tử, cho trương thanh trúc trị chân sự tình, vốn cũng không có cái gì tốt giấu giếm, vương quế chi liền đem việc này nói ra, là trong thôn một cái người đọc sách, hắn mấy năm trước trên đường bị xe ngựa đụng gãy chân chúng ta muốn đem hắn hư mất chân chữa lành cái gì mấy năm trước bị đụng gãy chân còn có thể bị chữa khỏi từ đại phu lên tiếng kinh hô mà một bên huyện lệnh phu nhân cũng đồng dạng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem mẫu nữ hai người vương quế chi gật gật đầu chúng ta cũng không có niềm tin tuyệt đối chẳng qua là hết sức thử một lần đi bất luận một vị nào đại phu hắn cũng không dám cùng bệnh nhân đánh cược nói mình có thể trăm phần trăm chữa khỏi trên người bệnh nhân chứng bệnh, bởi vì bệnh tình chuyển biến xấu nhân tố có rất nhiều loại, vô luận là loại nào làm đại phu đều không thể cho người ta làm ra cam đoan. Từ đại phu sau khi nghe, vậy mà mở miệng nói hắn muốn đi xem bọn hắn cho chương thanh trúc trị chân, mà lại đối phương vừa mới cho các nàng mẫu nữ hai người một tấm gây tê tán phương tử, các nàng làm sao cũng không thể làm ra chuyện qua sông rút cầu tới, cho nên tại mẫu nữ hai người lúc trở về, trên xe ngựa lại thêm một người tới, các thôn dân khi biết cái này người là huyện lệnh phu nhân bên người đại phu về sau, đối người thái độ tất cả đều cung kính không được. Nói đùa, đây chính là huyện lệnh phu nhân bên người đại phu, nhưng phải thật tốt chiêu đãi người ta mới được. Từ đại phu tại thôn tử lý ở hai ngày, đợi đến ngày thứ ba thời điểm, Vương Quế Chi cùng Tiêu Phỉ Nhi mới nói muốn đi cho bệnh nhân trị chân, tộc trưởng nhà. Hôm nay là Vương Quế Chi mẫu nữ cho Trương Thanh Trúc trị chân thời gian. Sáng sớm, tộc trưởng cửa nhà liền bu đầy người. Có tiêu gia thôn những cái kia không có tại diêu nhà máy làm công. Không có tại công trường lập nhà lão đầu lão Thái Thái. Còn có một ít là chương gia thôn trước đó nguyên thôn dân. Bọn hắn những người này đều là nghe được tin tức. Nói chương thanh trúc chân có thể chữa khỏi. Hôm nay bên kia bờ sông Nữ Đại Phu liền phải đến cho chương thanh trúc trị chân. Bọn hắn đều là chạy tới xem náo nhiệt đến. Tiêu lão Tam hôm nay cũng không có đi ngồi xe ngựa. Hắn bị tiêu phỉ nhi kêu đến. Trong tay còn cầm một cái lưỡi búa lớn. Các thôn dân khi nhìn đến cái kia thanh triều thời điểm, nhao nhao ở trong lòng nói thầm lấy, không phải nói trị chân sao, làm sao còn cầm đem triều đến. Biết trong đó nguyên do Trương Thanh Sơn cùng tộc trưởng hai cha con, khi nhìn đến tiêu lão tam trong tay cầm cái kia thanh riều, trong lòng đều là siết chặt, thanh trúc chân, chẳng lẽ dùng cái này riều, cho lần nữa đánh gãy A, à? hai cha con, đồng thời ở trong lòng nghĩ đến, chương 315, chân gãy đón thêm, tiêu phỉ nhi đem chuẩn bị kỹ càng gây tê tán bưng cho chương thanh trúc. Thanh trúc ca, chén này thuốc có giảm đau tác dụng, ngươi uống xuống dưới liền không cảm giác được đau. Tại trương thanh trúc uống hết trước đó, nàng mở miệng đối trương thanh trúc nói, tạ ơn phỉ nhi. trương thanh trúc đưa tay tiếp nhận chén thuốc, trong miệng thật lòng nói lời cảm tạ, chờ trương thanh trúc uống hết thuốc, lại chờ trong chốc lát dược hiệu ra sức về sau, tiêu phỉ nhi liền nhìn về phía nàng tam thúc nói, tam thúc, tiếp xuống liền phải xem ngươi. phỉ nhi, ngươi đến nói cho tam thúc làm sao đánh tam thúc nhất định làm tốt tiêu lão tam nhìn xem chương thanh trúc đầu kia hư mất chân giống như là nhìn xem một cây đầu gỗ đồng dạng mở miệng đối tiêu phỉ nhi nói tam thúc ngươi từ nơi này xuống tay sau đó tiêu phỉ nhi trong miệng lời mới vừa vừa nói xong chỉ thấy tiêu lão tam giơ lên trong tay rìu, dùng mặt sau không sắc bén kia một mặt thẳng tắp hướng phía chương thanh trúc trên đùi đánh tới tộc trưởng vô ý thức nhắm mắt lại không đành lòng đi xem a à, chương thanh sơn nhịn không được kêu thành tiếng Trêu đến tiêu phỉ nhi hướng phía Trương Thanh Sơn nhìn lại, Trương Thanh Sơn phát hiện phỉ nhi phúc ánh mắt về sau, đầy ngượng ngùng nói, ta, ta quá khẩn trương, không có việc gì, ngươi không cần khẩn trương. Tiêu phỉ nhi mở miệng nói ra, lập tức liền lên tay bắt đầu cho Trương Thanh Trúc bó xương. Trương Thanh Trúc hư mất cái chân kia xương đùi, đã bị tiêu lão tam cho một lần nữa đánh gãy. Giờ phút này tiêu phỉ nhi tại mẹ nàng vương quế chi trợ giúp dưới, mẫu nữ hai người ngay tại hết sức chăm chú cho Trương Thanh Trúc bó xương một bên từ đại phu, từ tiêu phỉ nhi chỉ huy tiêu lão tam từ nơi đó xuống tay, đổi dùng bao lớn lực đạo bắt đầu, trong mắt của hắn vẫn chăm chú dừng lại tại trương thanh trúc cái chân kia bên trên, thật lâu đều không có dời qua, nhị đệ, ngươi đau không, trương thanh sơn nhỏ giọng hỏi trương thanh trúc, trơ mắt nhìn nhị đệ chân bị tiêu lão tam cắt đứt, hắn nghĩ đến nhị đệ có đau hay không, mặc dù phỉ nhi đứa bé kia nói, chỉ cần nhị đệ uống kia gây tê tán liền nhất định sẽ không cảm giác được đau đớn thế nhưng là hắn cái này trong lòng, nhiều ít vẫn là sẽ có chút hoài nghi cùng lo lắng. Trương Thanh Trúc một mực đang cúi đầu, nhìn xem uống gối ngồi sổn ở trước mặt mình, ngay tại hết sức chăm chú cho mình trị chân mẫu nữ hai người, nghe được đại ca hắn sau lắc đầu, không thương, nhị đệ còn có thể nói chuyện, xem ra là thật không thương, kiên trì, Trương Thanh Sơn Triệt để yên lòng, Thanh Trúc ca, ngươi này sẽ không thương là bởi vì dược hiệu còn chưa qua, chờ chén kia dược hiệu trôi qua về sau, Người chân này sẽ rất đau rất đau Đến lúc đó sẽ phải Thanh Trúc ca nhịn lấy bất động mới được Người đầu này chân tiếp hảo Sau không có 100 ngày Cũng không thể tùy tiện xê dịch Tiêu phỉ nhi mở miệng nói ra Ừm um, ta đều ghi lại Trương Thanh Trúc trên mặt thần sắc không thay đổi Nói ra miệng lời nói vẫn như Cũ ôn nhuận như ngọc Tựa như là giờ phút này bị đánh gãy chân người Không phải hắn như vậy Dạng này tâm tính Trương Thanh Trúc Để mọi người tại đây tất cả đều đối với hắn Lau mắt mà nhìn Bị đánh gãy chân còn có thể mặt không đổi sắc, lưng eo thẳng tắp mà ngồi xuống, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nếu là Trương Thanh Trúc chân không có xấu, tương lai tiền đồ của hắn nhất định bất khả hạn lượng, mà từ đại phu từ tiêu lão tam động thủ bắt đầu, ánh mắt vẫn tại nhìn chăm chằm, mấy người bọn họ động tác thỉnh thoảng còn gật gật đầu, nhỏ giọng ở trong lòng nói, hóa ra là dạng này, nơi này hẳn là làm như vậy, ước chừng sau một canh giờ, Trương Thanh Trúc chân đã bị một lần nữa nối liền, liền trên đùi cũng dùng tấm ván gỗ cho cố định lại. Tại hiện đại tiết cốt là cần đánh đinh thép, thế nhưng là nơi này là cổ đại cũng không có đinh thép cho bọn hắn sử dụng. Tiêu Phỉ Nhi cùng Vương Quế Chi liền nghĩ ra một loại biện pháp đến, đó chính là dùng tại xương đùi cho nối liền về sau, dùng băng vải đem cái chân kia cho gắt gao cố định trụ, tại trên đùi xương cốt không có mọc tốt trước đó, cái chân kia là vô luận như thế nào cũng không thể động một cái. Chương 316, kỹ thuật bên trên tạo nghệ không được. Lúc này Trương Thanh Trúc đã nửa nằm trên giường, hắn đầu kia thụ thương chân cũng bị thật cao treo lên. Thanh Trúc ca những ngày này, sẽ phải vất vả một chút ngươi, tại chân ngươi bên trên xương cốt không có mọc tốt trước đó ngàn vạn không thể động. Tiêu phỉ nhi rời đi trước, còn không yên tâm căng dặn Trương Thanh Trúc, tốt, phỉ nhi ta đều ghi lại. Trương Thanh Trúc nằm ở nơi đó, sắc mặt hơi trắng bệt ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ. Tiêu phỉ nhi lại căng dặn một chút cần thiết phải chú ý sự tình về sau sau đó liền từ tộc trưởng nhà rời đi, vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thôn dân, khi nhìn đến tiêu phỉ nhi mẫu nữ một đoàn người từ bên trong đi ra, lại nhao nhao nơi đó thấp giọng nghị luận, ra tới, ra tới, thanh trúc đứa bé kia chân cái này chữa khỏi, không phải nói muốn đem chân cắt đứt, chúng ta cũng không có nghe được thanh âm nha, chờ tiêu phỉ nhi một đoàn người đều đi ra thật xa, bọn hắn chính ở chỗ này nói, tiêu phu nhân, phỉ nhi tiểu thư, các ngươi vừa mới kia thủ pháp cứu trị có thể hay không dùng tại trên tay cùng với các địa phương, chờ trở lại nhà về sau, từ đại phu lại mở miệng đến hỏi vương quế chi cùng tiêu phỉ nhi, tại cho chương thanh trúc trị chân quá trình bên trong, từ đại phu toàn bộ hành trình biểu hiện ra ngoài đều rất kích động, có thể, chẳng qua cũng phải nhìn tình huống mà định ra. Những lời này là tiêu phỉ nhi trả lời, nàng biết từ đại phu đại phu ý tứ, từ đại phu muốn hỏi chính là, có thể hay không dùng cái này biện pháp đi cứu cánh tay đoạn mất không có tiếp hảo bệnh nhân nếu là không có tiếp hảo cũng đã xương cốt mọc tốt muốn trị liệu liền nhất định phải đem dài lệch ra xương cốt cắt đứt một lần nữa đem nó cho tiếp chính mới ăn đi nếu là bản thân bệnh nhân xương cốt không có tiếp lệch ra xương cốt cũng không có dài lệch ra liền không dùng đến loại này đem xương người đầu đánh gãy biện pháp tới mới đầu từ đại phu là hỏi vương quế chi thế nhưng là theo tiêu phỉ nhi giải thích hắn phát hiện tiêu phỉ nhi cái này nữ oa oa không được nàng tại y thuật bên trên tạo nghệ vượt qua hắn thật nhiều thật nhiều cuối cùng tiêu phỉ nhi cùng từ đại phu hai người ở nơi đó nhằm vào ngoại thương y thuật nghiên cứu thảo luận ở nơi đó trọn vẹn nói hơn nửa canh giờ mà lúc này cố gia trang tử bên trên tiếp vào bọn hắn chủ tử tin tức cố lão lập tức để người đóng xe hắn ngồi xe ngựa hướng phía tiêu gia thôn mà tới tại không có tiếp vào tiểu công tử tin tức thời điểm hắn một mực để người tại tìm kiếm khắp nơi tiểu công tử ở nơi nào phỉ nhi ngươi cùng kia từ đại phu đều nói cái gì nói thế nào thời gian lâu như vậy ăn cơm xong về sau vương quế chi tò mò hỏi thăm tiêu phỉ nhi cũng chưa hề nói cái gì chẳng qua là từ đại phu hỏi ta một chút những cái kia ngoại thương thủ pháp cứu trị tiêu phỉ nhi mở miệng nói phỉ nhi ta cảm thấy từ đại phu tấm kia phương thuốc không sai chúng ta đem phương thuốc kia cho xử lý một chút làm được gây tê tán hiệu quả kia là coi như không tệ. Vương Quế Chi nghĩ đến cho Trương Thanh Trúc chân gãy thời điểm, đối phương toàn bộ hành trình đều không cảm giác được đau đớn, theo như cái này thì kia gây tê tán dược hiệu không sai. Tiêu Phỉ Nhi gật gật đầu, gây tê tán dược hiệu thật là không tệ, chẳng qua cũng không thể bài trừ Trương Thanh Trúc có thể chịu nguyên nhân. Nghĩ đến về sau lại có thụ thương, cần động giao thời điểm, các nàng liền có thể sử dụng cái này gây tê tán, Tiêu Phỉ Nhi trong lòng vẫn là rất cao hứng. Phỉ Nhi, cố hải đứa bé kia vết thương trên người đều nhanh tốt đi. Vương Quế Chi nhớ ra cái gì đó lại mở miệng hỏi, đình thâm, hắn có nói qua cái gì sao, là một mực ở chỗ này, vẫn là có khác tính toán gì, đình thâm là trấn quốc công phủ thế tử, hắn lại thế nào khả năng mỗi ngày ở tại thôn tử lý, trên người hắn có hắn cần gánh vác trách nhiệm cùng gánh, một ngày nào đó hắn sẽ rời đi làng trở lại hắn hẳn là đi địa phương, chương 317, đều là di truyền cha ngươi trí thông minh của ta. Mẹ nàng trong miệng nói những lời này, Tiêu Phỉ Nhi cũng đều ở trong lòng nghĩ tới. Đình Thâm không có khả năng vẫn luôn ở tại thôn Tử Lý. Một ngày nào đó, Đình Thâm là muốn rời khỏi. Có điều, hiện tại Đình Thâm chưa hề nói, nàng cũng liền giả vờ như không biết. Mẹ, Đình Thâm hắn không nói ta cũng liền không có hỏi. Tiêu Phỉ Nhi cảm xúc xa sút nói, Vương Quế Chi nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, ở trong lòng thở dài một hơi nói, Phỉ Nhi, Ngươi có hay không nghĩ tới nhà ta cùng đình thâm bây giờ thân phận trên lệch quá lớn, nương trong lòng tự nhiên là hy vọng ngươi có thể cùng đình thâm cùng một chỗ, thế nhưng là đình thâm bên kia thân nhân đâu, bọn hắn sẽ nguyện ý đình thâm cưới một cái nông nữ trở về sao? Vương Quế Chi nói những lời này, hoàn toàn không có dèm pha nữ nhi của mình ý tứ, có điều, cổ đại giai cấp rất nghiêm, cửa đối diện người cầm đồ đúng quan niệm nhìn rất nặng, nàng sợ nữ nhi về sau sẽ thụ khi dễ, tiêu phỉ nhi cười khổ một tiếng, nhìn xem mẹ nàng trên mặt cố ý làm ra một bức dáng vẻ rất vui vẻ đến mẹ ta bây giờ còn nhỏ đây lúc này nói những cái này đều quá sớm về sau sự tình liền về sau lại nhọc lòng bây giờ muốn cũng là không tốt tiêu lễ từ bên ngoài tiến đến vừa vặn nghe được mẫu nữ hai người đối thoại tiêu lễ nhưng trong lòng có mình ý nghĩ cùng tính toán hắn không tán đồng nàng dâu ánh mắt nhìn xem phỉ nhi nói phỉ nhi ngươi đừng lo lắng nếu là ngươi thật không phải tiểu tử kia không gả cha sẽ tìm cách tử đem nhà ta cửa nhà xứng được với đình thâm. Nói cho cùng không phải liền là bọn hắn là đám dân quê, mà đình thâm là trấn quốc công phủ thế tử, hai nhà bọn họ thân phận cách xa quá mức nguyên nhân. Nếu là hắn tiêu gia, về sau không phải là đám dân quê đây. Tiêu phỉ nhi mặt mũi tràn đầy cảm động, cha, ngươi thật sự là ta cha ruột, đi. Tiêu lễ nhìn thấy tiêu phỉ nhi mặt mũi tràn đầy cảm động về sau, trong lòng còn có xúc động ai biết câu tiếp theo liền nghe được cái cái này. Tiêu lễ tại tiêu phỉ nhi trên đầu vỗ nhẹ, trong miệng tức giận nói, ta đương nhiên là ngươi cha ruột, ta nếu không phải ngươi cha ruột, ngươi có thể di truyền tới thông minh như vậy trí thông minh, nữ nhi trí thông minh đều là di truyền phụ thân. Nói lên cái này, tiêu lễ trong lòng liền vô cùng đắc ý, ha ha ha, nhìn thấy tỷ tỷ bị cha đánh, tiểu lan vui vẻ ở nơi đó ha 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 cười không ngừng, tiêu phỉ nhi sau khi thấy một cái ôm lấy tiểu lan, nhẹ tay nhẹ tiểu lan trên mông vỗ một cái miệng nói, để ngươi chê cười tỉ tỉ, nhìn tỉ tỉ làm sao trừng phạt ngươi. Tiêu phỉ nhi vỗ nhẹ nhẹ kia một chút căn bản cũng không đau, tự như là tại cho tiểu lan gãi ngứa ngứa đồng dạng, mà tiểu lan cũng coi là tỉ tỉ là đang cho hắn gãi ngứa ngứa, kẻo kẹt kẻo kẹt đối với tiêu phỉ nhi cười không ngừng. Cha, ngươi nói tiểu đệ hắn có phải là ngốc, ta đều động thủ đánh hắn, lại còn đối ta tuét miệng cười, ngươi mới ngốc, ngươi tiểu đệ kia là tại cho ngươi chơi đâu. Vương Quế Chi nghe được Tiêu Phỉ Nhi nói Nhi tử ngốc, miệng bên trong không vui lòng phản bác chỉ là có chút ngốc ai bảo hắn di truyền chính là ngươi nương trí thông minh không di truyền cha ngươi trí thông minh của ta đây cũng là chuyện không có cách nào tiêu lễ đắc ý nói tiêu lễ ngươi có phải hay không thích ăn đòn nghe được tiêu lễ trong miệng những lời kia vương quế chi khí trừng mắt lớn tiếng gào thét đưa tay liền phải đi nắm chặt tiêu lễ lỗ tai thẳng đến lỗ tai rơi vào vương quế chi trong tay tiêu lễ mới biết được mình nhất thời miệng tiện vậy mà cho mình trêu ra đại họa lâm đầu. Đừng, đừng, nàng dâu ta sai, ta không nên miệng tiện, không nên nói lung tung, ta xin lỗi ngươi được không? Tiêu Phỉ Nhi cũng mặc kệ nàng đôi kia tên dở hơi cha mẹ, phối hợp ở nơi đó duỗi ra ngón tay treo đùa đệ đệ Tiểu Lan, chọc cho Tiểu Gia Hỏa một mực đang nơi đó ha 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 trực nhạc. Ở tại bên cạnh Cố Đình Thâm, cũng nghe đến nhạc mẫu kia âm thanh sông sư đông rống về sau, trong lòng kinh ngạc một chút, đây là hắn quen thuộc cái kia nhạc mẫu sao. Chương 318, không gian biến lớn, từ đại phu đi, trở lại huyện nha từ đại phu, bị huyện lệnh phu nhân gọi tới, hỏi từ đại phu tại tiêu gia thôn chứng kiến hết thảy, chờ từ đại phu trong miệng nói ra, hắn tại tiêu gia thôn nhìn thấy tiêu phu nhân cùng phỉ nhi tiểu thư, đem người dài lệch ra chân cắt đứt về sau, một lần nữa tại cho nối liền khiếp sợ tại kia trận to con mắt, chờ từ đại phu sau khi đi, huyện lệnh phu nhân nhìn xem vương ma ma nói ra, ma ma, trương lệch ra chân thật sự có thể chữa khỏi, vậy ta tam ca chân chẳng phải là, chẳng phải là cũng có thể chữa khỏi. Vương ma ma nghe mình tiểu thư lời nói về sau, ở trong lòng suy nghĩ một chút nói, lấy tiêu phu nhân cùng vĩ nhi tiểu thư y thuật, từ đại phu trong miệng nói những cái kia chỉ sợ đều là thật, chẳng qua đến cùng phải hay không thật chờ tiêu gia thôn vị kia thư sinh chân thật chữa khỏi về sau, chúng ta lại tính toán sau cũng không muộn, đúng, đúng, ma ma ngươi nói đúng huyện lệnh phu nhân nghe vương ma ma sau gật đầu nói, không có đi tìm cố hải trước đó, tiêu phỉ nhi liền cùng nàng cha nói, muốn đem không gian bên trong những vật kia cho xử lý, hiện tại cố hải tìm trở về, liền chương thanh trúc chân cũng cho trị, bọn hắn liền chuẩn bị ngày mai tiến một chuyến thành lặng lẽ xử lý đồ vật, ngày mai vào thành, ngày hôm trước ban đêm đều ngủ được tương đối sớm, tiêu phỉ nhi vừa tỉnh dậy liền đi vào không gian xem xét, lại bị cảnh tượng trước mắt cho kinh đến, cha, cha, mẹ, nương, tiêu phỉ nhi quần áo đều chưa kịp mặt liền vội vàng hoảng đến tìm cha nàng nương thế nào rồi phát sinh chuyện gì hai vợ chồng tất cả đều một mặt khẩn trương cha mẹ là chuyện tốt tiêu phỉ nhi nhỏ giọng mà nói ta không gian đột nhiên biến lớn cái gì hai vợ chồng nhìn nhau không gian còn có thể biến lớn cha mẹ ta nói đều là thật không gian thật biến lớn thật nhiều không tin hai người các ngươi tiến đến nhìn xem hai vợ chồng trong lòng hiếu kỳ thừa dịp vừa sáng sớm không có người tới tất cả đều tiến vào tiêu phỉ nhi không gian. Trong không gian, phỉ nhi, không gian này làm sao lập tức biến lớn nhiều như vậy? Vương Quế Chi nhìn xem không sai biệt lắm có 10 mẫu đất lớn nhỏ không gian, một mặt tò mò nhìn tiêu phỉ nhi, tiêu lễ trên mặt cũng là vẻ mặt giống như nhau. Cha mẹ, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tiêu phỉ nhi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nàng cũng không có làm cái gì chuyện đặc biệt. Buổi sáng cùng đi tiến vào không gian về sau, liền phát hiện không gian đột nhiên liền biến lớn vương quế chi đột nhiên nghĩ đến cái gì bỗng nhiên mở miệng nói ra không đúng phỉ nhi ngươi không phải là không có làm cái gì ngươi quên hôm qua ngươi cho chương thanh trúc trị chân sự tình tiêu phỉ nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thế nhưng là cái này cùng không gian biến lớn có quan hệ gì đúng a à, tiêu phỉ nhi trước đó cũng cho người nhìn qua bệnh làm sao không gặp không gian biến lớn tiêu lễ cũng tại kia mở miệng nói cho nên căn bản cũng không phải là cho người ta chữa bệnh phỉ nhi không gian liền sẽ biến lớn một nhà ba người tất cả đều một mặt không hiểu, nếu không hỏi một chút Tiểu Bạch. Vương Quế chi đề nghị hỏi Tiểu Bạch, cái không gian này nguyên bản là Tiểu Bạch, về sau là Phỉ Nhi khế ước Tiểu Bạch, không gian mới biến thành Phỉ Nhi, đúng, hỏi một chút Tiểu Bạch nó nhất định biết là chuyện gì xảy ra. Tiêu Lễ cũng nói tiếp đi, Tiểu Bạch giống như là nghe được mấy người bọn họ đối thoại, minh bạch trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, Tiểu Bạch thanh âm lập tức liền xuất hiện tại Tiêu Phỉ Nhi trong đầu. Chờ tiêu phỉ nhi nghe tiểu bạch những lời kia về sau, đôi mắt sáng lóng lánh rất là hưng phấn. Phỉ nhi, tiểu bạch nó đều nói cái gì? Hai vợ chồng thấy tiêu phỉ nhi trên mặt kia thần sắc, trong lòng còn có cái gì là không rõ, lập tức mở miệng hỏi tiêu phỉ nhi. Chương 319, phát sầu không gian bên trong đồ vật nhiều lắm. Cha mẹ, tiểu bạch nói chương thanh trúc về sau sẽ vì quốc gia làm ra rất lớn kính dân, cho nên ta chữa khỏi hắn chân, chẳng khác nào tại góp nhặt công đức, cho nên không gian mới có thể biến lớn từ tiểu bạch trong giọng nói tiêu phỉ nhi biết được chương thanh trúc tương lai là một cái quan tốt vì lão bách tính làm rất nhiều hiện thực chuyện tốt cái gì hai vợ chồng đồng thời lại là giật mình còn có thế dạng này đúng không sai chính là các ngươi nghe được như thế tiêu phỉ nhi khẳng định nói nàng về sau chỉ cần cứu đối quốc gia hữu dụng người nàng không gian liền sẽ đi theo biến lớn đối quốc gia hữu dụng người đến cùng những cái kia là đối quốc gia hữu dụng những cái kia lại là vô dụng cái này còn không tốt phân chia sao, giống những cái kia bảo vệ quốc gia tướng quân binh sĩ, bọn hắn đương nhiên chính là vì quốc gia hữu dụng người, giống những tham quan kia ô lại, hận không thể ép khô bách tính trên thân một giọt máu cuối cùng triều đình sâu mọt, bọn hắn những người kia cũng không phải là, cứ bọn hắn không gian cũng sẽ không theo biến lớn, một nhà ba người cao hứng qua đi, nhìn xem chất đống trong không gian nhiều như vậy cà cả rốt cải trắng, trong lòng cũng đều bắt đầu rầu rĩ. Tiêu phỉ nhi nhìn xem những cái kia củ cải cùng cải trắng, đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như mở miệng nói mẹ ngươi cảm thấy ta sửa làm kia dưa chua hương vị như thế nào phỉ nhi ngươi là muốn làm hàng quốc đồ chua tiêu phỉ nhi mới mở miệng vương quế chi lập tức liền biết tiêu phỉ nhi nói lời này là có ý gì cũng không phải không phải hàng quốc đồ chua giống phù lăng cải bẹ ta cảm thấy liền ăn thật ngon tiêu phỉ nhi lại mở miệng nói ra phỉ nhi ngươi sữa làm dưa chua hương vị là không sai thế nhưng là cùng phù lăng cải bẹ so sánh hương vị kia vẫn là kém chút tiêu lễ cũng lên tiếng nói phù lăng cải bẹ tiêu lễ trước kia liền rất thích ăn thường xuyên sẽ đang dùng cơm thời điểm thu được một điểm chúng ta đều nếm qua phù lăng cải bẹ tự nhiên biết ta sửa làm hương vị kia không thể cùng chính tông phù lăng cải bẹ so nhưng là bây giờ chúng ta là tại cổ đại nơi này không có chính tông phù lăng cải bẹ hương vị chỉ cần có tám thành tương tự liền sẽ nhận rất nhiều người hoan nghênh tiêu phỉ nhi lại nói tiếp đi vậy những này còn cầm đi trong thành bán không? Vương Quế Chi hỏi ra âm thanh đến, tiêu lễ lập tức nói tiếp, bán, làm sao không bán liền xem như thật làm cải bẹ, không gian bên trong sản xuất rau quả cũng dùng không hết, cha, vậy chúng ta vẫn là phương pháp cũ. Tiêu Phỉ Nhi nhìn về phía cha nàng, cùng mấy lần trước bán đồ đồng dạng, từ bọn hắn cải trang cách ăn mặc về sau đi bán đi, tiêu lễ nhìn xem không gian bên trong, những cái kia đều nhanh xếp thành đồi núi nhỏ đồ vật về sau, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, trước kia hắn cùng Phỉ Nhi đi xử lý, nào có nhiều đồ như vậy, không được, không thể lại giống trước đó như thế tốc độ quá chậm không nói, số lần nhiều cũng dễ dàng bị người phát hiện. Tiêu Lễ mở miệng nói, "Cha, vậy ngươi nói nên làm cái gì?" "Không bằng, chúng ta trong thành mở một nhà cửa hàng lương thực tử." Những cái này lương thực vừa vặn liền có thể phóng tới bày tử lý đi bán. Tiêu Lễ nghĩ nghĩ nói, "Thế nhưng là cha, Ngươi có phải hay không quên hiện tại lương thực cũng không tốt làm, chúng ta đi mở cái cửa hàng lương thực lập tức thả nhiều như vậy lương thực đi vào cũng giải thích không rõ ràng. Tiêu Phỉ Nhi lo lắng trong lòng không phải là không có đạo lý, bây giờ mới qua tai nhiều năm lâu, bản địa lương thực đều là từ nơi khác chở tới đây, bọn hắn một cái mới từ phương Bắc chạy nạn tới nạn dân, làm sao có khả năng sẽ làm ra nhiều như vậy lương thực tới, không bằng đi hỏi một chút đình thâm, xem hắn có cái gì tốt biện pháp. Vương Quế Chi nghe cha con hai người đối thoại về sau, đề nghị tìm cố đình thâm quyết định, nàng dâu, dạng này thật được không, phỉ nhi không gian này. Tiêu lễ trong lòng lo lắng, tiền tài động nhân tâm, người chết vì tiền chim chết vì ăn, liền chớ đừng nói chi là phỉ nhi không gian này, quả thực chính là một cái bảo vật, nếu là đình thâm hắn có tâm tư khác, chúng ta lại nên như thế nào, chương 320, tìm cố đình thâm hỗ trợ, cha, ta tin tưởng đình thâm tiêu phỉ nhi đang nghe cha nàng trong miệng những lời kia về sau ngữ khí kiên định nói tin tưởng cố đình thâm phỉ nhi ngươi vương quế chi lo lắng lên tiếng lại bị tiêu phỉ nhi cho lập tức mở miệng đánh gãy mẹ ngươi không cần khuyên ta ta tin tưởng đình thâm sẽ không đến đến cổ đại sau liền biến tại hiện đại bọn hắn từ quen biết đến yêu nhau đến kết hôn bọn hắn trải qua nhiều như vậy không có khả năng đến cổ đại sau liền biến tiêu phỉ nhi trong lòng tin tưởng vững chắc cố đình thâm vẫn là trước kia cái kia đình thâm phỉ nhi nương trong lòng không phải không tin đình thâm chỉ có điều lòng người là sẽ trở nên phỉ nhi ngươi bây giờ trước đừng nói cho đình thâm không gian sự tình ngươi liền hỏi hắn có hay không cửa hàng lương thực tử liền nói ngươi có một nhóm lương thực phải đặt ở hắn bày tử lý bán xem trước một chút đình thâm nói thế nào vương quế chi thấy phỉ nhi như thế tin tưởng nữ nhi chỉ có thể chuyển đổi khẩu khí thuyết phục tiêu phỉ nhi tiêu phỉ nhi ở trong lòng suy nghĩ một chút nói ta nghe nương, tiêu phỉ nhi là người nóng tính, nghĩ đến cái gì liền phải lập tức đi làm, bên này vừa cùng nàng cha mẹ nói xong, liền lập tức đi tìm cố đình thâm đi, tiêu phỉ nhi đi thời điểm, cố đình thâm vừa mới luyện qua võ, trên đầu trên người một thân mồ hôi bẩn, tiêu phỉ nhi nhìn về sau, vội vàng cầm lấy bên cạnh mạc tử đưa cho trong miệng hắn hỏi, người mỗi ngày đều dạng này luyện, cố đình thâm gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận tiêu phỉ nhi đưa tới mạc tử, trên đầu trên mặt xoa xoa nói, Ba nội tình quá kém, tới sau liền mỗi ngày đều đang luyện tập. Cố định thâm lời này có ý tứ là, hắn nội tình quá kém cũng không phải là nguyên chủ nội tình kém. Nguyên chủ từ nhỏ đã đi theo võ sư phó luyện múa, đông luyện ba chính hạ luyện năm năm, cho tới bây giờ đều không có gián đoạn qua, nhưng cho dù là dạng này, vẫn là bị người cho giết chết trên chiến trường. Nếu là hắn không hảo hảo tiếp tục cố gắng luyện tập, kết cục của hắn nhất định sẽ so nguyên chủ thảm hại hơn cố đình thâm lo âu trong lòng cũng không biết tiêu phỉ nhi biết hay không chỉ nghe cố đình thâm mở miệng hỏi sớm như vậy tới tìm ta thế nhưng là có việc tiêu phỉ nhi gật đầu là có kiện sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ ta có một nhóm lương thực muốn xử lý không biết ngươi nhưng có cửa hàng lương thực tử tại nhữ nam thành bên trong cố đình thâm trong mắt có kinh ngạc theo hắn biết toàn bộ đại hạ đều thiếu lương thực triều đình đối lương thực quản khống phi thường nghiêm ngặt phỉ nhi lương thực lại là từ đâu tới đây chẳng qua đã phỉ nhi không muốn nói hắn cũng không mở miệng hỏi đợi đến phỉ nhi muốn nói nguyện ý lúc nói tự nhiên sẽ nói cho hắn cố đình thâm nghĩ nghĩ nhữ nam thành không có chẳng qua tại địa phương khác có nghe được cửa hàng không phải tại nhữ nam thành tiêu phỉ nhi nhỏ lông mày lại nhíu lại thấy phỉ nhi nhíu mày cố đình thâm còn nói thêm ta có thể phái người đem lương thực vận đi qua ngươi chừng nào thì đem lương thực chuẩn bị kỹ càng nói với ta một tiếng ta sắp xếp người đi làm Tiêu Phỉ Nhi đôi mắt lập tức liền sáng, nhìn xem cố đình thâm nói ra, đình thâm ta cũng không để ngươi ăn thiệt thòi, kiếp trước ngươi chính là một cái kinh thương thiên tài, ta những cái kia lương thực liền toàn bộ giao cho ngươi đi xử lý, chỉ là ngươi liền không hiếu kỳ ta những cái kia lương thực là từ đâu đến sao, hiếu kỳ. Cố đình thâm cười nhìn lấy Tiêu Phỉ Nhi, đợi đến ngươi nguyện ý nói cho ta thời điểm, ta tự nhiên là biết, Tiêu Phỉ Nhi, đình thâm kiếp trước không hổ là bá đạo tổng giám đốc, người ta cái này đầu óc chính là dễ dùng tiêu phỉ nhi trong lòng do dự đến cùng muốn hay không nói cho đình thâm nàng không gian bí mật được rồi bọn hắn một nhà người còn có thể tại cổ đại sống lại một đời đồng thời gặp nhau không phải liền là nói rõ ông trời tiếp tục để bọn hắn làm người một nhà nếu là người một nhà lại là từ một chỗ đến không gian bí mật tiêu phỉ nhi quyết định nói cho cố đình thâm